Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 156. Hai người khách sáo một phen cũng coi như là nhận thức. Bất quá Dương Nghị Vân lại là nội tâm chấn động, mà đan điện đại danh hắn há có thể chưa từng nghe qua. Ở tiên đan thành tam đại thế lực, hoặc là nói tiên đan thành chính là tam đại thế lực khống chế, tam phương thế chân và cục diện. Tiên đan lâu, mà đan điện, mây lửa các, này tam đại thực lực, xem như rốt cuộc tiếp xúc tới rồi đệ nhị phương thế lực. Trước mắt cục diện lại là không biết là tốt là xấu, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ không tồi. Tiên đan thành tam đại thế lực, mây lửa các tạm thời không có tiếp xúc ở ngoài, mặt khác hai đại thế lực xem như đều có tiếp xúc. Chẳng qua tiên đan lâu nhất định phải trở thành đối thủ một mất một còn. Mà trước mắt ma đan điện, đối Dương Nghị Vân tới nói có lẽ chính là cái cơ hội. Bởi vì hắn sớm nghe nói tiên đan thành tam đại thế lực là ba phần thiên hạ, ba chân thế chân và cục diện, tranh đấu gay gắt nhưng không thiếu. Trừ bỏ không có minh khai triển ở ngoài, trong lén lút đấu tranh cũng không ít, ai cũng không phục ai. Cho nên Dương Nghị Vân vừa nghe người này tự xưng là ma đan điện điện lão chi nhất, cũng liền cố ý nói ra tên của mình, muốn thử thử. Theo lý thuyết tiên đan lâu giả hoa sen toàn thành truy nã bọn họ, làm ma đan điện người tự nhiên cũng sẽ biết. Vốn dĩ Dương Nghị Vân là không tính toán nói, chính là nếu đã biết đối phương là ma đan điện điện lão, báo ra tên gọi cũng coi như là một loại thành ý, hắn biết muốn từ đây người trong miệng đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt tin tức, nhất định phải bày ra một ít thành ý tới mới được, có thể tu luyện đến cái này cấp bậc lão gia hỏa đều không phải đơn giản hạng người. Cùng bực này người giao lưu, phương thức tốt nhất chính là trực lai trực vãng. Ngay sau đó lại thấy Đông Nhan sửng sốt, dư vị lại đây, Dương Nghị Vân báo ra tên, lại là hai tròng mắt trung tinh quang lập lòe một chút, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, đạo hữu tên này ở tiên đan thành chính là đỉnh đỉnh đại danh A, 500 năm trước tiên đan lâu lâu chủ giả Diệp cháu gái giả hoa sen chính là đối toàn thành truy nã ba người, trong đó một cái tên lại là cùng đạo hữu cùng tên, lại là không biết nơi này hay không có cái gì chuyện xưa tồn tại. Dương Nghị Vân biết lão gia hỏa này đây là ở thử chính mình, bất quá hắn cũng không có gì sợ quá, nếu dám nói ra, sẽ không sợ hắn truyền ra đi. Nếu là đặt ở 500 năm trước, hắn đối mặt đại la cao thủ sẽ sợ hãi, nhưng là hiện tại. Ha ha, hắn chính là kim tiên đại viên mãn. Nhìn Đông Nhan cười cười mở miệng nói, ta chính là giả hoa sen muốn tìm người kia. Không có gì che lấp, Dương Nghị Vân mở miệng liền thừa nhận. Hắn tin tưởng. Nếu là đối phương làm khó dễ, hắn liền tính đánh không lại, muốn chạy vạn dược chợ còn lưu không dưới hắn, lại nói bên ngoài còn tuyết hương ở đâu. Không có gì sợ quá. Nghe được Dương Nghị Vân không chút do dự thừa nhận, Đông Nhan hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại một chút, nhưng là thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Trong nháy mắt này, Đông Nhan kỳ thật trong lòng có đem Dương Nghị Vân bắt lấy xúc động, hắn tự nhiên biết giả hoa sen toàn thành truy nã Dương Nghị Vân là nghe nói Dương Nghị Vân trên người có một khối khắc văn đạo phù. Đây chính là chí bảo đạo phù, hắn cũng động tâm, thậm chí cũng phái ra quá ma đan điện người lưu ý quá Dương Nghị Vân. Bất quá so sánh với khắc văn đạo phù, Đông Nhan kỳ thật càng để ý chính là quỷ mẫu hoa nước mắt, thân là ma đan điện ma thủ luyện đan sư, tu cũng là đan đạo, nhất coi trọng vẫn là luyện đan, bởi vì đối với một cái luyện đan sư tới nói, luyện đan mới là căn bản. Cho nên Đông Nhan tạm thời đem trong lòng tà niệm áp chế đi xuống, trong lòng tự do so đo. Chờ từ Dương Nghị Vân trong miệng bộ ra như thế nào đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt biện pháp, sau đó lại động thủ cũng không muộn. Khắc văn đạo phù lực hấp dẫn, đối Đông Nhan tới nói cũng phi thường đại. Ngay sau đó Đông Nhan nhìn Dương Nghị Vân cười ha ha nói, Dương đạo hữu quả nhiên là cái người có cá tính, hảo, ta Đông Nhan liền thích Dương đạo hữu bực này nói thành. Ngươi yên tâm ta ma đan điện cùng bọn họ tiên đan lâu là đối đầu, tuyệt đối sẽ không đem Dương đạo hữu xuất hiện tin tức khuếch tán. Hôm nay ta Đông Nhan chưa thấy qua Dương Nghị Vân, chỉ tiếp đãi một vị tiến đến ta vạn dược chợ khách quý. Nghe tới Đông Nhan lời này thật xinh đẹp, hơn nữa xem hắn nói chuyện biểu tình, cũng là phi thường chân thành. Chính là Dương Nghị Vân lại nội tâm ở cười lạnh. Bởi vì hắn trái tim ở vừa rồi nhảy lên. Đây là đối phương có địch ý, bị tâm hồn cảm ứng được. Nếu không phải có tâm hồn cảm ứng tồn tại, Dương Nghị Vân có lẽ thật đúng là sẽ tin tưởng Đông Nhan chuyện ma quỷ. Bất quá hắn giờ phút này lại là sẽ không chọc phá, hắn nhìn ra được tới, Đông Nhan mặt sau còn có chuyện, hoặc là nói còn có điều đồ. Trái lại giảng, hắn lại làm sao không phải. Hắn tưởng từ Đông Nhan trong miệng biết về quỷ mẫu yêu thụ tin tức.
Nói trắng ra là lúc này bọn họ hai cái đều ở diễn kịch mà thôi, đều ở lẫn nhau lợi dụng. Đến nỗi đến cuối cùng, ai có thể chân chính lợi dụng ai, liền xem ai bản lĩnh lớn. Nghe Đông Nhan nói chuyện, Dương Nghị Vân cười cười nói, vậy cảm tạ Đông Nhan đạo hữu. Hẳn là, nếu Dương đạo hữu như thế thẳng thắn thành khẩn, ta Đông Nhan cũng không phải người nhỏ mọn, cũng liền không quanh co lòng vòng, nghe chúng ta quản sự nói hữu người yêu cầu quỷ mẫu hoa nước mắt. Đông Nhan cười ha hả hỏi. Đúng là, bất quá quý quản sự nói các người vạn dược chợ không có quỷ mẫu hoa nước mắt, nhưng lại có thể cung cấp quỷ mẫu yêu thụ tin tức. Nếu Đông Nhan đạo hữu có thể cung cấp quỷ mẫu yêu thụ tin tức, Dương mẫu nguyện ý ra tiên thạch mua sắm, không biết Đông Nhan đạo hữu ý hạ như thế nào. Dương Nghị Vân cũng là cười ha hả nói chuyện. Lúc này hai người giống như là một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly. Đông Nhan thực rõ ràng ở chơi tâm nhãn tính kế. Nhưng hắn cho rằng Dương Nghị Vân không biết, không nghĩ tới Dương Nghị Vân có tâm hồn cảm ứng lúc sau, đã phán đoán ra hắn Đông Nhan lòng mang quỷ thai, lúc này cũng ở lời nói khách sáo mà thôi. Lúc này Đông Nhan hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, trên mặt làm ra trầm tư, ngay sau đó vẻ mặt chân thành vô cùng bộ dáng nói, Dương đạo hữu bất mãn người nói, kỳ thật ta cũng ở siêu tập quỷ mẫu hoa nước mắt, người cũng biết ta ma đan điện cũng đi chính là luyện đan chi đạo, đối với một cái luyện đan sư tới nói luyện đan mới là chứng đạo. Nhưng muốn luyện đan không có tiên dược lại là trăm triệu không thể, nếu tưởng luyện chế nào đó tiên đan, vẫn luôn luyện chế không ra, liền sẽ trở thành khúc mắc, dẫn tới tu vi cảnh giới đều tạm ở bình cảnh thượng, đây là phi thường thống khổ một sự kiện. Thật không dám giấu giếm, ta đích xác nắm giữ quỷ mẫu yêu thụ xuất hiện tin tức, nhưng là vài lần nếm thử đều không thể đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt, thường thường ở thu thời điểm, quỷ mẫu hoa nước mắt đều sẽ không thể hiểu được bốc hơi rớt. Phi thường quỷ dị, lại là không biết Dương đạo hữu có biết đây là vì sao. Nếu Dương đạo hữu biết, còn thỉnh báo cho, đến lúc đó chỉ cần Đông Mỗ được đến quỷ mẫu hoa nước mắt, nhất định cấp Dương đạo hữu lưu một phần, không biết Dương đạo hữu một chút như thế nào. Giờ phút này Đông Nhan trên mặt biểu tình, muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành. Chính là Dương Nghị Vân lại trong lòng ở buồn nôn, hận không thể cho hắn trên mặt một quyền, trong lòng âm thầm mắng nói. Lão bất tử nếu không phải tiểu gia có tâm hồn cảm ứng tồn tại, thật đúng là phải bị ngươi cấp lừa. Tiểu gia hiện tại nói cho ngươi thu quỷ mẫu hoa nước mắt phương pháp, cũng liền mất đi giá trị, đến lúc đó ngươi cái lão hỗn đản sợ là muốn lập tức trở mặt cướp đoạt tiểu gia trên người khắc văn đạo phù. Đối này, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không nói cho hắn, cái này lão bất tử thật đúng là đương chính mình ngốc. Nhếch miệng cười Dương Nghị Vân cũng nghiêm túc nói, Đông Nhan đạo hữu thật không dám giấu giếm, ngươi nói loại tình huống này Dương Mỗ vừa lúc biết, kỳ thật thu quỷ mẫu hoa nước mắt là yêu cầu đặc thù bí pháp mới được, nếu không một khi hoa nước mắt rời đi quỷ mẫu yêu tạo khắc sẽ bốc hơi, khó có thể bảo tồn. Bất quá thu quỷ mẫu hoa nước mắt bí pháp vô pháp tương truyền, thật sự thật đáng tiếc a, bằng không ta nhưng trực tiếp truyền cho đạo hữu, đạo cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Ta xem không bằng đạo hữu đem quỷ mẫu yêu thụ tồn tại địa điểm nói cho ta, chờ ta đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt, đến lúc đó cũng ít không được Đông Nhan đạo hữu một phần. Không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, đừng tưởng rằng liền ngươi cái vương bát đản sẽ đánh thái cực, tiểu gia ta đồng dạng sẽ. Chờ Dương Nghị Vân nói cho hết lời, Đông Nhan sắc mặt cứng đờ, hắn biết Dương Nghị Vân tiểu tử này không hảo lừa gạt, trong lòng tức giận, nhưng là không có biện pháp, thu quỷ mẫu hoa nước mắt đích xác yêu cầu bí pháp, nếu không chính là công dã tràng. Hít sâu một hơi ngay sau đó đối Dương Nghị Vân nói, Dương đạo hữu không bằng chúng ta hợp tác đi. Ta mang ngươi đi tìm quỷ mẫu yêu thụ, đến lúc đó ngươi thu quỷ mẫu hoa nước mắt, ta hiệp trợ ngươi, đoạt được đại gia chia đều tốt không? Dương Nghị Vân rốt cuộc cười, như thế rất tốt. Lão Đông Tây ngươi có thể sao mà, tiểu gia ta không nói thu bí pháp, liền cái lão tiểu tử liền phải ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, như thế chúng ta có thể xuất phát. Đông Nhan nhìn Dương Nghị Vân nói. Dương Nghị Vân cười nói, tạm thời không vội. Xuất phát phía trước Dương Mỗ còn cần chuẩn bị một ít đồ vật, ngày mai chúng ta lại xuất phát. Một khi đã như vậy, cũng đúng. Đông Nhan cười. Nga đúng rồi, ta yêu cầu mặt khác tiên dược, Đông Nhan đạo hữu làm người chuẩn bị tốt đi, ngày mai ta tới lấy. Dương Nghị Vân vừa ra đến trước cửa dặn dò một câu. Đông Nhan mở miệng, không thành vấn đề. Cáo từ. Ngày mai chờ Dương đạo hữu. Hai người các hoài tâm tư từ biệt. Xuống lầu sau Dương Nghị Vân ý bảo Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương trực tiếp chạy lấy người. Chờ ra vạn dược chợ, Yến Xích Hà nhìn xuống không nói, chủ nhân chúng ta hiện tại lại chỗ nào.
Dương Nghị Vân híp mắt, luyện tạo tiên minh ra tay trong tay tiên đan, đổi lấy tiên thạch. Ở tiên đan thành luyện tạo tiên minh giống như là một cái khổng lồ phía chính phủ cơ cấu, nơi này bao hàm tất cả đều là chế luyện chi đạo nhân tài. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, con rối sư, phù chú sư chờ, phàm là có thể cùng chế luyện chi đạo dính thượng, đều có thể gia nhập luyện tạo tiên minh. Đương nhiên tiền đề là mặc kệ cái nào chức nghiệp, người đều đến có nguyên liệu thật, phải trải qua luyện tạo tiên minh khảo hạch mới được. Thông qua luyện tạo tiên minh khảo hạch, luyện tạo tiên minh sẽ cho người ban phát hưởng ứng huy chương, cái này huy chương thông dụng toàn tiên giới. Đi ra ngoài đến chỗ nào đều có thể được đến hưởng ứng lễ ngộ. Đương nhiên đạt được huy chương càng cao, đãi ngộ càng tốt. Có thể nói luyện tạo tiên minh chính là vinh dự địa vị. Trừ bỏ này đó, luyện tạo tiên minh cũng là một cái khổng lồ giao dịch tổ chức, là cái ngôi cao. Tỷ như Dương Nghị Vân luyện chế tiên đan muốn ra tay, liền có thể đi luyện tạo tiên minh, bởi vì nơi này có chuyên nghiệp luyện đan sư đánh giá, cũng có thể cấp ra hợp lực công đạo giá cả, có thể thể hiện công bằng. Này đó tin tức Dương Nghị Vân đều làm Yến Xích Hà hỏi thăm qua, cho nên hắn kế tiếp thẳng đến luyện tạo tiên minh, muốn đem trong tay một lò tiên nguyên đan cùng giải độc đan ra tay. Nếu Tử Tuyết Hương trong tay lừa không tới tiên thạch, cũng không tính toán dùng Tuyết Hương tiên thạch, như vậy mua sắm tiên dược tiên thạch hắn liền phải chính mình suy nghĩ biện pháp. Vẫn luôn đều nghe nói ở tiên giới tiên đan đều là khan hiếm hóa, có tiên thạch đều không nhất định có thể mua sắm đến. Dựa theo Yến Xích Hà phía trước nghe được tin tức, chỉ cần có tiên đan liền có thể đi luyện tạo tiên minh đổi tiên thạch chuẩn không sai. Dương Nghị Vân tự nhận là chính mình luyện chế tiên đan phẩm chất là không tồi, cho nên hắn có tin tưởng. Cũng là một lần đối kỳ quân đan đạo kiểm nghiệm. Ba người từ vạn dược chợ ra tới sau, thẳng đến luyện tạo tiên minh. Nơi này liền tiên đan thành trung ương vị trí, là một tòa chiếm địa diện tích thực khổng lồ cung điện. Liếc mắt một cái nhìn lại ở tiên đan thành bất luận cái gì góc độ đều có thể thấy được, bởi vì chính là một tòa thật lớn cây đuốc tạo hình, đặc độc đại, cũng là hỏa hồng sắc. Đại biểu cũng là luyện tạo, ngọn lửa luyện tạo chi đạo. Thực mau ba người tới rồi luyện tạo tiên minh. Thật là thật lớn cung điện, nhìn qua chiếm địa ít nói cũng có một trận bóng rổ như vậy đại, cao như mây đoan. Thật lớn trên cửa lớn viết luyện tạo tiên minh bốn cái kim quang lấp lánh chữ to, đại môn khoan ba trượng cao chín trượng, vô cùng khí phái. Khổng lồ cung điện giống như là một tòa đứng dậy ở tiên đan thành trấn thành thần châm giống nhau, như thế kiến trúc cũng chính là tiên nhân bởi vậy thủ đoạn. Nhìn qua trang nghiêm túc mục, làm nhân sinh sợ. Bực này địa phương tự nhiên không phải dễ dàng đi vào, có cao thủ gác đại môn. Tả hữu bốn gã kim tiên, hai cái thượng phẩm, hai cái đại viên mãn, nhìn có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Ra ra vào vào người, tựa hồ đều phải kiểm thi A đăng ký mới có thể cho đi ra vào. Dương Nghị Vân ba người qua đi lúc sau, đồng dạng làm tương đồng đăng ký, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc. Chỉ là lệ thường đăng ký tên họ cùng tu luyện cảnh giới, cùng với tiến đến luyện tạo tiên minh mục đích. Lúc sau thủ vệ đầu mục rất cao lãnh nói, tiến vào đại sảnh rẽ phải đệ tam khu đó là tiên đan đổi khu, không có gì sự đừng loạn đi, xong xuôi sự đuổi mau chóng ra tới. Tốt tốt, Yến Xích Hà đi giao thiệp, đối thủ vệ nói cũng là liên tục gật đầu, thậm chí nói có điểm khiêm tốn. Tiến vào đại điện lúc sau Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, ta nói Yến Xích Hà ngươi muốn hay không như vậy. Mấy cái kim tiên mà thôi, ngươi cũng tốt xấu là kim tiên a. Yến Xích Hà cười khổ một chút nói, chủ nhân a, ngươi cho rằng ta tưởng a, nơi này là luyện tạo tiên minh a, trong cửa đều là kim tiên đại viên mãn, càng đáng sợ chính là ta chính là nghe nói mỗi một cái luyện chế tiên minh phân bộ đều có một vị tiên vương cường giả tỏa chấn, đại la cùng hỗn nguyên đều có không ít tồn tại, không ai dám ở luyện tạo tiên minh đại điện lỗ mãng. Đừng nhìn là mấy cái thủ vệ, chúng ta còn đắc tội không nổi, vạn nhất nhân ra một cái không cao hứng đem chúng ta hỗn ra tới. Chúng ta cũng không mà nói rõ lý lẽ đi, ta chính là hỏi thăm qua, tiên đan thành luyện tạo tiên minh có một chi đại la cao thủ tạo thành hộ vệ đội, các đều là cao thủ A. Chúng ta thật đúng là đắc tội không nổi, cho nên tới nơi này tiên nhân không thấy đều thực quy củ sao, đây là cái quái vật khổng lồ Nga, đắc tội không nổi, chúng ta an tâm đổi tiên đan liền rời đi, cũng không thể ở chỗ này xảy ra chuyện, nếu không có thể gặp phải một đống lớn lão quái vật tới. Ách hảo đi ngươi thắng. Chúng ta đổi xong tiên đan liền rời đi. Nghe được Yến Xích Hà nói như thế, Dương Mỗ Nhân ngẫm lại vẫn là điệu thấp một chút đi. Hắn đã ở tiên đan thành chọc phải tiên đan lâu, cũng không thể lại đi trêu chọc tiên đan thành chân chính quái vật khổng lồ luyện tạo tiên minh.
Đi vào đệ tam khu quả nhiên thấy được đổi tiên đan chữ thẻ bài. Toàn bộ đại điện tiến vào sau, tuy rằng người cũng không ít, nhưng lại đều thực an tĩnh, không có chân chính phát ra ồn ào náo động. Một đường qua đi, Dương Nghị Vân cũng nhìn đến có chuyên môn khảo hạch khu vực, không cần hỏi đều biết là khảo hạch luyện đan sư luyện khí sư từ từ. Bất quá hắn tạm thời không có phương diện này tính toán, kỳ quân đan đạo quá mức kinh người nghịch thiên, năm đó kỳ quân tiên nhân chính là bởi vậy bỏ mạng, hắn mới sẽ không tại đây chờ địa phương triển lãm chính mình trên người luyện đan chi đạo, cho chính mình chọc phiền toái, luyện ra tới tiên đan tiến đến đổi tiên thạch muộn thanh phát đại tài mới là hắn mục tiêu. Dương mẫu nhân căn bản liền không nghĩ tới muốn ở luyện tạo tiên minh khảo hạch trở thành luyện tạo tiên minh thừa nhận luyện đan sư. Chẳng qua về sau phát sinh sự, lại làm hắn thay đổi cái này ý tưởng, hoặc là nói bị buộc bất đắc dĩ như cũ vẫn là cùng luyện tạo tiên minh nhắc lên quan hệ. Đương nhiên đây là lời phía sau. Trước mắt bọn họ tam lại tiến vào đệ tam tiên đan đổi khu. Kỳ thật chính là một cái bên trong đại điện tiểu thính, đương nhiên nói tiểu là so sánh với toàn bộ đại điện tới nói. Tính lên cũng có 5 đến 60 bình phương không gian. Bên trong xem qua đi cũng không có gì đồ vật, chính là một ít thường dùng gia cụ, một loạt ngăn tủ, mặt trên bày một đám tản ra năng lượng hộp, cũng không biết bên trong cái gì. Cấp Dương Nghị Vân đệ nhất cảm giác có phải hay không đi nhầm địa phương. Bất quá ngay sau đó ngẫm lại cũng nên không đến mức, nơi này là tiên đan đổi khu, cũng coi như là một cái giám định tiên đan địa phương, nếu tiên đan giám định hoàn tất. Không có gì vấn đề, trực tiếp đổi giá cả chi trả tương đối tiên thạch liền có thể. Hơn nữa tiên thạch thứ này tự nhiên sẽ không bày ra tới, đều là đặt ở chứa đựng tiên khí trong vòng. Ai 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 các ngươi ba cái đang làm gì? Nơi này là tiên đan đổi khu, đi nhầm địa phương chạy nhanh rời đi. Liền ở Dương Nghị Vân ba người đánh giá nơi này thời điểm, một cái không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Tuy rằng giọng nói lạc bế, từ sau quầy đi ra một tiểu hài tử. Bất quá! Này chỉ là Dương Nghị Vân đệ nhất cảm giác, trên thực tế nhìn kỹ cái này cái đầu chỉ có 1 mét tả hữu người, không phải tiểu hài tử, mà là cái thành niên tiên nhân, vẫn là một cái Dương Nghị Vân nhìn không thấu tiên nhân, đương nhiên cảm giác chung đối phương hơi thở hẳn là sẽ không siêu việt đại la, nhìn không thấu có thể là bí pháp ẩn tàng rồi chính mình tu vi cảnh giới mà thôi. Không nghĩ làm người nhìn thấu, biện pháp rất nhiều. Bất quá Dương Nghị Vân nếu là thật muốn đi quan sát hắn, vận dụng tiên thức là có thể làm được. Chẳng qua tùy tiện đi tiên thức xem nhân ra đây là thực kiêng kỵ sự, hắn là tới làm buôn bán đổi tiên thạch, cũng không phải là đến gây chuyện sự, tự nhiên sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Nhìn qua chỉ là cái đầu lùn một chút. Trách không được vừa tiến đến không thấy được người, hắn cái này vóc dáng đứng ở sau quầy, ai cũng nhìn không tới. Uy tiểu hài tử như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta là tới tiên đan đổi tiên thạch, Yến Xích Hà lúc này nhưng thật ra kiên cường một hồi. Kêu ai tiểu hài tử đâu, bổn tiên kêu Kim Quy, đã tu luyện 7-8 ngàn năm đều có thể đưa ngươi ra ra, tiểu thí hài mắt mù a tiểu hài tử như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, lớn tiếng đối với Yến Xích Hà giống lên. Ách hiểu lầm, ha ha, Yến Xích Hà có chút xấu hổ, đích xác hắn đem cái này kim tiên trở thành tiểu hài tử, vừa nghe đến đối phương tu luyện 7-8 ngàn năm hắn liền biết cái này vóc dáng thấp là cái cao thủ, lúc này mới phát hiện hắn nhìn không thấu vóc dáng thấp. Hừ, tiên đan đổi tiên thạch, liền các ngươi có thể lấy ra tới cái gì hảo tiên đan tới tự xưng là kim quy lùn cái kim tiên trong giọng nói thực khinh thường, quần áo đại gia ta xem thường các ngươi biểu tình. Hắn cái dạng này, nhìn qua thật đúng là chính là cái tiểu hài tử biểu hiện. Làm Dương Nghị Vân vô pháp đem hắn trở thành một cái người trưởng thành đối đãi. Đương nhiên này chỉ là một loại ảo giác mà thôi, trên thực tế hắn biết đối mặt tiên giới bất luận cái gì tiên nhân đều không thể khinh thường. Mà lúc này Kim Quy tiên nhân ngoài miệng nói thầm về nói thầm, nhưng như cũ nói, cái gì tiên đan lấy ra tới nhìn một cái, nếu là rác rưởi tiên đan liền không cần lấy ra tới mất mặt xấu hổ, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, chúng ta luyện tạo tiên minh chính là không thiếu hảo tiên đan, trừ phi là quý hiếm tiên đan, nếu không đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Dương Nghị Vân nghe Kim Quy tiên nhân nói chuyện, thật là có chút chột dạ, bởi vì hắn muốn xuất ra tới chính là tiên nguyên đan. Ở tiên giới tiên nguyên đan là nhất thường thấy nhất tầm thường tiên đan, cũng không phải là cái gì quý hiếm tiên đan. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, liền tính là bị người khinh bỉ hắn vẫn là muốn xuất ra tới, làm đối phương nhìn kỹ hắn nói, lại nói đây cũng là hắn đối kỳ quân tiên nhân luyện đạo chi đạo kiểm tia, a đo lường. Dương Nghị Vân lấy ra đan dược bình nói, tiên nguyên đan cùng giải độc đan, thỉnh Kim Quy đạo hữu giám định. Quả nhiên là rác rưởi tiên đan,
như vậy tầm thường tiên đan cũng lấy ra tới. Chạy nhanh lăn, ách, đây là... Vốn dĩ Kim Quy tiên nhân một cái cút đi chứng muốn mắng ra tới, lại là tại hạ một khắc ngạnh sinh sinh có đem lời nói nuốt đi xuống, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Dương Nghị Vân lòng bàn tay. Bởi vì giờ phút này Dương Nghị Vân đem tiên nguyên đan tiên đan bình mở ra, đảo ra một viên ở trong lòng bàn tay. Kim Quy tiên nhân làm luyện tạo tiên minh phụ trách tiên đan đổi tiên thạch người phụ trách, hắn tự nhiên muốn cụ bị tiên đan giám định năng lực. Luyện tạo tiên minh các loại chế luyện cấp bậc, đều là từ thấp nhất nhất giai bắt đầu mãi cho đến tối cao cửu giai cấp bậc. Nhất giai một hơi chương, Kim Quy tiên nhân là bốn cái huy chương tứ giai luyện đan sư, hắn cái này cấp bậc luyện đan sư ở luyện tạo tiên minh đã xem như trung tầng luyện đan sư, có quyền uy. Vốn dĩ đi. Kim Quy tiên nhân nghe được Dương Nghị Vân nói tiên nguyên đan cùng giải độc đan sau, hắn trong lòng liền nổi giận, tiểu tử này chơi người. Kia hai loại nhất tầm thường tiên đan tới luyện tạo tiên minh, thật sự sẽ lấy luyện tạo tiên môn là chợ bán thức ăn chợ không thành. Thật là thúc thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn, lập tức mắng mở miệng. Nhưng hắn mắng không để yên, tức khắc liền im miệng, mở to hai mắt nhìn, gắt gao chăm chú vào Dương Nghị Vân lòng bàn tay, rốt cuộc mắng không nổi nữa. Bởi vì Dương Nghị Vân lòng bàn tay trắng tinh tiên nguyên đan nhìn trắng tinh như ngọc, không có một tia tạp chất, cơ hồ là trong suốt. Này liếc mắt một cái xem qua đi, Kim Quy nội tâm đều đang run rẩy. Luyện chế tiên nguyên đan không khó, chỉ cần là cái tiên nhân chỉ cần hắn là luyện đan sư, cho dù là nhất giai luyện đan sư, đều có thể luyện chế ra tiên giới nhất thường thấy cũng là nhất thường dùng tiên nguyên đan tới. Khó khăn ở chỗ tiên nguyên đan tư chất rèn luyện. Thậm chí có thể nói bất luận cái gì đan dược phẩm chất liền ở chỗ rèn luyện tạp chất thượng quyết định bởi phẩm chất. Không ai có thể làm được hoàn toàn rèn luyện sạch sẽ đan dược chung tạp chất, đây cũng là dùng đan dược yêu cầu luyện hóa mới có thể hấp thu chuyển hóa thành tự thân pháp lực nguyên nhân. Nói như vậy có thể đem một viên tiên đan chung tạp chất rèn luyện tam thành tựu đã đủ tư cách, đảm đương nổi tiên đan hai chữ, nói cách khác tiên đan công hiệu có thể phát huy ra tam thành, còn thừa bảy thành nhưng đều là không có rèn luyện sạch sẽ tạp chất. Hơn nữa dùng đi xuống sau còn cần đem này bảy thành tạp chất rèn luyện ra bên ngoài cơ thể mới được. Tối cao có thể rèn luyện đến chín thành nông nỗi, cũng chính là có thể hấp thu chín thành đan dược chi lực, này đã là vô hạn hoàn mỹ tiên đan. Nhưng là, thế gian luyện đan sư lại có mấy người có thể làm được đem tiên đan rèn luyện đến chín thành nông nỗi. Toàn bộ luyện tạo tiên minh cũng chỉ có một người mà thôi, đó chính là luyện tạo tiên minh luyện đan một mạch cửu giai luyện đan sư Lạc Dương Đại Nhân. Hắn càng là một vị tiên đế cấp bậc cường giả, cũng chỉ có Lạc Dương Đại Nhân mới có thể làm được đem đan dược rèn luyện đến chín thành nông nỗi. Hắn Kim Quy tiên nhân cái này tứ giai huy chương luyện đan sư, hiện tại luyện đan công lực, căng chết cũng chính là rèn luyện đến bốn thành đỉnh mà thôi. Tiểu tử này, vèo, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, trong tay tiên nguyên đan đã tới rồi Kim Quy tiên nhân trong tay. Đối với cái này vóc dáng thấp tiên nhân khiếp sợ ánh mắt, Dương Nghị Vân thực vừa lòng. Từ Kim Quy tiên nhân biểu tình thượng, Dương Nghị Vân đã thấy được chính mình trước muốn kết quả. Hắn biết kỳ quân đan đạo quả nhiên không giống bình thường, không làm chính mình thất vọng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân liền nghe được Kim Quy tiên nhân mang theo âm dung hỏi, tiểu tử ngươi. Sư phụ ngươi là vị nào đan đạo đại gia? Kim Quy tiên nhân căn bản liền không có suy xét quá, bực này tiên nguyên đan là Dương Nghị Vân luyện chế ra tới. Phản ứng đầu tiên chính là Dương Nghị Vân phía sau có người. Hoặc là nói có cái siêu cấp rời đi đan đạo đại gia, bực này tiên đan là xuất từ cao nhân tay, cũng sẽ không là trước mắt tiểu tử này có thể luyện chế ra tới. Bởi vì cảm thụ Dương Nghị Vân trên người sinh mệnh hơi thở, tiểu tử này thực tuổi trẻ, tu luyện theo đối còn không có vượt qua 3.000 năm. Tu luyện 2-3.000 năm tu sĩ, ở tiên giới chỉ có thể xem như tiểu thí hài. Kim Quy tiên nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng bực này phẩm chất tiên nguyên đan là Dương Nghị Vân luyện chế, ngược lại hắn tự hành não bổ. Hẳn là Dương Nghị Vân sau lưng nào đó lão quái vật, nghiên cứu vô số năm nói đan đại gia có lẽ mới có khả năng đem một viên bình thường nhất tiên nguyên đan phẩm chất rèn luyện đến như thế thuần tịnh nông nỗi. Ở Kim Quy trong mắt này viên tiên nguyên đan độ tinh khiết đạt tới cửu phẩm trình độ, cũng chính là bị rèn luyện chín thành. Này, chẳng lẽ tiên giới còn có một vị cùng Lạc Dương đại nhân giống nhau tồn tại luyện đan đại gia? Vì cái gì không có nghe nói qua? Bị Kim Quy như vậy vừa hỏi. Dương Nghị Vân ngược lại là ngây ra một lúc, bất quá ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, cái này chú lùn là căn bản liền không thấy đến khởi hắn có thể luyện chế ra bực này phẩm chất tiên đan, cho nên trực tiếp hoài nghi là chính mình phía sau có luyện đan đại gia. Bất quá như vậy cũng hảo,
hắn hiện tại cũng không thích làm nổi bật, sau lưng có thể bị người giả thuyết ra như vậy một vị có lẽ có đại gia sư phụ, đối hắn lão nói cũng là chuyện tốt. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì không đúng, dù sao chính mình thật là có cùng Ngưu Ích sư phụ tồn tại, chỉ là không biết giờ phút này chết lão nhân ở phương nào. Rồi sau đó ra vẻ thần bí nói, cái này sao? Gia sư có công đạo hắn lão nhân ra tên húy không cho ta đối ngoại nói ra đi. Nga như thế tiếc núi kim quy tiên nhân có chút mất mát, bất quá tin tưởng cũng bình thường, có thể luyện chế ra bực này tiên đan đại lão, lại này là hư vinh bình thường hạng người, tất nhiên sẽ không làm chính mình đồ đệ nương tên húy đi hành tẩu. Nhưng kim quy vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, kia xin hỏi tiểu huynh đệ, nhà ngươi sư phụ chính là chúng ta luyện tạo tiên minh đi ra tiền bối. Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì kim quy tiên nhân biết, luyện tạo tiên minh đi ra luyện đan sư rất nhiều, cũng mất tích rất nhiều, vạn nhất là mỗ vị bọn họ tiền bối đâu. Dương Nghị Vân lắc đầu, không phải, gia sư đan đạo chính là tự nghĩ ra. Dù sao ứng phó kim quy, trong miệng nói lung tung chính là. Ngay sau đó Dương Nghị Vân có chút không kiên nhẫn nói, đúng rồi, ngươi nhìn xem ta này tiên nguyên đan là mấy phẩm. Nhất phẩm 9 viên, có thể đổi nhiều ít tiên thạch, ta nhưng còn có sự đâu. Nga nga, tiểu huynh đệ chờ một lát, người đan dược phẩm cấp, lão hủ còn định không xuống dưới, còn thỉnh chờ một lát, lão hủ đi xin chỉ thị chúng ta luyện tạo tiên môn đan đạo đại tông sư, yên tâm nhất định có thể cho tiểu huynh đệ một cái vừa lòng đổi. Kim Quy nói, hảo đi, cần phải nhanh lên. Dương Nghị Vân đáp ứng rồi, trong lòng lại nói thầm, vóc dáng thấp vừa rồi còn tự xưng bổn tiên, kêu tiểu gia tiểu tử, lúc này liền biến thành tiểu huynh đệ, thật mẹ nó lợi thế a. Bất quá nói trở về, kỳ quân đan đạo thật đúng là hảo xử. Đi một chút sẽ trở lại, thỉnh hơi làm nghỉ ngơi. Người tới cấp vài vị đạo hữu thượng trà kim quy tiên nhân vèo một chút rời đi, cũng tiếp đón người thượng trà. Hắn không phải dám định không xuống dưới, mà là đích xác muốn đi xin chỉ thị. Đan dược giới xuất hiện một vị có thể đem tiên đan rèn luyện đến chín thành luyện đan đại gia, luyện đan chi đạo tạo nghệ, có thể cùng Lạc Dương đại nhân sánh vai, đây chính là đại sự tình. Cần thiết muốn đi xin chỉ thị phía trên vị nào đại nhân mới được. Luyện tạo tiên minh thứ 9 tầng nào đó phòng nội. Thật là rèn luyện tới rồi cực hạn đan dược, đường xác định vì cao giai nhất cửu phẩm tiên nguyên đan, nghĩ mọi cách mượn sức hắn, như thế là có thể có cơ hội tiếp xúc hắn sau lưng vị nào luyện đan đại gia. Nói chuyện đúng là trước mặt tiên đan thành luyện tạo tiên minh phân bộ, luyện đan bộ người phụ trách Đinh Hòa Bình. Hắn là một vị ngũ giai huy chương luyện đan tông sư, càng là một vị hỗn nguyên đại viên mãn cao thủ. Đối với Kim Quy đăng báo tin tức, lập tức làm ra chỉ thị. Là, thuộc hạ sẽ an bài người nhìn chằm chằm kia tiểu tử. Kim Quy cung kính trả lời. Đinh Hòa Bình dừng tay nói, không, không phải an bài người, mà là chính người đi nhìn chằm chằm, nhớ kỹ chủ yếu là mượn sức, liền tính mượn sức không thành, cũng nhất định không thể trở mặt, ở tiên giới luyện đan giới. Vẫn là có một ít luyện đan đại gia tồn tại, không thua gì Lạc Dương đại nhân, nghĩ đến kia tiểu tử sau lưng tất nhiên là một vị lánh đời không ra luyện đan đại gia. Có thể đem tiên đan trung thấp nhất giai tiên nguyên đan rèn luyện tới rồi cơ hồ lưu ly nông nỗi, này nhưng đã không đơn giản là tu vi khủng bố có thể hình dung, đối phương ở đan đạo tạo nghệ sợ là chút nào không thua Lạc Dương đại nhân, nhân vật như thế, ta luyện tạo tiên minh nếu có thể mượn sức tiến vào, đối chúng ta tới nói chính là một cái đại trợ lực. Hiện giờ Tôn Thượng đã trở về, cùng tam đại đầu sỏ phía trước tranh đấu chém giết sắp tiến vào gai cấn, nếu có thể có một cái giống Lạc Dương đại nhân kia trở luyện đan đại gia tiến vào, đối chúng ta tới nói nhưng chính là chân chính đưa than ngày tuyết. Kia, thuộc hạ này liền đi làm, Kim Quy nghe cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Kia tiểu tử chi tiết nhưng tia, a xét không có. Ninh Hòa Bình hỏi, đã phái người đi xem xét đăng ký tin tức, Kim Quy mới vừa nói chuyện. Ngoài cửa liền có tiếng đập cửa vang lên nói, đại nhân thuộc hạ cầu kiến. Kim Quy vung tay lên đại môn mở ra, tiến vào, nhưng có thì a được kia ba người tin tức ký lục tình huống. Ngoài cửa tiến vào một người kim tiên, cung cung kính kính đối Kim Quy cùng Đinh Hòa Bình hành lễ sau nói, kia tiểu tử kêu Dương Nghị Vân, kim tiên đại viên mãn tu vi, một cái khác kêu Yến Xích Hà, còn có nàng kia lại là cái yêu tiên kêu Tuyết Hương, tu vi chính là đại la đỉnh. Đi xuống đi, Kim Quy phất tay. Chờ tới sau khi rời khỏi đây, Kim Quy đột nhiên cười nói, đại nhân thuộc hạ đột nhiên vang nhớ tới, 500 năm trước tiên đan lâu giả Diệp cháu gái giả Hoa Sen ở toàn thành tựa hồ truy nã quá ba người, hình ảnh ta đều gặp qua, lại không phải hôm nay ba người, nhưng tên lại giống nhau. Nghĩ đến không phải là trùng hợp, nếu không đoán sai,
bọn họ ba người chính là giả hoa sen người muốn tìm, chẳng qua là dùng bí pháp thay đổi dung mạo hơi thở mà thôi. Nghe đồn giả hoa sen là vì Dương Nghị Vân trên người một khối khắc văn đạo phù, nếu thật là nói như vậy, thuộc hạ phải làm như thế nào làm? Ninh Hòa Bình lắc đầu, hắn biết Kim Quy ý tưởng, lắc đầu nói, so sánh với một vị có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan đại gia, đừng nói một khối khắc văn đạo phù, chính là 100 khối 1000 khối cũng không đáng giá, như thế ngươi liền âm thầm đi theo Dương Nghị Vân, nghĩ đến giả hoa sen sẽ đối Dương Nghị Vân có động tác, có lẽ Dương Nghị Vân đã bị theo dõi. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi, tiên đan lâu ở tiên đan thành vẫn là có chút tai mắt. Nhưng thật ra đúng sự thật tiên đan lâu giả hoa sen đối Dương Nghị Vân ra tay, người đến lúc đó liền đưa than ngày tuyết, như thế chúng ta liền có cơ hội tiếp xúc Dương Nghị Vân sau lưng luyện đan đại gia. Là, thuộc hạ minh bạch, chẳng qua một cái giả hoa sen nhưng thật ra hảo thuyết, chính là vạn nhất ta động thủ, chúng ta chẳng phải là cùng tiên đan lâu giả Diệp trực tiếp đối thượng. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đều hy vọng giả Diệp có thể gia nhập chúng ta tiên đan lâu, như thế sợ là muốn trở mặt a. Kim Quy nghĩ nghĩ nói. Hừ, giả Diệp tự giữ là lục phẩm luyện đan sư, mấy năm nay vẫn luôn đều tại tả hữu Phùng Nguyên, tiên vương đại nhân đã sớm bất mãn hắn, nho nhỏ tiên đan lâu thứ gì, nếu là hắn giả Diệp thật có gan chúng ta luyện tạo tiên minh là địch, tự nhiên giết hắn tiên đan lâu, ngươi thả cứ việc đi làm, chuyện này ta sẽ đăng báo tiên vương đại nhân. Ninh Hòa Bình lời nói đến cuối cùng nói lên tiên đan lâu thời điểm, cũng là rất bất mãn. Thuộc hạ minh bạch Kim Quy khom người rời khỏi Ninh Hòa Bình phòng. Ai nha, tiểu huynh đệ đợi lâu, ha ha. Kim Quy cười ha hả trên mặt treo nhiệt tình ý cười trở về. Dương Nghị Vân lại là có chút kinh ngạc, thứ này như thế nào đi ra ngoài một vòng, so với phía trước tựa hồ nhiệt tình nhiều. Bất quá với hắn mà nói không sao cả, dù sao hắn quan tâm chính là... chính mình trong tay tiên đan có thể đổi nhiều ít tiên thạch. Không sao, không biết Kim đạo hữu dám định như thế nào. Ta một lọ tiên nguyên đan nhất phẩm giải độc đan nhưng đổi nhiều ít tiên thạch. Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi ra tới. 5.000 Kim Quy cười nói. Yến Xích Hà vừa nghe nói thầm nói, mới 5.000 tiên thạch a, này cũng quá ít đi. Dương Nghị Vân cũng là cho mày, hắn tuy rằng đối tiên đan đổi tiên thạch không hiểu biết. Nhưng hai bình đan dược 5.000 đích xác có chút thấp hơn hắn mong muốn, bất quá ngẫm lại chính mình luyện chế chính là tiên giới cơ bản nhất tiên nguyên đan cùng giải độc đan sau, hắn cũng liền bình thường trở lại. 5.000 liền 5.000 đi, ngày sau nhiều luyện chế một ít chính là. Dù sao như thế nào tính đều có lời. Hắn sẽ luyện đan có thể đem tiên dược giá trị lớn nhất hóa. Nhưng mà lúc này lại nghe Kim Quy cười cười nói, ta nói chính là 5.000 trung phẩm tiên thạch, cũng không phải là hạ phẩm tiên thạch. Cái gì, trung phẩm tiên thạch, thiệt hay giả, Yến Xích Hà há to miệng. Trung phẩm cùng hạ phẩm chi gian tỷ lệ nhưng lớn, ở tiên giới một viên trung phẩm tiên thạch đổi 10 viên hạ phẩm tiên thạch, suốt gấp 10 lần a. 5.000 trung phẩm tiên thạch nhưng chính là suốt 5 vạn hạ phẩm tiên thạch. Này đổi là chủ nhân luyện chế thấp kém nhất tiên đan, kỳ thật Yến Xích Hà cũng nghe quá tiên đan đổi tiên thạch tỷ lệ, nghĩ như thế nào cũng không nhiều như vậy a. Ngay cả Dương Nghị Vân cũng có chút giật mình. Kim Quy thiên nhân cư nhiên nói chính là trung phẩm tiên thạch. Vừa mới còn nhíu mày, lúc này lại là giật mình. Vô nghĩa, bổn tiên đại biểu chính là luyện tạo tiên minh, một ngụm nước bọt một cái hố, há có thể lừa các ngươi, đây là 5.000 trung phẩm tiên thạch điểm điểm số lượng đi. Kim Quy nói chuyện trung tướng một cái chứa đựng túi ném cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân tiếp nhận chứa đựng túi bên trong 5.000 trung phẩm tiên thạch một viên không ít. Cái này hắn có chút sờ không chuẩn Kim Quy tiên nhân là có ý tứ gì. Tuy rằng chính mình luyện chế tiên nguyên đan cùng giải độc đan phẩm chất hảo, nhưng dù sao cũng là thấp kém nhất tiên đan, Kim Quy tiên nhân một chút cấp ra 5.000 trung phẩm tiên thạch này đã viễn siêu hắn mong muốn. Lại là không biết sao lại thế này. Chẳng lẽ chính mình luyện chế tiên đan thật sự hảo đến cực kỳ. Kim Quy tiên nhân tựa hồ nhìn ra Dương Nghị Vân nghi hoặc, để sát vào nói, tiểu huynh đệ ngươi tiên đan là cửu phẩm phẩm chất. Đã là rèn luyện cấp bậc cao nhất tiên đan, giá trị cái này giới, ta lắm miệng một câu, về ngươi cửu phẩm phẩm chất tiên đan về sau tận lực bị dễ dàng kỳ người, để tránh cho chính mình rước lấy không cần thiết phiền toái. Mặt khác nếu là có thể ngày sau có duyên có không dẫn tiến sư phụ ngươi tiến đến chúng ta luyện tạo tiên minh, cũng làm cho ta chờ được thêm kiến thức, đương nhiên ngày sau chỉ cần là tiểu huynh đệ ngươi trong tay tiên đan, tiến đến chúng ta luyện tạo tiên minh đổi, đều có thể cấp tối cao giá cả. Còn có một chút, nghĩ đến tiểu huynh đệ cũng là một vị luyện đan sư đi, không biết có hay không hứng thú gia nhập chúng ta luyện tạo tiên minh, như thế có lẽ có thể cho tiểu huynh đệ giảm đi không ít phiền toái,
hơn nữa chúng ta luyện tạo tiên minh cao thủ nhiều như mây, đãi ngộ hậu đãi, có thể ở làm tiểu huynh đệ đan đạo chi lộ thông suốt, nhưng cung cấp hết thảy sở cần tiên dược, không biết tiểu huynh đệ một chút như thế nào. Không thể không nói Kim Quy tiên nhân cái này đề nghị đối bất luận kẻ nào tới nói đều vô cùng hậu đãi, liền tính là Dương Nghị Vân cũng trong lòng đại động vô cùng. Nhưng là nhà mình chuyện này nhà mình thanh, Dương Nghị Vân biết Kim Quy tiên nhân như thế mượn sức chính mình, tất nhiên coi trọng chính là trong tay hắn tiên đan rèn luyện trình độ, hoặc là nói là vì hắn sau lưng có lẽ có luyện đan đại gia. Vì chính là có thể tiếp xúc đến một vị đan đạo đại gia, cho nên mới đối hắn tung ra cành ô liu. Không nghĩ tới này đan dược bản thân chính là chính hắn luyện chế, ở hắn sau lưng sư phụ là có, nhưng lại căn bản liền không có cái gì đan đạo đại gia. Trọng điểm là này căn bản là không phải cái gì luyện đan đại gia, mà chỉ là kỳ quân tiên nhân đan đạo phương pháp. Đương nhiên nếu là thật lại nói tiếp, kỳ quân tiên nhân cũng thật là đan đạo đại gia, đáng tiếc kỳ quân tiên đan liền bởi vì hắn đan đạo phương pháp, cuối cùng ngã xuống. Dương Nghị Vân rõ ràng một khi hắn bày ra cực kỳ quân đan đạo phương pháp tới, sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Cho nên hắn là sẽ không gia nhập luyện tạo tiên minh, tuy rằng hắn tâm động Kim Quy tiên nhân điều kiện, nhưng cũng không thể. Đến nỗi hắn còn từ Kim Quy tiên nhân trong giọng nói nghe được một khác câu, lại là bị hắn tự động xem nhẹ. Kim Quy tiên nhân nói một câu có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, cái này làm cho Dương Nghị Vân nghe ra lời nói ngoại tri âm, trong lòng nghĩ có phải hay không Kim Quy tiên nhân đã biết hắn chính là bị tiên đan lâu giả hoa sen toàn thành truy nã người. Tiến vào luyện tạo tiên minh khi, bọn họ ba cái đều đăng ký tin tức, Dương Nghị Vân sử dụng chính là tên thật. Bởi vì hắn biết luyện tạo tiên minh là siêu nhiên với tiên đan thành tam đại thế lực tồn tại, chưa bao giờ tham dự tiên đan thành tranh phong vấn đề, cho nên Dương Nghị Vân đăng ký chính là chính mình tên thật, này cũng không có gì. Hiện tại xem ra Kim Quy tiên nhân là đã biết một ít cái gì. Bất quá với hắn mà nói không sao cả, dù sao tiên đan đã đổi hoàn thành. Kế tiếp chính là đi vạn dược chợ tìm Đông Nhan rồi sau đó tìm kiếm quỷ mẫu yêu thụ đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt vấn đề. Đối mặt Kim Quy tiên nhân giờ phút này mượn sức Dương Nghị Vân cười cười nói, đa tạ Kim đạo hữu hảo ý, ta người này tự do ở thói quen, hơn nữa gia sư phụ cũng có ngôn, sẽ không làm ta gia nhập bất luận cái gì thế lực, đa tạ. Dương Nghị Vân đơn giản sáng tỏ cự tuyệt Kim Quy tiên nhân. Đối này, Kim Quy tiên nhân lại là cười cười. Với hắn mà nói Dương Nghị Vân cự tuyệt ở trong dự liệu, hắn chỉ là làm nên làm. Không sao không sao, chúng ta luyện tạo tiên minh cũng chưa bao giờ làm khó người khác việc. Như vậy đi, đây là chúng ta luyện tạo tiên minh lệnh bài, ngày sau có chuyện gì, cầm trong tay này lệnh bài có thể tùy thời tới tìm người, đổi tiên đan cũng hoặc là ở chúng ta luyện tạo tiên minh tiên giới bất luận cái gì phân bộ làm giao dịch đều có thể đạt được ưu tiên quyền. Đương nhiên cũng tùy thời hoan nghênh tiểu huynh đệ ngươi gia nhập chúng ta luyện tạo tiên minh tới. Này lệnh bài chính là chúng ta luyện tạo tiên minh cung phụng lệnh bài, toàn bộ tiên giới phát ra đi không vượt qua trăm cái, hôm nay có thể ở tiểu huynh đệ trong tay nhìn thấy cửu phẩm tiên đan cũng coi như ngươi cùng luyện tạo tiên minh chi gian duyên phận, hy vọng tiểu huynh đệ nhận lấy. Một khi đã nói Kim Quy nói thực chân thành, đương nhiên cũng là đinh hòa bình đại nhân công đạo, cho nên này khối lệnh bài là thiệt tình thực lòng đưa tặng. Đối này Dương Nghị Vân có tâm hồn cảm ứng đúng vậy có thể cảm nhận được Kim Quy thành tâm đối chính mình kỳ hảo. Hơn nữa như vậy lệnh bài Dương Nghị Vân biết liền tương đương với một cái xuất nhập luyện tạo tiên minh cao cấp hội viên, hắn rất vui lòng tiếp thu. Vậy đa tạ Kim đạo hữu. Lần này Dương Nghị Vân không có khách khí nhận lấy luyện tạo tiên minh lệnh bài. Lúc sau cáo từ rời đi. Kim Quy nhìn Dương Nghị Vân ba người rời đi bóng dáng khóe miệng có ý cười, lẩm bẩm, tốt bắt đầu, kế tiếp nhưng thật ra thật sự hy vọng tiên đan lâu đi cấp Dương Nghị Vân tìm phiền toái, đến lúc đó bổn tiên liền ra mặt đưa than ngày tuyết. Hắn liền phải thiếu ta luyện tạo tiên minh nhân tình, hoàn mỹ a. Nói thầm xong sau Kim Quy tiên nhân mở miệng nói, người tới. Ngay sau đó ở hắn phía sau không gian một trận vặn vẹo, xuất hiện một người thân xuyên khôi giáp người, đơn đầu gối quỳ xuống nói, gặp qua Kim đại nhân, không biết đại nhân có cái gì phân phó. Đi ra ngoài tản một cái tin tức, liền nói trên người có khắc văn đạo phù người xuất hiện, đương nhiên này tin tức chỉ nhằm vào tiên đan lâu. Nhưng là nhất định không thể làm người biết là chúng ta tản mát ra đi tin tức, hiểu sao? Kim Quy nhàn nhạt nói. Thuộc hạ minh bạch, tên này khôi giáp người nghiêm túc trả lời. Đi thôi, lúc sau nhìn chằm chằm vừa rồi đi ra ngoài ba người, có động tĩnh gì tùy thời tới báo, đừng làm bọn họ phát hiện, mặt khác thông chi mưa gió lôi điện tứ đại thị vệ tới gặp ta, đi thôi. Là. Dương Nghị Vân ba người như cũ thiến nữ trung trang phấn.
từ luyện tạo tiên minh ra tới lúc sau, trực tiếp liền đi vạn dược chợ tìm Đông Nhan. Luyện chế Mỹ Kim Đại La Đan tiên dược mặt khác 8 loại, vạn dược chợ đã sớm chuẩn bị tốt, hắn phía trước trên người là không có tiên thạch, sở hữu mới đi luyện tạo tiên minh đổi tiên thạch. Lúc này xem như giàu có, 5.000 trung phẩm tiên thạch, tương đương với 5 vạn hạ phẩm tiên thạch, tự tin đủ. Tới rồi vạn dược chợ sau, quản sự đã sớm được Đông Nhan phân phó Dương Nghị Vân ba người tiến đến sau, trực tiếp mang đi gặp hắn. Nếu đại gia đã sớm thương nghị hảo, cùng đi tìm kiếm quỷ mẫu yêu thụ, tự nhiên sẽ cùng nhau xuất phát. Quỷ mẫu yêu thụ tồn tại địa điểm, cũng chỉ có Đông Nhan biết. Hai bên hội hợp lúc sau, Dương Nghị Vân hoa rớt 2.000 trung phẩm tiên thạch, mua luyện chế Mỹ Kim Đại La Đan mặt khác 8 loại tiên dược. Lúc sau cùng Đông Nhan cùng nhau xuất phát, tìm kiếm quỷ mẫu yêu thụ. Quỷ mẫu yêu thụ tồn tại địa điểm, Đông Nhan tự nhiên tạm thời sẽ không nói cho Dương Nghị Vân ở chỗ nào phương. Dương Nghị Vân cũng không hỏi, dù sao tạm thời hai bên mục tiêu là vẫn luôn, đều yêu cầu là quỷ mẫu yêu trên cây quỷ mẫu hoa nước mắt. Đi theo Đông Nhan đi là được, đối Đông Nhan hắn cũng không sợ. Chỉ là bọn hắn không phát hiện, chờ bọn họ từ vạn dược chợ ra tới, đã bị vài cổ thế lực cấp theo dõi. Chuẩn xác mà nói, là ngũ phương thế lực theo dõi bọn họ. Dương Nghị Vân không thấy khẩu hỏi Đông Nhan tiên nhân quỷ mẫu yêu thụ địa điểm ở địa phương nào, bởi vì hắn biết cái này cáo giả sẽ không dễ dàng nói cho hắn. Tuy rằng không biết Đông Nhan tiên nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng Dương Nghị Vân có tâm hồn cảm ứng, lại là biết cái này lão bất tử nhất định là lòng mang ý xấu. Hắn tâm hồn cảm ứng là sẽ không lừa gạt người. Bất quá với hắn mà nói không sao cả, tạm thời xem ra hai người mục đích đều là quỷ mẫu hoa nước mắt. Hắn yêu cầu Đông Nhan tiên nhân mang theo hắn tìm được quỷ mẫu yêu thụ, mà Đông Nhan tiên nhân còn lại là yêu cầu hắn bí pháp thu quỷ mẫu hoa nước mắt. Hai người xem như lẫn nhau lợi dụng, hắn biết ở không có các lấy đoạt được phía trước, hai bên là sẽ không trở mặt. Đối này hắn nhưng là trong lòng thực thản nhiên. Chỉ cần đi theo cái này quê quán hóa đi chính là, luôn là có thể đạt tới địa phương. Bất quá Yến Xích Hà đã có thể không có thể trầm ổn. Nhưng nói trở về cũng là, từ bọn họ từ vạn dược chợ ra tới lúc sau, liền vẫn luôn hướng tây đi, xuyên qua tiên đan thành chín điều chủ đường phố, lúc sau liền vào núi. Toàn bộ tiên đan thành chính là một tòa tiên sơn thế giới, bao hàm không chỉ là thành trì kiến trúc, tự nhiên còn có sơn xuyên con sông này đó. Trên thực tế đông nam tây bắc tứ phương đều là núi non vần quanh địa lý hoàn cảnh. Mặc kệ hướng về bất luận cái gì phương hướng thẳng đi, đều là có thể đi vào mênh mang núi non. Đã rời xa dân cư, có thể nói đến chỗ này lúc sau, phi thường yên lặng. Vốn dĩ mặc kệ là Dương Nghị Vân vẫn là Yến Xích Hà đều cho rằng Đông Nhan tiên nhân sẽ mang theo đi ra tiên đan thành này một phương tiên sơn thế giới, chính là không nghĩ tới Đông Nhan tiên nhân vẫn luôn ở hướng tây đi, lúc này đã tiến vào hoang tàn vắng vẻ núi lớn, dựa theo loại tình huống này ở đi xuống đi, đến lúc đó liền phải tiến vào tiên sơn chỗ sâu trong. Tiên giới bất luận cái gì núi lớn chỗ sâu trong nhưng đều không yên ổn, tồn tại không biết quá nhiều. Cho nên Yến Xích Hà nhìn không được nói, Đông Nhan tiền bối chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhi, ngài nhưng đừng nói cho chúng ta quỷ mẫu yêu thụ liền tại đây tiên đan thành núi lớn chỗ sâu trong. Đi rồi lâu như vậy, ngài lão tổng đến cho chúng ta một chút nhắc nhở đi. Đối mặt Yến Xích Hà hai vấn đề ra tới, Đông Nhan tiên nhân cũng ngừng lại nhìn mấy người cười cười nói, vài vị yên tâm đó là, lão phu cùng các ngươi mục tiêu là nhất trí, cho nên không cần lo lắng sẽ có cái gì mặt khác sự. Hiện tại có thể nói cho các ngươi quỷ mẫu yêu thụ liền ở tiên đan thành tiên sơn thế giới, sẽ không đi ra ngoài. Đến nỗi cụ thể địa điểm, tạm thời lão phu đều không thể xác định xuống dưới, bởi vì quỷ mẫu yêu thụ là tu luyện thành công thụ yêu, sẽ không ở một chỗ bất động, ngược lại ở tùy thời vừa động vị trí, bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, lão phu nắm giữ bí pháp mặc kệ quỷ mẫu yêu thụ ở đâu, đều có thể tìm được, đi theo lão phu đi là được. Đối Đông Nhan tiên nhân nói, Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà ba người đều chỉ là ở trong lòng một câu, tin người cái lão gia hỏa mới là lạ. Đương nhiên là có một chút có thể xác định chính là, lão gia hỏa này muốn đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt là thật sự, Dương Nghị Vân tâm hồn cảm ứng là sẽ không sai, đương Đông Nhan tiên nhân nói ra quỷ mẫu hoa nước mắt thời điểm, hắn cảm ứng là thật sự, cho nên Dương Nghị Vân cũng không lo lắng, cũng ý bảo Yến Xích Hà không cần nhiều lời nữa, để tránh khiến cho lão gia hỏa này phản cảm. Đối với Đông Nhan tiên nhân Dương Nghị Vân kỳ thật có kiêng kỵ, hoặc là nói là có phòng bị. Bởi vì lão gia hỏa này bản thân chính là một cái đại la đại viên mãn cao thủ,
hơn nữa bên người còn đi theo hai cái như là người câm giống nhau, toàn thân giết chóc hơi thở cường đại tùy tùng, nhưng đều là đại la thượng phẩm tu vi cao thủ. Này đó đều là hắn tìm Tuyết Hương dò hỏi, chỉ có Tuyết Hương có thể nhìn thấu Đông Nhan cùng hắn hai gã thủ hạ tu vi cảnh giới. Bất quá Dương Nghị Vân bên người cũng có một cái Tuyết Hương tồn tại, luận cùng cảnh giới cao thấp, hắn dám nói Tuyết Hương cường đại hơn quá Đông Nhan. Hơn nữa chính hắn hiện tại cũng là Kim Tiên đại viên mãn, tu vi thuộc về bạo chứng cái loại này, hơn nữa đáy hậu có thể tiến hành vượt cấp chiến đấu, trên người thủ đoạn còn không ít, nhưng đều là áp đáy hòm thủ đoạn, cho nên nói Dương Nghị Vân chút nào không lo lắng. Người Đông Nhan tiên nhân tốt nhất không cần cấp tiểu gia soát thủ đoạn, nếu không ai tính kế ai, đến lúc đó thật đúng là nói không chừng. Dương Nghị Vân kỳ thật rất rõ ràng chính mình trên người ưu khuyết điểm, đến tiên giới thời gian cũng coi như không ngừng, đối tiên nhân có một cái cơ bản hiểu biết, hắn biết như thế nào ứng đối đột phát thời gian, huống hồ hắn bản thân chính là từ tầng dưới chót chém giết đi lên đi đến hôm nay. Vậy làm phiền Đông Nhan đạo hữu dẫn đường, chúng ta tin tưởng đạo hữu. Dương Nghị Vân trên mặt bất động thanh sắc cười nói lời nói. Yến Xích Hà nhìn đến Dương Nghị Vân đưa mắt ra hiệu tự nhiên sẽ không đang nói chuyện, đến nỗi Tuyết Hương vẫn luôn liền đi theo Dương Nghị Vân bên người, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Cũng đúng là một cái trầm mặc ít lời Tuyết Hương, làm Đông Nhan tiên nhân trong lòng có chút nắm lấy không chừng, luôn là sẽ thường thường đi xem Tuyết Hương. Này đó Dương Nghị Vân nhưng đều xem ở trong mắt, trong lòng chỉ có cười lạnh. Không sao mọi người đều là vì được đến quỷ mẫu hoa nước mắt, ta cũng là làm chính mình nên làm, chờ tới rồi địa phương hết thảy còn muốn dựa Dương đạo hữu mới là. Giờ phút này Đông Nhan lại là cáo giả giống nhau. Nga đúng rồi, đi qua một đoạn này đường núi, phía trước chính là sương mù lâm, đến lúc đó chúng ta liền khoảng cách mục đích địa rất gần. Đông Nhan tựa hồ là thuận miệng một câu nói ra. Nhưng nghe ở Dương Nghị Vân trong tai còn lại là, bao hàm vài điều tin tức. Đầu tiên Đông Nhan nhắc tới sương mù lâm, tin tưởng hắn không phải thuận miệng nói ra, có thể nói ra tên gọi, cái này cái gì sương mù lâm sợ sẽ không phải cái gì thiện mà, Dương Nghị Vân trong lòng nhắc nhở chính mình phải cẩn thận. Tiếp theo là Đông Nhan nói qua sương mù lâm liền tiếp cận mục đích địa, này thuyết minh, cái này lão bất tử trước kia đã tới, đối nơi này rất quen thuộc. Hắn phải nhắc nhở Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương cẩn thận, nhưng đừng bị Đông Nhan cấp âm. Đối Đông Nhan cười gật đầu. Dương Nghị Vân tỏ vẻ biết, âm thầm truyền âm làm Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương đề cao cảnh giác. Hết thảy từ mặt ngoài nhìn qua rất hài hòa, mặc kệ là người vẫn là hoàn cảnh. Nhưng Dương Nghị Vân lại tại đây một khắc mạc danh trái tim nhanh hơn nhảy lên. Đi ở hắn bên người Tuyết Hương lại là ở ngay lúc này truyền âm lại đây nói, ta cảm giác được phía trước không đúng lắm. Ngươi cũng cảm nhận được, Dương Nghị Vân còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nếu đồng dạng có tâm hồn cảm ứng Tuyết Hương đều nói như vậy. Vậy không sai. Xem ra là phía trước thực sự có vấn đề. Phía trước chính là Đông Nhan tiên nhân trong miệng nhắc tới sương mù lâm. Hắn ở đi Đông Nhan tiên nhân, tựa hồ không hề có nhận thấy được cái gì. Ân, cẩn thận một chút đi, Tuyết Hương truyền âm. Dương Nghị Vân cấp Yến Xích Hà cũng truyền âm chào hỏi, lại là không biết, ở phía trước sương mù lâm có cái gì chờ bọn họ. Dù sao phải cẩn thận. Không bao lâu trong tầm mắt quả nhiên thấy được một tảng lớn sương mù lâm. Mây mù lượn lờ cơ hồ là gần sát mặt đất, ẩn ẩn có thể nhìn đến đại thụ tồn tại. Dương đạo hữu nơi này chính là sương mù lâm, bất quá hết thảy đều cẩn thận một chút đi, này thiên sương mù lâm thực quỷ dị, một cái làm không hảo liền sẽ bị lạc ở bên trong, rất khó ở đi ra ngoài. Chúng ta yêu cầu xuyên qua sương mù lâm mới được, đương nhiên có thể hay không qua đi, liền xem từng người bản lĩnh. Một khi tiến vào trong đó có đôi khi thường thường sẽ bị lạc tâm trí, có mê huyễn pháp tắc lực lượng tồn tại, rất khó triền, các ngươi nhưng thật ra theo sát ta. Đông Nhan mở miệng nói. Như thế liền làm phiền Đông Nhan đạo hữu Dương Nghị Vân ngoài miệng tuy rằng ở cảm tạ, nhưng tâm lý lại là một chút đều tin Đông Nhan. Đi, Đông Nhan tiên nhân dẫn đầu cùng hai gã thủ hạ đi vào sương mù lâm, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ? Ta tổng cảm giác Đông Nhan cái kia lão gia hỏa không thể tin. Yến Xích Hà nhìn Đông Nhan ba người biến mất địa phương nói. Không thích hợp là được rồi, bất quá chúng ta cũng không sợ, đi thôi, đề cao cảnh giác chính là, tạm thời nghĩ đến Đông Nhan còn sẽ không hố chúng ta, bởi vì hắn còn cần ta cho hắn thu quỷ mẫu nước mắt. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân nhấc chân bước vào sương mù lâm, Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà theo sát ở hắn phía sau. Ba người tiến vào sương mù lâm. Cũng đã nhìn không tới Đông Nhan ba người tung tích, bất quá Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy,
dù sao hắn biết cuối cùng mục đích là xuyên qua này thiên sương mù lâm. Đông Nhan cái này lão bất tử còn nói đi theo hắn, lúc này lại là đã không thấy tung tích, nói rõ đây là muốn nhìn một chút hắn thủ đoạn thực lực. Đối này Dương Nghị Vân không chút nào để ý. Mang theo Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà tiếp tục đi trước. Toàn bộ sương mù lâm tầm nhìn không đủ 10 mét, 10 mét ở ngoài cái gì đều nhìn không thấu. Đích xác tại đây loại hoàn cảnh hạ là có chút phiền phức. Giờ phút này ở khoảng cách Dương Nghị Vân ba người 30 mét chỗ, Đông Nhan cùng hai gã thủ hạ đang ở đánh giá Dương Nghị Vân ba người. Chẳng qua ba người giữa mày đều lập lòe độc đáo khắc văn, kim quang lập lòe, tựa hồ là nào đó có thể xuyên thấu sương mù thủ đoạn. Trong đó một người mở miệng nói, chủ thượng muốn hay không thuộc hạ qua đi dẫn bọn hắn lại đây, chính bọn họ đi, thực lãng phí thời gian. Không cần, nhìn kỹ hãng nói, nếu bọn họ liền sương mù lâm đều đi không ra, kia cũng liền quá phế vật, tiếp được bên trong đối quỷ mẫu yêu thụ có thể so sương mù lâm khó khăn lớn mấy chục lần, cũng là thời điểm xem bọn hắn có cái gì thủ đoạn, bổn tọa trong lòng cũng hảo có cái đế. Đông Nhan nhìn 30 mét ở ngoài Dương Nghị Vân ba người từ từ nói chuyện. Mà lúc này Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương ba người còn không biết Đông Nhan liền ở mấy chục mét ngoại quan sát bọn họ. Mỗi một khắc Tuyết Hương đột nhiên dừng lại nói, từ từ, ta cảm nhận được sát khí. Trên thực tế Dương Nghị Vân đã sớm dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn có phía trước vị trí, ở vừa mới hắn trái tim gia tốc nhảy lên, ở vào bản năng hắn cảm nhận được có nguy hiểm đến gần rồi bọn họ. Lúc này nghe Tuyết Hương mở miệng, liền càng thêm xác định. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương đều có tâm hồn cảm giác năng lực, hai người đều phát hiện không thích hợp. Chỉ có Yến Xích Hà lại phát ngốc, bất quá hắn cũng thấy được Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương thúc mục, tức khắc toàn thân đều căng chặt lên. Tại đây chờ địa phương nếu là không đề cập tới cao cảnh giác, chính là sẽ thiệt thòi lớn. Lại nói tiếp Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương hai người, kỳ thật liền tính không có tâm hồn cảm ứng. Chỉ bằng tu vi lại cũng là có thể cảm thụ chung quanh khí chàng biến hóa. Giờ này khắc này sương mù lâm tầm nhìn hữu hạn, có vẻ thực yên tĩnh, Dương Nghị Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hắn cảm thụ sát khí chính là từ phía trước truyền đến. Trong sân khởi phong có chút ngưng trọng. Yến Xích Hà thấu đi lên nhỏ giọng nói, chủ nhân có thể hay không là Đông Nhan tiên nhân cái kia lão gia hỏa hố chúng ta. Dương Nghị Vân ánh mắt như cũ chú thích phía trước nói, sẽ không. Đây là một cổ sát khí chợt lóe rồi biến mất, Đông Nhan nếu là tưởng đối chúng ta xuống tay không cần như vậy phiền toái, lại nói hắn còn trông cậy vào ta giúp ta thu quỷ mẫu hoa nước mắt, không phải là hắn, nghĩ đến có khác một thân, hảo sinh đề phòng, không chừng sẽ có một hồi chém giết. Thuộc hạ đã biết Yến Xích Hà gật đầu, xoay người nhìn về phía một cái khác phương hướng, giờ phút này ba người đưa lưng về phía bối, đóng giữ tam phương. 30 mét ngoại, Đông Nhan cùng khác cái thủ hạ cũng phát hiện không thích hợp. Chủ thượng này hai người tựa hồ là chuyên môn nhằm vào Dương Nghị Vân Đông Nhan một người nhận lấy mở miệng nói chuyện. Bọn họ ba người giữa mày có bí pháp mở mắt, có thể nhìn thấu sương mù lâm hoàn cảnh, phát hiện ở Dương Nghị Vân ba người cách đó không xa có hai cái kim tiên đại viên mãn tiên nhân theo dõi Dương Nghị Vân. Đông Nhan cười cười mở miệng nói, đánh giá tại đây phiến sương mù lâm nhưng không ngừng hai cái kim tiên, từ lúc bắt đầu bổn tọa liền phát hiện vài cổ hơi thở tồn tại, thực hiển nhiên không phải đi theo chúng ta. Chính là đi theo Dương Nghị Vân, hiện tại xem ra đi theo Dương Nghị Vân khả năng tính lớn hơn nữa. Chủ thượng ý tứ là, chúng ta từ ra tới thời điểm đã bị người theo dõi sao? Một người khác hỏi. Không tôi, tuy rằng vài lần A tìm đều không có phát hiện, nhưng bổn tọa thực xác định đi theo chúng ta có đủ thiếu tam phương thế lực, cho nên kế tiếp mọi người đều cẩn thận một chút. Đông Nhan nhắc nhở hai gã thủ hạ. Chủ thượng nếu là nhằm vào Dương Nghị Vân, chúng ta bên này nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không giúp Dương Nghị Vân, tương đối chủ thượng còn muốn dựa kia tiểu tử thu quỷ mẫu hoa nước mắt. Phía trước thủ hạ mở miệng hỏi. Đông Nhan lắc đầu nói, tạm thời tính xem này biến đi, những người này hơn phân nửa là vì Dương Nghị Vân trên người khắc văn đạo phù tiến đến, trong đó tất nhiên sẽ có tiên đan lâu người, mặt khác là cái gì thế lực người nào, tạm thời vẫn chưa biết được, chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Dương Nghị Vân tiểu tử này lúc trước có thể từ giả hoa sen trong tay trốn đi, hơn nữa một tàng chính là 500 năm lâu mới ra tới, có thể thấy được hắn vẫn là có chút bản lĩnh, đặc biệt là Dương Nghị Vân bên người nàng kia, cấp bổn tỏa cảm giác đều rất nguy hiểm, nàng là yêu tiên, không giống bình thường, lại còn không biết là cái gì bằng không ngươi bản thể yêu tiên. Nếu những người này có thể cùng Dương Nghị Vân đấu lên, có thể đem cái kia kêu Tuyết Hương nữ tử giường bị thương nặng, đối chúng ta tới nói chính là chuyện tốt.
đến lúc đó kẻ hèn một cái Dương Nghị Vân, còn không phải tùy ý bổn tọa đắn đo. Ha ha! Chủ nhân anh minh, thuộc hạ minh bạch, chờ Dương Nghị Vân bên người cái kia kêu Tuyết Hương nữ tử bị thương, chúng ta ở đi ra ngoài cứu người, đến lúc đó Dương Nghị Vân còn phải cảm tạ chủ thượng, cũng phiên không dậy nổi sóng gió tên này thủ hạ đảo cũng sẽ vốt mông ngựa. Bất quá Đông Nhan tiên nhân một cái khác thủ hạ lại là có chút lo lắng nói, chủ nhân. Thủ hạ lo lắng, nếu là tiên đan lâu người thật xuất hiện, chúng ta như thế nào ứng phó, nếu là giả hoa sen xuất hiện, như vậy bên người nàng tất nhiên sẽ có đại la cơ cấp bậc cao thủ tồn tại. Đừng lo cái này, chúng ta không phải cũng là đại la tu vi sao, lại nói tới rồi mê muội sương mù lâm, chẳng lẽ chúng ta còn có thể rơi xuống phong. Đông Nhan nheo lại đôi mắt nói. Tên này thuộc hạ sửng sốt ngay sau đó hiểu được nói, như thế cũng là, thuộc hạ nhưng thật ra quên mất chúng ta ở sương mù lâm ưu thế. Đông Nhan mở miệng, được rồi, chú ý quan sát đi, nếu là còn có thế lực khác xuất hiện, lập tức tới báo, các ngươi hai cái tản ra đi xem nhớ kỹ đừng làm người phát hiện các ngươi hành tung. Là, thuộc hạ minh bạch. Đông Nhan hai cái thủ hạ vèo vèo hai tiếng biến mất ở sương mù trong rừng. Mà Đông Nhan tiên nhân còn lại là y giữa mày phù văn lần thứ hai sáng lên nhìn về phía Dương Nghị Vân ba người phương hướng. Đến nỗi hắn giữa mày cái này khắc văn, kỳ thật chính là một loại mở mắt phù, chuyên môn dùng để ứng đối sương mù từ từ tầm nhìn không cao hoàn cảnh, chỉ cần có tiên thạch là có thể mua được. Đương nhiên đối với Dương Nghị Vân tới nói, lời nói không biết tiên giới có loại này phù chú tồn tại. Hơn nữa Đông Nhan lão gia hỏa này nói ở sương mù lâm có bố trí, kia cũng không phải lời nói dối. Hắn tiêu phí vài trăm ngươi năm thời gian, ở tiên đan thành tới rồi một gốc cây quỷ mẫu yêu thụ tồn tại, nhưng sương mù lâm chính là nhất định phải đi qua chi lộ, qua lại đều là rốt cuộc chi lộ. Vì không cho người biết quỷ mẫu yêu thụ tồn tại, hắn ở sương mù lâm là hạ quá công phu, không chỉ có bày ra trận pháp, đối sương mù lâm đại đa số địa phương đều hiểu biết rõ ràng, cho nên mới nói nơi này hắn chiếm cứ ưu thế. Cũng không sợ thế lực khác xuất hiện, ngược lại đây là muốn nhìn một chút Dương Nghị Vân thủ đoạn. Cũng hy vọng có người cùng Dương Nghị Vân đối thượng, tốt nhất đem Dương Nghị Vân bên người hắn cảm thấy nguy hiểm Tuyết Hương cấp bị thương nặng, đến lúc đó hắn lại đi ra ngoài giúp Dương Nghị Vân, hoặc là nói trực tiếp khống chế Dương Nghị Vân, tiến đến cho hắn thu quỷ mẫu hoa nước mắt, chờ quỷ mẫu hoa nước mắt tới tay, lợi dụng xong rồi Dương Nghị Vân, giết hắn bắt được khắc văn đạo phù, hắn chính là lớn nhất người thắng. Nghĩ đến đây Đông Nhan tiên nhân đều khóe miệng đều không tự chủ được nhếch lên tới. Đến nỗi lúc này Dương Nghị Vân ba người, tự nhiên sẽ không biết Đông Nhan tiên nhân ở tính kế hắn. Giờ phút này lại là nhìn phía trước trầm giọng mở miệng nói, người nào, xuất hiện đi. Hắn ở một lần cảm nhận được cùng Yến Xích Hà cưỡi phi hành thuyền thời điểm, bị người theo dõi cái loại cảm giác này. Cho nên trực tiếp mở miệng. Ha ha, tiểu tử lỗ tai nhưng thật ra thực linh a. Phía trước sương mù vang lên một nụ cười lạnh thanh. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ba người lại là thấy được hai người từ trong sương mù đi ra. Lại là hai cái kim tiên. Ngươi chờ người nào, Dương Nghị Vân nhìn đến là hai cái kim tiên đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Loại này cấp bậc, cùng cảnh giới dưới, hắn có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Trong đó một người mở miệng nói, tiểu tử thành thật trả lời bổn tiên hỏi chuyện, trên người của ngươi có ta sư đệ Trương Tam tử vong hơi thở, ta sư đệ hẳn là chính là ngươi giết đi. Đừng tưởng rằng thay hình đổi dạng, bổn tiên liền không nhận biết ngươi, 500 năm trước ở phi hành thuyền có thể thấy được quá ngươi, tiểu tử ngươi trên người có ta sư đệ tử vong hơi thở, điểm này nhưng không sai được. Một người khác nói, còn có bổn tiên sư đệ Lý Tứ, cũng là chết vào tiểu tử ngươi tay đi, chúng ta chính là ở 500 nhiều năm trước liền cảm nhận được tiểu tử ngươi hơi thở, chẳng qua ngày đó tiểu tử ngươi thượng phi hành thuyền, hơn nữa trực tiếp đến tiên đan thành, không tìm được xuống tay cơ hội. Vốn dĩ nghĩ ở tiên đan thành xong xuôi sự, tìm một cơ hội trực tiếp bắt tiểu tử ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi năng lực, cư nhiên trở thành tiên đan thành tiên đan lâu tội phạm bị truy nã, hơn nữa một trốn chính là 500 năm, ha ha, trên người cư nhiên còn có khắc văn đạo phù, như thế mới mẻ. Nếu không phải chúng ta hai cái sư đệ ở tiểu tử ngươi trên người lưu lại tử vong hơi thở, thật đúng là tìm không thấy tiểu tử ngươi, hiện tại cho ngươi tiểu tử một cái cơ hội, giao ra khắc văn đạo phù. Chúng ta ca hai cho ngươi tiểu tử để lại cho toàn thây, nếu không, làm tiểu tử ngươi sinh tử không được. Đột nhiên toát ra tới hai cái kim tiên đại viên mãn, nói một đại thông, Dương Nghị Vân dần dần minh bạch, cũng nhớ tới một ít việc. Đường này hai người trong miệng nói ra Trương Tam Lý Tứ này hai cái tên thời điểm, hắn liền nhớ tới, đích xác lúc trước hắn mới vừa phi thăng lúc sau,
có hai cái kêu Trương Tam Lý Tứ người mượn sức hắn gia nhập bọn họ từng người thiên môn, nhưng bị hắn cự tuyệt lúc sau, kia hai người liền phải giết hắn. Khi đó hắn vẫn là vừa mới phi thăng sơ phẩm thiên tiên, mà Trương Tam Lý Tứ còn lại là cao giai thiên tiên, kết quả bị hắn cấp phản giết, nhớ rõ ngày đó Tạp Mao Điểu liền nhắc nhở quá hắn, muốn xử lý sạch sẽ vân vân nói, nếu không ở tiên giới giết người là thực dễ dàng bị người ta sư môn tìm tới báo thù. Không nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như vậy, chung quy là bị Trương Tam Lý Tứ hai người sư môn người dựa vào không biết cái gì thủ đoạn lưu tại trên người hắn hơi thở tìm được rồi hắn. Đây là muốn báo thù à? Bất quá nghe này hai người uy hát yêu ta nói, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, muốn khắc văn đạo phù, tưởng cho các ngươi sư đệ báo thù, cũng không đánh bóng các ngươi mắt chó nhìn xem, có hay không cái kia bản lĩnh, tiểu gia lúc trước có thể giết các ngươi kia hai cái phế vật sư đệ, hiện tại là có thể giết các ngươi hai cái phế vật. Cho rằng kim tiên đại viên mãn liền ghê gớm sao, nhìn xem tiểu gia ta là cái gì tu vi thực lực đi. Dương Nghị Vân đang nói chuyện chung, bỗng nhiên buông ra toàn thân hơi thở, kim tiên đại viên mãn khí thế bùng nổ, so với bình thường kim tiên cường đại rồi vài lần hơi thở bùng nổ. Giờ phút này hắn cũng không có nhàn tâm đuổi theo hỏi cái này hai cái kim tiên cái gì tiên môn tên là gì, dù sao chỉ cần biết rằng một chút liền thành bọn họ là địch nhân. Chịu chết đi. Dương Nghị Vân trầm giọng. Ngay sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ, đối với hai cái kim tiên giết qua đi. Tu vi bạo tăng lúc sau, hắn còn không có xuất thủ qua, lần này vừa lúc thử xem thực lực của chính mình, cũng là nghĩ cấp âm thầm quan sát hắn Đông Nhan tiên nhân nhìn xem, hắn tin tưởng Đông Nhan tiên nhân cái kia lão Đông Tây, giờ phút này chính là đang âm thầm nhìn, còn không phải là muốn nhìn một chút chính mình thủ đoạn sao. Kia tiểu gia liền cho ngươi xem. Sát hai cái kim tiên đại viên mãn mà thôi. Chết! Ngay lập tức chi gian hai tiếng nặng nề tiếng động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại lần nữa về tới tại chỗ. Mà đối diện hai cái kim tiên còn lại là yết hầu ra ở phun huyết, đồng thời trên người mạo màu xanh lục ngọn lửa. Khoảnh khắc chi gian, hai cái kim tiên bất luận cái gì thanh âm đều không có phát ra tới, liền hôi phi yên diệt. Lúc này mấy chục mét ở ngoài Đông Nhan đồng tử bỗng nhiên co chặt lên, hắn vẫn luôn ở quan sát đến Dương Nghị Vân. Còn nghĩ vừa lúc toát ra tới hai cái ngốc mũ kim tiên đi thăm dò Dương Nghị Vân thực lực. Ai biết, Dương Nghị Vân vừa ra tay hắn cái này đại la cao thủ cũng chưa thấy rõ ràng, Dương Nghị Vân rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn, chém giết liền cái kim tiên đại viên mãn. Lại nói tiếp, Dương Nghị Vân cũng mới là kim tiên đại viên mãn tu vi A. Cùng hai cái kim tiên cùng cấp bậc tu vi. Lại là có thể nháy mắt hạ gục. Mấu chốt là có thể đồng thời nháy mắt hạ gục hai cái kim tiên đại viên mãn. Tốc độ cực nhanh, Đông Nhan căn bản không thấy rõ. Đây là kiểu gì tốc độ? Còn có kia chờ quỷ dị màu xanh lục ngọn lửa, nếu không có đoán sai nói, hẳn là nào đó cường đại tiên hỏa. Đông Nhan hoàn toàn bị Dương Nghị Vân thủ đoạn cấp khiếp sợ tới rồi. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Dương Nghị Vân phía sau 100 mét ở ngoài, Giả Hoa Sen đồng dạng thấy được một màn này, đôi mắt cũng là co rụt lại, đối bên người một người tóc trắng xóa lão giả nói, kiếm ra ra. Kia tiểu tử tốc độ tựa hồ so lần trước càng nhanh, 500 năm trước hắn chính là dùng cái loại này tốc độ cùng quỷ dị ngọn lửa giết ta bên người thị vệ, chúng ta ra tay đi. Lần này không thể làm hắn đang lẩn trốn đi. Giả Hoa Sen trong miệng tên này kiếm ra ra, là tiên đan lâu lâu chủ Giả Diệp bên người đại kiếm sư, lần này Dương Nghị Vân xuất hiện tin tức bị nàng phát hiện sau, liền tìm Dương Nghị Vân ba người, cứ việc ba người đều thay hình đổi dạng, nhưng là ngày đó hơi thở Giả Hoa Sen nhớ rõ. Lần này ra tới năn nỉ ra ra bên người đại kiếm sư tiến đến, chính là muốn đem Dương Nghị Vân bắt lấy, cần thiết phải được đến khắc văn đạo phù. Chỉ là còn không có ra tay, liền phát hiện có hai cái kim tiên ra tay, cũng hảo, Giả Hoa Sen vốn định nhìn xem, ai biết hai cái kim tiên bị Dương Nghị Vân không cần tốn nhiều sức cấp nháy mắt hạ gục. Đại kiếm sư nguyên bản vẫn đục hai tròng mắt, tại đây một khắc hiện lên một tia tinh quang, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, tiểu thư tạm thời không vội. Dương Nghị Vân sử dụng hẳn là không gian chi lực cùng cường đại tiên hỏa, bất quá hắn tu vi hữu hạn, ở lão hủ trước mặt phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Vạn dược chợ Đông Nhan lão quỷ là ma đan điện điện lão chi nhất, hắn cư nhiên cùng Dương Nghị Vân giảo hợp ở bên nhau, tất nhiên có điều đồ, chúng ta không ngại tiên nhìn xem, bọn họ muốn làm gì, nói không chừng cố ý ngoại kinh hỉ, hảo liền không hoạt động gân cốt, lần này bị ngươi cái này tiểu nha đầu ngạnh lôi ra tới, tự nhiên không thể tay không mà về. Giả Hoa Sen vừa nghe tức khắc đôi mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, kiếm ra ra đối ta tốt nhất, chúng ta đây liền từ từ xem bọn hắn chơi trò gì.
Cùng thời gian, sương mù lâm khoảng cách Dương Nghị Vân 300 mét ở ngoài. Này có cái mang theo khăn che mặt nữ tử, một thân lửa đỏ chi sắc, bên người đi theo hai cái thân xuyên hắc bạch quần áo bà lão. Nữ tử mở miệng nói, cư nhiên là không gian chi lực cùng cường đại tiên hỏa, này tiểu không biết là cái gì địa vị. Các chủ gia không ra tay, một người thân xuyên hắc y bà lão hỏi. Từ từ xem đi, hiện tại đánh giá, tiên đan lâu cũng xuất hiện ở này sương mù lâm, chúng ta mây lửa các không làm chim đầu đàn, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, muốn từ cái này Dương Nghị Vân trên người cướp lấy khắc văn đạo phù sợ không phải dễ dàng như vậy sự. Mặt khác ma đan điện điện lão Đông Nhan chính là cái cáo giả, nghe đồn sớm tại rất nhiều năm trước Đông Nhan liền ở xuống tay luyện chế 89 ma đan, chỉ tiếc vẫn luôn cũng chưa tìm được chủ yếu quỷ mẫu hoa nước mắt. Ngược lại là có nghe đồn Đông Nhan có bao nhiêu thứ ra vào sương mù lâm, hiện tại nghĩ đến, lão gia hỏa này tất nhiên là có quỷ mẫu yêu thụ tin tức, mà này sương mù lâm hẳn là chính là manh mối chi nhất, lần này cũng không biết Đông Nhan cùng cái này kêu Dương Nghị Vân tiểu tử là như thế nào làm đến cùng đi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, bọn họ chi gian là có nào đó giao dịch, cũng có thể nhìn ra, bọn họ hai bên chi gian không thế nào tín nhiệm, nếu không Đông Nhan lão gia hỏa này, vừa tiến vào sương mù lâm liền biến mất, ngược lại đem Dương Nghị Vân ba người bỏ xuống. Tóm lại ở tình huống không trong sáng phía trước, chúng ta trước không nóng nảy ra tay, tính xem này biến liền hảo, nếu đi theo Đông Nhan lão gia hỏa này làm tìm được quỷ mẫu yêu thụ, đối chúng ta tới nói. Chuyến này liền tính đến không đến Dương Nghị Vân trong tay khắc văn đạo phù, cũng là đáng giá. Quỷ mẫu yêu thụ a, nhưng không đơn giản có quỷ mẫu hoa nước mắt bực này thế gian kỳ dược, cả người càng là bảo bối, nếu là đánh bại phục một gốc cây quỷ mẫu yêu thụ, kia mới là được bảo bối đâu. Bị hắc y bà lão xưng là tiểu thư nữ tử áo đỏ, kỳ thật chính là mây lửa các năm đại phó các chủ chi nhất, cảnh sán phó các chủ. Mây lửa các không thiết trưởng lão, chỉ có các chủ cùng năm đại phó các chủ. Đồng dạng là chơi hỏa, cũng là đi đan đạo chi lộ. Điều này cũng đúng, mà đan điện cùng tiên đan lâu đều không phải cái gì người lương thiện, chúng ta chờ nhìn xem cũng hảo. Bạch y bà lão mở miệng nói. Mà ở sương mù lâm khoảng cách Dương Nghị Vân phía bên phải 50 mét một gốc cây che trời đại thụ phía trên, một người cái đầu thấp bé tiểu hài tử cùng bốn gã thân xuyên khôi giáp người cũng ở nhìn chăm chú vào Dương Nghị Vân. Nếu Dương Nghị Vân có thể nhìn đến, liền sẽ người ra tới. Tên này tiểu hài tử kỳ thật chính là luyện tạo tiên minh kim quy tiên nhân. Đại nhân phát hiện Đông Nhan ở 30 mét chỗ, một người thị vệ mở miệng. Kim quy tiên nhân mở miệng, tiếp tục nhìn chằm chằm. Là, tên này thị vệ rời khỏi sau, kim quy lại đối mặt khác ba người nói, đi mọi nơi nhìn xem, tiên đan lâu cùng mây lửa các người xuất hiện không có, chúng ta đem tin tức thả ra đi sau, này hai nhà lại há có thể ngồi trụ. Là, đại nhân. Ba gã thị vệ lĩnh mệnh biến mất. Lúc sau Kim Quy Tiên Nhân nhìn Dương Nghị Vân nơi ở nam nam lẩm bẩm, tiểu huynh đệ này thủ đoạn đảo cũng thực sự lợi hại, hiện tại lão phu đối hắn phía sau đại gia càng thêm cảm thấy hứng thú, không gian chi lực yêu cầu lĩnh ngộ, nhưng cường đại thanh liên tiên hỏa lại không phải là có thể dễ dàng thu phục, danh tác a, có thể cho về sau hậu bối ban cho thanh liên tiên hỏa, thật sự là danh tác a. Dương Nghị Vân không biết chính là, giờ này khắc này tại đây sương mù trong rừng, đã hội tụ tiên đan thành tứ đại đứng đầu thế lực, đều ở đem hắn nhìn chăm chú ở thật trong tầm mắt. Đương nhiên là có sương mù tồn tại, chỉ là mấy phương đều nhìn không tới đối phương. Lúc này Dương Nghị Vân ở nháy mắt hạ gục hai gã kim tiên lúc sau, về sau không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Bởi vì ở vừa mới hắn chém giết rất hai gã kim tiên lúc sau, trong nháy mắt cảm nhận được ít nhất có ba cổ hơi thở từ trên người hắn nhìn quét mà qua, hơn nữa hơi thở không yếu. Tuy rằng gần chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn lại có thể xác định tuyệt đối không phải ảo giác. Giờ phút này buông ra tâm thần đi cảm thụ thời điểm, lại là ở cũng cảm thụ không đến chút nào. Hắn biết tại đây sương mù trong rừng, hắn tương đương ở minh, mà âm thầm chính là địch là hữu, hiện tại còn không biết, tóm lại hắn biết chính mình bị người theo dõi, Đông Nhan liền không nói, hắn đã sớm biết cái này lão bất tử lòng mang ý xấu. Hiện tại cảnh giác chính là mặt khác thế lực. Vừa rồi từ trên người hắn nhìn quét mà qua ba đạo hơi thở, đến từ bất đồng phương hướng, cho nên hắn xác định tuyệt đối sẽ không nói Đông Nhan. Đến nỗi là địch là bạn, ở Dương Nghị Vân nghĩ đến địch nhân khả năng chiếm đa số. Hắn trong đầu tiên nghĩ đến chính là tiên đan lâu giả hoa sen. Cũng chỉ có tiên đan lâu có phát hiện năng lực của hắn cùng thế lực, hiện tại nghĩ đến không chừng hắn xuất hiện ở vạn dược chợ thời điểm, đã bị tiên đan lâu người phát hiện. Tuy rằng thay đổi dung mạo.
chính là hắn càng minh bạch đây là tiên giới, cũng không phải là tu chân giới, đối với tiên nhân tới nói có nhiều hơn thủ đoạn bí pháp đi tia, a tìm một người, muốn nói hắn bị tiên đan lâu người phát hiện, Dương Nghị Vân chút nào không kỳ quái. Hơn nữa suy nghĩ một chút lúc trước hắn cùng Giả Hoa Sen đối chiến hết sức, Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương nhưng đều tại bên người, hiện tại bọn họ như cũ là hai nam một nữ ba người, người khác đi đoán đều có thể đoán được. Cho nên đã sớm bạo nộ thân phận cũng liền không kỳ quái. Nghĩ đến nơi này, Dương Nghị Vân toàn thân tiên nguyên lực vận chuyển lúc sau, khôi phục vốn dĩ diện mạo. Yến Xích Hà nhìn đến Dương Nghị Vân khôi phục vốn dĩ diện mạo lúc sau, nhịn không được nói, chủ nhân ngài đây là. Mang theo mặt nạ giống nhau dung mạo kỳ thật rất vất vả, vẫn là vốn dĩ dung mạo thoải mái tự nhiên, nhân vật sắm vai nhớ lại tình cảm cũng không sai biệt lắm. Tuyết Hương, Yến Xích Hà khôi phục các người bản tôn dung mạo đi, có lẽ chúng ta từ dưới sơn một khắc đã bị người phát hiện. Hiện tại lại là không cần ở che che giấu giấu, nên tới tóm lại muốn tới, nếu ta ba cái khôi phục dung mạo, có thể đem âm thầm địch nhân hấp dẫn ra tới, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói chuyện, khôi phục vốn dĩ dung mạo. Đầy đầu đầu bạc như cũ áo choàng ở trong gió nhẹ nhìn qua rất là phiêu giật, chẳng qua không có người nhìn đến hắn trong ánh mắt lập lòe sát khí. Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương hai cái hiện tại chính là Dương mẫu nhân tùy tùng, hắn sở cái dạng gì liền gì đó dạng đi, đều khôi phục vốn dĩ dung mạo. Sa Tiên Đan lâu một phương, Giả Hoa Sen thấy được Dương Nghị Vân ba người khôi phục vốn dĩ dung mạo lúc sau, lại là cắn răng mở miệng nói, kiếm ra ra quả nhiên là cái kia đáng giận tiểu tử, chính là bọn họ ba người, chúng ta không tìm lầm người, bọn họ ba người quả nhiên là thay đổi dung mạo, cũng may bọn họ không biết chính là, chúng ta tia, a được bọn họ hơi thở, cũng có người tản ra tin tức. Là bọn họ liền hảo, bất quá hiện tại ngẫm lại, Dương Nghị Vân ba người xuất hiện tin tức là có người cố ý tản mà ra. Nghĩ đến tản tin tức người chỉ sợ cũng là có khác dụng tâm hạng người, chúng ta chờ xem, không nóng nảy ra tay đây là đối. Đại kiếm sư nheo lại đôi mắt nói chuyện. Hảo, ta hết thảy nghe kiếm ra ra an bài. Giả Hoa Sen đối đại kiếm sư thực tôn kính. Không nói Giả Hoa Sen này một phương, giấu ở sương mù trong rừng mặt khác tam phương thế lực, tất cả đều như thế. Không có bất luận cái gì một phương có dị động. Mọi người đều đang đợi. Cũng đều đã biết Đông Nhan Cực có vô cùng có khả năng có khác sở đồ. Dương Nghị Vân ba người khôi phục vốn dĩ dung mạo lúc sau, cẩn thận đi cảm thụ một chút bốn phía khí chàng biến hóa, lúc này lại là không còn có cảm nhận được có cái gì khác thường xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua Tuyết Hương cũng lắc đầu tỏ vẻ nàng cũng không có ở cảm nhận được cái gì. Hiện tại xem ra đối phương là sẽ không ra tới. Cho nên Dương Nghị Vân tưởng tượng nói, đi thôi. Trước từ này sương mù lâm đi ra ngoài lại nói. Phía trước Đông Nhan nói qua, muốn trực tiếp xuyên qua sương mù lâm, mới có thể tiếp cận quỷ mẫu yêu thụ. Ngay sau đó ba người trực tiếp về phía trước đi đến, nho nhỏ sương mù lâm còn vây không được bọn họ. Bởi vì hắn cùng Tuyết Hương hai người đều là có tâm hồn cảm ứng tồn tại, liền tính là ở chỗ này nhắm mắt lại đi phía trước đi, cũng là có thể đi ra. Cũng biết Đông Nhan không có chờ bọn họ ba người. Vô cùng có khả năng là lão gia hỏa này ở thử thực lực của hắn. Trên thực tế Dương Nghị Vân đoán không sai. Nơi xa giấu ở trong sương mù Đông Nhan thấy được Dương Nghị Vân nháy mắt hạ gục hai cái kim tiên đại viên mãn cao thủ, ở nhìn đến ba người khôi phục dung mạo lúc sau, liền biết Dương Nghị Vân thực lực không đơn giản là mặt ngoài nhìn qua kim tiên đại viên mãn đơn giản như vậy, kia chờ tốc độ cùng màu xanh lục ngọn lửa, liền tính là hắn đối thượng, cũng không nhất định có thể kế tiếp. Cho nên Đông Nhan đối bên người một người thủ hạ nói, đi, qua đi đem Dương Nghị Vân bọn họ ba người mang lại đây, tiểu tử này thực lực, ở chỗ này vây không được hắn, cùng với như thế còn không bằng không vây, cho bọn hắn dẫn đường, làm cho bọn họ ba người đối bổn ngồi tâm tồn cảm kích, bước tiếp theo hảo hảo đem quỷ mẫu hoa nước mắt lộng tới tay ở làm tính toán, còn có nếu sương mù lâm còn có những người khác tồn tại, vậy đem chúng ta mấy năm nay bố trí ở chỗ này trận pháp toàn bộ mở ra, cũng không thể cấp này đó xông tới người hảo quá. Bồn tọa không hy vọng có người ở kế tiếp thu quỷ mẫu hoa nước mắt trên đường quấy dày. Là, thuộc hạ liền đem Dương Nghị Vân bọn họ đã tới, mở ra trận pháp. Đông Nhan tên này thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Một cái khác còn lại là hồi báo, chủ thượng không có phát hiện những người khác. Đó là tại đây sương mù lâm nhân tu vì cường đại, không phải ngươi không phát hiện. Thuộc hạ vô năng. Được rồi, tại đây chờ Dương Nghị Vân bọn họ, bồn tọa đi trước một bước. Ở sương mù lâm bên kia chờ các ngươi, Dương Nghị Vân hỏi liền nói bổn tọa đi thi pháp tìm kiếm quỷ mẫu yêu thụ đi. Thuộc hạ minh bạch,
có Đông Nhan thủ hạ dẫn đường, kế tiếp lộ cũng liền hảo tẩu, hơn nữa đi cũng mau, ba ngày lúc sau bọn họ đi ra sương mù lâm. Lại là tới rồi một khắc thiên ở Dương Nghị Vân xem ra càng thêm u ám nơi. Khi bọn hắn xuyên qua sương mù lâm lúc sau, đầu tiên cảm nhận được chính là một cổ áp lực. Đến từ thiên nhiên áp lực, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là đến từ một mảnh càng ra nguyên thủy dày nặng thả lại cổ xưa rừng rậm áp lực. Rõ ràng là che trời cổ thụ, rõ ràng là nhan sắc khác nhau thảm thực vật, nhưng chỉnh thể nhìn qua liền chết màu đen. Cho nên đệ nhất cảm giác, mang cho người chính là u ám cùng áp lực. Một loại làm Dương Nghị Vân này đó thành tiên giả đều cảm thụ áp lực. Thực không thoải mái. Nơi này tựa hồ tiến vào núi lớn chỗ sâu trong. Tựa hồ từ nơi này tiến vào lúc sau, bọn họ sẽ bước vào một thế giới khác. Dương đạo hữu. Liền vào giờ phút này Đông Nhan thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Đông Nhan từ trong rừng rậm đi tới, nhìn hắn thời điểm mang theo ý cười. Đối mặt cái này xảo trá cáo giả, cười cười nói, Đông Nhan đạo hữu nhưng thật ra tốc độ mau, như thế nào? Đã tìm được rồi quỷ mẫu yêu thụ. Dương Nghị Vân trong giọng nói có chút trào phúng. Ha ha, đích xác có mặt mày, Dương đạo hữu ba vị biến hóa biết, cũng là có chút ý tứ. Hiện tại ba vị dung mạo mới là bản tôn đi. Chính là một ít tiểu đạo ngươi, nhập không được Đông Nhan đạo hữu pháp nhãn. Hai người nói chuyện đều như là các nói các, nhưng lại cũng đều rõ ràng, từng người ở trào phúng đối phương. Vậy đi thôi, kế tiếp đoạn lộ trình này, hẳn là sẽ không tưởng sương mù lâm giống nhau khó đi đi. Chúng ta cần phải theo vào Đông Nhan đạo hữu bước chân, nếu không vạn nhất lạc đường, lần này đã có thể đến không, ha ha. Dương Nghị Vân không mềm không ngạnh nói chuyện. Kỳ thật chính là ở nói cho Đông Nhan, lão bất tử kế tiếp nhưng đừng tự cấp tiểu gia chơi đa dạng, nếu không tiểu gia nhưng không bồi ngươi chơi, muốn nhận lấy quỷ mẫu hoa nước mắt, ngươi cái lão tiểu tử liền đi nằm mơ đi. Khụ khụ, nơi này kêu đại u rừng rậm, chính là tiên giới nguyên thạch rừng rậm, nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, không chỉ có là hoàn cảnh thượng, cũng tồn tại một ít dị loại sinh linh, kế tiếp lộ, đại gia tự nhiên đồng tâm hiệp lực cùng nhau qua đi. Thâm nhập 300 dặm, chính là quỷ mẫu yêu thụ nơi, cho nên Dương đạo hữu yên tâm, chúng ta sắp tới mục đích địa. Đông Nhan tự nhiên nghe được ra tới Dương Nghị Vân nói ngoại tri âm, hắn này xem như cấp Dương Nghị Vân hứa hẹn, huynh đệ yên tâm, kế tiếp này giai đoạn, lão ca sẽ không hố ngươi, còn trông cậy vào ngươi thu hủy quỷ mẫu hoa nước mắt đâu. Vậy đi thôi, đối trong truyền thuyết quỷ mẫu yêu thụ, còn hy vọng Đông Nhan đạo hữu cho chúng ta nói một chút, cũng làm cho chúng ta trong lòng có cái đế. Giảng nói thật, tiểu đệ ta cũng chỉ là ở điển tịch nhìn thấy quá quỷ mẫu yêu thụ ghi lại, còn không có chính mắt gặp qua bực này yêu thụ. Dương Nghị Vân vừa đi, một bên nói. Không thành vấn đề, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này hai bên tựa hồ mới như là hợp tác đồng bọn, vừa nói vừa cười, bước vào đại u rừng rậm. Đương nhiên Đông Nhan trước khi đi hết sức, cố ý vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau rừng sương mù. Hắn biết ở rừng sương mù trung chính là còn có một ít người tồn tại. Tuy rằng mở ra hắn đã sớm bố trí ở sương mù lâm trận pháp, nhưng Đông Nhan cũng biết, nếu là tiên đan thành mặt khác mấy cái thế lực lớn người, này đó trận pháp đối bọn họ ý nghĩa không lớn, duy nhất tác dụng là vây khốn bọn họ một đoạn thời gian. Nhưng với hắn mà nói, có thể vây khốn những người đó một đoạn thời gian cũng không tồi, chờ bọn họ tiến vào đại u rừng rậm, những người đó suy nghĩ tìm kiếm bọn họ đã có thể khó khăn. Dù sao Đông Nhan mục đích là vây, hắn biết phàm là có thể tới, ra tới tiên đan lâu, dư lại thực lực, mây lửa các cùng luyện tạo tiên minh đều không phải đèn cạn dầu. Tuy rằng phái ra đi người không thấy được bọn họ, nhưng lại không đại biểu bọn họ không có tới. Đại u rừng rậm bên này tiến vào lúc sau, Đông Nhan mang theo hai gã thủ hạ đi ở phía trước, Dương Nghị Vân ba người còn lại là đi theo bọn họ phía sau, trước sau cùng bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách. Mặt ngoài hai bên rất hài hòa. Trên thực tế ngầm đều đối với đối phương lẫn nhau có đề phòng. Có một chút Dương Nghị Vân biết, nếu là thật chờ thu quỷ mẫu hoa nước mắt lúc sau, Đông Nhan cái này lão bất tử, nhất định sẽ đối hắn làm khó dễ. Điểm này từ lúc trước cùng hắn tiếp xúc thời điểm, Dương Nghị Vân liền đã nhìn ra, Đông Nhan lão gia hỏa này chính là cái điển hình thiếu diện hổ cái loại này người. Nhưng hắn Dương Nghị Vân chẳng lẽ chính là dễ khi dễ không thành. Dương Nghị Vân trong lòng sớm có phòng bị tính toán. Đến lúc đó Đông Nhan lão gia hỏa này, bất động còn hảo nếu là thật muốn tưởng đối hắn xuống tay, kia hắn sẽ làm cái này lão bất tử hảo hảo uống thượng một hồ. Nếu là đối mặt hỗn nguyên cấp bậc tồn tại hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng là đối thượng đại la,
Hiện tại Dương Nghị Vân thật đúng là không thế nào sợ, đừng nói chính hắn có áp đáy hòm thủ đoạn, chỉ cần Tuyết Hương một cái là có thể ứng phó. Dựa theo Đông Nhan nói, quỷ mẫu yêu thụ liền ở Đại U rừng rậm 300 dặm nơi. Dương Nghị Vân lúc này cũng không hỏi, hắn cảm thụ được đến, Đông Nhan lần này chưa nói dối. Một đường liền đi liền liêu. Hắn làm Đông Nhan nói một chút về quỷ mẫu yêu thụ tình huống, lần này lão gia hỏa này đảo cũng không có ma kỷ, mở miệng kỹ càng tỉ mỉ liêu nổi lên quỷ mẫu yêu thụ. Về quỷ mẫu yêu thụ cơ bản tình huống lần trước ta cho ngươi giảng quá, kế tiếp chúng ta nói nói quỷ mẫu yêu thụ đáng sợ chỗ, này thụ lại nói tiếp kỳ thật là một loại cùng loại cây hòe khai linh thành yêu, càng như là biến dị thể, tình hình chung là ngàn năm thành yêu, vạn năm giả đại yêu, 10 vạn năm giả vì lão yêu. Ta tìm được hẳn là vạn năm lão yêu, thường thường một gốc cây cây hòe chính là một mảnh che trời rừng rậm, kỳ thật từ giờ trở đi, chúng ta đã bước vào quỷ mẫu lão yêu địa bàn. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần không đi xúc động này đó cây cối, là sẽ không đã chịu công kích, nguy hiểm nhất vẫn là tới gần bản thể thời điểm, lão yêu quái là bản thể thực khổng lồ, bước vào 100 mét trong vòng liền sẽ công kích, cây mây cương nhu cũng tế, không thua gì hạ phẩm tiên khí, quất đánh trong người sẽ có âm sát chi lực nhập thể có độc tính, cũng có thể làm người sinh ra ảo giác cùng tê mỏi. Đương nhiên này còn không phải quỷ mẫu lão yêu nhất khủng bố chỗ là, bản thể có thể phân ra 9 cây phân thân yêu thụ. Sở hình thành quỷ mẫu 9 sát trận mới muốn mệnh, nếu bị nhốt ở trận nội rất khó thoát thân. Bất quá cũng may kia một gốc cây quỷ mẫu yêu thụ còn không có đạt tới vạn năm cấp bậc, chúng ta vẫn là có thể ứng phó, cho nên cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần tiểu tâm một ít, bắt được trên cây quỷ mẫu hoa nước mắt chúng ta liền triệt, sẽ không có nguy hiểm. Nghe Đông Nhan lão quỷ nói xong, Dương Nghị Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết, bất quá hắn lại là không có toàn tin. Cái này lão bất tử lại nói tiếp nhẹ nhàng. Quỷ mẫu yêu thụ không có gì, nhưng chân chính là cái dạng gì, chỉ có tiếp xúc mới biết được, hơn nữa Dương Nghị Vân cảm thấy cái này lão bất tử cũng không có đem về quỷ mẫu yêu thụ chân chính lợi hại nói ra. Vô cùng có khả năng là tưởng cho chính mình đào hố. Dù sao Đông Nhan lão quỷ nói hắn là sẽ không thật sự, ngược lại trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Dọc theo đường đi hai bên là các hoài tâm tư. Ở u ám rừng rậm cũng đi không mau, bất quá cũng không xuất hiện cái gì đại sự. Có Đông Nhan dẫn đường nhưng thật ra tránh thoát một ít dấu ở rừng rậm chỗ sâu trong sinh linh. Dương Nghị Vân biết lão gia hỏa này đối nơi này là ngựa quen đường cũ, đảo cũng không lo lắng cái gì. 300 dặm u ám rừng rậm, bọn họ suốt đi rồi 7 ngày. Đến thứ 7 sau, rốt cuộc đến mục đích địa. Dương Nghị Vân cũng thấy được một gốc cây chân chính che trời đại thụ, hoặc là nói quái vật khổng lồ. Này vẫn là cách 500-600 mét liền thấy được. Một gốc cây màu lục đậm che trời đại thụ, nhìn nhánh cây tựa hồ chi gian trường tới rồi không trung biển sao chung, liếc mắt một cái vọng không đến tiêm. Mà sở chiếm địa diện tích càng là nhìn qua tựa hồ chính là một tảng lớn rừng rậm. Nhưng Đông Nhan lại nói này gần là quỷ mẫu lão yêu nhánh cây mà thôi. Muốn được đến quỷ mẫu yêu trên cây đóa hoa tinh hoa quỷ mẫu hoa nước mắt, cần thiết muốn đi vào trong đó, tới gần chủ thân cây mới được. Bởi vì quỷ mẫu hoa nước mắt cũng là hữu hạn đều không phải là mãn ngọn cây đều tồn tại, như vậy một đại cây che trời đại thụ, cũng chỉ có 9 đóa dưa hấu lớn nhỏ đóa hoa, bên trong bao vây lấy chính là quỷ mẫu hoa nước mắt. Mấy người thấy được quỷ mẫu yêu thụ bản thể sau, cách 500-600 mét dừng lại. Lúc này Đông Nhan cười đối Dương Nghị Vân nói, Dương đạo hữu từ giờ trở đi, một khi bước vào quỷ mẫu yêu thụ bản thể phía trên, chúng ta liền sẽ đã chịu vô số nhánh cây dây mây công kích, vô cùng nguy hiểm. Người xem nếu là không nghĩ mạo hiểm liền đem thu quỷ mẫu hoa nước mắt biện pháp báo cho ta, liền từ ta đi mạo hiểm, đến lúc đó được đến quỷ mẫu hoa nước mắt tự nhiên không thiếu được ngươi một phần như thế nào. Lúc này Đông Nhan vẻ mặt chân thành biểu tình, hoàn toàn là một bộ cấp Dương Nghị Vân suy xét bộ dáng. Nhưng là, Dương Mỗ Nhân cười lạnh một chút, cũng nheo lại đôi mắt nói, Đông Nhan đạo hữu hảo ý Dương Mỗ tâm lĩnh, bất quá nếu là mạo hiểm, kia tự nhiên là đại gia cùng nhau. Ta Dương Nghị Vân không phải cái loại này đối mặt nguy hiểm liền lùi bước người, huống hồ như thế nào có thể làm Đông Nhan đạo hữu đi mạo hiểm. Truyền ra đi còn không cho người chê cười ta Dương Nghị Vân không phải, đi thôi, cùng nhau, có nguy hiểm đại gia cùng nhau gánh vác, muốn chết chung chết, ha ha. Theo Dương Nghị Vân dứt lời Đông Nhan trên mặt càng ngày càng đen. Dương Nghị Vân lúc này như thế nào sẽ mắc mưu? Đứng ở bên ngoài liền an toàn sao? Khi ta ngốc a. Dù sao ý tứ thực minh xác, người cái lão tiểu tử đừng nghĩ lừa dối tiểu gia. Cũng có uy hát yêu ta ý tứ, muốn chết cùng chết,
người cái lão bất tử đừng nghĩ ra vẻ. Cho nên nghe vào Đông Nhan trong tai, lại há có thể không rõ, khí mặt đều đen. Bất quá hắn thật là không nghĩ buông tha bất luận cái gì có thể lừa dối Dương Nghị Vân cơ hội. Hít sâu một hơi nói, nếu Dương đạo hữu muốn mạo hiểm, vậy cùng nhau đi, bất quá một khi bước vào tiến vào, lão phu nhưng không rảnh lo các ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút. Dương Mỗ ba người tự do tự bảo vệ mình chi lực, Đông Nhan đạo hữu yên tâm đó là. Dương Nghị Vân cười cười nói. Vậy đi thôi. Đông Nhan hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu mang theo hai gã thủ hạ tiến vào quỷ mẫu yêu thụ rậm rạp lá cây chi trong biển. Đánh lên tinh thần chúng ta đuổi kịp, tiểu tâm cái này lão bất tử âm chúng ta. Đối Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà công đạo một tiếng, Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe cũng theo đi vào. Trên thực tế nếu không phải Đông Nhan kiêng kỵ Tuyết Hương, đã sớm đối Dương Nghị Vân xuống tay, khống chế Dương Nghị Vân cũng chẳng khác nào khống chế thu quỷ mẫu hoa nước mắt biện pháp. Chỉ tiếc Tuyết Hương ở Dương Nghị Vân bên người một tấc cũng không rời, đông mặt mũi đối một cái cùng cấp bậc yêu tiên, vẫn là thực kiêng kỵ. Mà Dương Nghị Vân cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Đương nhiên ở không có bắt được quỷ mẫu hoa nước mắt biện pháp phía trước, Đông Nhan là sẽ không hoàn toàn xé rách mặt, chờ đến dựa vào Dương Nghị Vân đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt lúc sau, chính là hai bên đúng là xé rách mặt hết sức. Hai bên một trước một sau tiến vào quỷ mẫu yêu thụ lá cây trong phạm vi. U ám, âm trầm là Dương Nghị Vân đi vào cảm giác. Ở hắn phía trước Đông Nhan ba người, Dương Nghị Vân trong mắt ba người đi đường ngượng ngùng xoắn xít nhìn qua thực đừng niết. Nhưng trong mắt hắn lại là thấy được, bất đồng chỗ. Đông Nhan ba người tựa hồ ở tránh né lá cây nhánh cây. Căn bản cũng không dám đi chạm vào bộ dáng. Thấy như vậy một màn sau, Dương Nghị Vân vừa muốn mở miệng nhắc nhở bên người Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương. Lại là phát hiện Yến Xích Hà đã thô lỗ giơ tay chém xuống đem che ở thân thể một chi nhánh cây cấp chém đứt. Không, muốn tự chưa nói ra tới, nhánh cây răng rắc một tiếng theo tiếng mà đoạn. Chủ nhân làm sao vậy? Chính là một cái nhánh cây nhỏ không? Yến Xích Hà lời nói đến cuối cùng nói không được nữa. Bởi vì hắn trong miệng nhánh cây nhỏ bị chém đứt sau, bốn phía vang lên xoát 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 thanh âm. Cái này không cần phải nói, Yến Xích Hà cũng biết gặp rắc rối. Đừng ngốc đứng chạy mau, Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng, vèo một chút về phía trước mà đi. Lúc này Yến Xích Hà phản ứng cũng không chậm, theo đi lên, đến nỗi Tuyết Hương căn bản không cần Dương Nghị Vân đi nhọc lòng. Nàng cái này đại cao thủ tuy rằng đơn thuần, nhưng ở ba người chung lại là pháp lực tối cao một cái, Dương Nghị Vân nghĩ đến chỉ cần hắn cùng Yến Xích Hà không cho Tuyết Hương kéo chân sau vậy đã không tồi. Bá bá bá, toàn bộ lá cây chi hải đều đang rung động dựng lên. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm nhận được toàn bộ thế giới đều ở động. Hắn biết đây là Yến Xích Hà xúc động quỷ mẫu yêu thụ hậu quả. Đông Nhan cũng không nói cho bọn họ một tiếng, đây là ở cố ý âm bọn họ. Bất quá Dương Mỗ Nhân cũng không phải dễ chọc, hắn tốc độ thực mau, thẳng đến Đông Nhan ba người đuổi theo, muốn chết cùng chết, người mẹ nó cho rằng cái này tiểu ra ta một câu lời nói suông không thành. Nếu quỷ mẫu yêu thụ rộng lượng nhánh cây đều bắt đầu động lên, như vậy đại gia liền cùng nhau đối mặt đi. Đông Nhan vừa thấy Dương Nghị Vân đuổi theo, lại là khóe miệng cười lạnh một chút, bỗng nhiên ra tốc, nháy mắt cùng Dương Nghị Vân kéo ra khoảng cách. Dương Nghị Vân thấy được Đông Nhan khóe miệng ý cười, trong lòng mắng, chờ, tiểu gia một hai phải kéo lên người đệm lưng không thể. Trong lòng mắng, trong óc linh quang chợt lóe, lại là xấu xa mà cười, trong tay hắn đổ long kiếm xuất hiện. Bỗng nhiên đối với che trời quỷ mẫu yêu thụ rậm rạp nhánh cây liền nhất kiếm chém qua đi. Ầm ầm ầm, răng rắc sát, thật lớn nhánh cây bị Dương Nghị Vân cấp huy kiếm chém đứt. Sau đó toàn bộ thiên địa đều động. Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi tìm chết a. Đông Nhan lúc này sắc mặt thay đổi, hắn bổn ý chính là tưởng làm khó dễ một chút Dương Nghị Vân, làm này đó nhánh cây cấp Dương Nghị Vân ba người tìm điểm phiền toái. Cố ý không có đối Dương Nghị Vân ba người nhắc nhở. Nơi này nhánh cây không động đậy đến. Kết quả lại là Yến Xích Hà bẻ gãy một cây nhánh cây nhỏ, vốn dĩ đi, dựa theo Đông Nhan kinh nghiệm, bẻ gãy một tiểu chi không tính cái gì, nhiều nhất đã bị quấy dày một chút. Nhánh cây nhỏ quấy dày cũng không phải như vậy cường đại. Sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là phạm vi lớn công kích liền bất đồng, bị lan đến sẽ càng quảng. Liền tỷ như Dương Nghị Vân như bây giờ, huy kiếm đi xuống, chém nứt đại thụ chi. Cái này Đông Nhan sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn biết kế tiếp, toàn bộ quỷ mẫu yêu thụ đều sẽ động lên. Ngay cả bọn họ đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Cho nên mắng Dương Nghị Vân.
Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn yêu cầu đúng là hiệu quả như vậy. Nghe Đông Nhan mắng, Dương Nghị Vân ra vẻ vô tội nói, Đông Nhan đạo hữu làm sao vậy? Ta chẳng qua là phòng ngự mà thôi, này đó nhánh cây muốn công kích chúng ta, chẳng lẽ không nên phòng ngự sao? Ngươi, Đông Nhan thiếu chút nữa bị Dương Nghị Vân cấp tức chết, nhưng trong lúc nhất thời không thể nào phản bác, hắn tổng không có khả năng nói, ta là cố ý hố các ngươi đi. Hơn nữa lúc này thật lớn nhánh cây đã đối với bọn họ quét ngang mà đến, Đông Nhan cũng không có thời gian thuyết giáo Dương Nghị Vân, phất tay ngăn cản thật lớn nhánh cây công kích. Rầm rầm, nặng nề tiếng gầm rú vang vọng ở toàn bộ u ám vô cùng quỷ mẫu thụ hải trong vòng. Dương Nghị Vân cũng ba người cũng huy động trong tay tiên khí tiến hành ngăn cản, lúc này không ngăn cản cũng không có biện pháp, che trời lấp đất thô tráng nhánh cây cuốn tịch ở toàn bộ thế giới, bọn họ căn bản là không chỗ có thể trốn. Bất quá hắn trong lòng lại là rất đắc ý, rốt cuộc đem Đông Nhan cái này lão bất tử kéo xuống nước. Còn mẹ nó tưởng hố tiểu gia. Nằm mơ đi. Không nghĩ chúng ta hảo quá, các người mẹ nó cũng đừng nghĩ an bình. Nói tốt hợp tác, đều mẹ nó đánh rắm. Lúc này tìm được rồi quỷ mẫu yêu thụ, tiểu gia ta không cần các ngươi đều có thể, chính mình đều có thể thu quỷ mẫu hoa nước mắt. Nếu giờ phút này Đông Nhan biết Dương Nghị Vân trong lòng tưởng cái gì, sợ là sẽ buồn bực đến hộc máu đi. Hắn ở tính kế Dương Nghị Vân, Dương Nghị Vân sớm đã có tâm hồn cảm ứng được hắn Đông Nhan lão bất tử tâm tư không thuần, căn bản là không có thành tâm hợp tác. Cho nên Dương Nghị Vân tưởng rất đơn giản, trường hợp càng loạn càng tốt. Dù sao đã biết quỷ mẫu yêu thụ liền ở thụ hải chỗ sâu trong, chỉ cần giết qua đi là được. Đến nỗi như thế nào qua đi, Đông Nhan đích xác hẳn là có môn đạo, bất quá với hắn mà nói cũng không khó, mạnh mẽ qua đi chính là. Ai sợ ai đâu. Chủ nhân này đó nhánh cây thật cũng không phải trong tưởng tượng như vậy khó chơi, chúng ta buông ra tay chân trực tiếp vọt vào đi thôi, dù sao hiện tại đã biết quỷ mẫu hoa nước mắt tại đây gian chỗ sâu trong, không có hắn Đông Nhan, chúng ta càng tốt làm việc. Đi theo cái này lão bất tử không chừng chúng ta vẫn là sẽ bị hố đâu. Yến Xích Hà múa may trong tay đại đao, không ngừng chém xuống cuốn tịch mà đến nhánh cây quất đánh, đối với Dương Nghị Vân lớn tiếng nói chuyện. Hắc hắc, đang có ý này, các ngươi hai cái theo vào ta, chúng ta trực tiếp vọt vào đi lại nói. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười đối với Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương nói chuyện. Ngay sau đó hắn toàn thân toát ra màu xanh lục thanh liên tiên hỏa mở đường. Chính như trong lòng suy nghĩ. Này đó quỷ mẫu thụ chi là cực âm thuộc tính, bản thể vốn dĩ chính là cây cối liền không có không sợ ngọn lửa. Huống chi là tiên giới danh liệt đệ tam thanh liên tiên hỏa. Đương hắn phóng xuất ra thanh liên tiên hỏa mở đường lúc sau, quả nhiên này đó nhánh cây bị bậc lửa sau, phát ra tới quái kêu co rút lại trở về. Lập tức ba người nhanh chóng nhằm phía thụ hải chỗ sâu trong. Sở qua sở che trời quấn quanh nhánh cây tất cả đều tránh lui mở ra. Vô cùng hoảng sợ Dương Nghị Vân thanh liên tiên hỏa, sợ bị bậc lửa. Đương Dương Nghị Vân đi ngang qua Đông Nhan ba người thời điểm, nhếch miệng cười ha ha. Mà Đông Nhan còn lại là sắc mặt thành than đen giống nhau, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Nghị Vân tiến vào thụ hải chỗ sâu trong. Lúc này Đông Nhan cùng hắn hai gã thủ hạ, nhưng đều là bị che trời lấp đất nhánh cây vây ở bên trong, nhìn qua trong khoảng thời gian ngắn là rất khó thoát thân. Bất quá đương Dương Nghị Vân ba người biến mất lúc sau. Nguyên bản hắc sắc mặt Đông Nhan lại là khóe miệng lộ ra âm hiểm cười. Ngay sau đó trong tay quang mang chợt lóe lại là xuất hiện một cái bình sứ, nháy mắt niết bạo bình sứ. Tức khắc có một cổ kỳ dị hương khí tràn ngập mở ra, mà công kích bọn họ nhánh cây lại là nháy mắt rút đi, khoảng cách bọn họ thật xa thật xa. Giây lát chi gian Đông Nhan ba người bên người không còn có một cái nhánh cây công kích, thoát ly nguy hiểm. Chủ thượng, Dương Nghị Vân bị lừa một người thủ hạ nói. Ha ha. Kiệt tiểu tử vốn là không phải thiện tra, tự nhiên sẽ không theo chúng ta thành tâm hợp tác, chỉ có làm hắn cho rằng chúng ta hố hắn, chính mình đi thu quỷ mẫu hoa nước mắt mới là an toàn nhất, chờ hắn tới tay lúc sau, chúng ta liền làm hoàng tước, chẳng phải là càng bất việc. Nhãi danh thật sự bổn tọa đại la đại viên mãn tu vi là bài trí, sẽ ứng phó không được kẻ hèn một ít nhánh cây, ha ha Đông Nhan cất tiếng cười to lên. Dương Nghị Vân còn không biết Đông Nhan kỳ thật là cố ý như thế, chờ làm hắn làm bọ ngựa. Sau đó lão bất tử chính mình làm hoàng tước. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói đã không sao cả. Hắn từ tu chân bắt đầu, liền minh bạch một đạo lý, mọi việc dựa vào chính mình mới là nhất bảo hiểm. Cùng Đông Nhan chỉ có thể nói là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Đông Nhan biết địa phương nào có quỷ mẫu yêu thụ,
mà hắn Dương Nghị Vân còn lại là biết như thế nào thu quỷ mẫu hoa nước mắt. Hai người chi gian từ lúc bắt đầu nói là hợp tác, kỳ thật từ lúc bắt đầu liền nghĩ đến lợi dụng đối phương. Dương Nghị Vân yêu cầu Đông Nhan dẫn hắn tìm được quỷ mẫu yêu thụ. Đông Nhan yêu cầu chính là Dương Nghị Vân thu quỷ mẫu hoa nước mắt, lúc sau sao, ở từ Dương Nghị Vân trong tay đánh cướp, không chỉ có muốn đạt được quỷ mẫu hoa nước mắt, còn muốn đạt được Dương Nghị Vân trên người khắc văn đạo phù. Bàn tính như ý ngay từ đầu liền định hảo. Hiện tại sự tình phát triển đang theo hắn Đông Nhan mong muốn phương hướng phát triển. Đến nỗi chân chính đến cuối cùng là cái dạng gì, kia còn không nhất định. Bởi vì Dương mẫu nhân khá vậy không dễ chọc. Hắn đến lúc đó tự nhiên cũng là có thủ đoạn. Hơn nữa nơi này còn có mặt khác không xác định nhân tố tồn tại. Đó chính là Tiên Đan Lâu, Mây Lửa Các, Luyện Tạo Tiên Minh tam đại thế lực. Đông Nhan tự cho là hết thảy đều sớm khống chế, nhưng hắn không biết chính là, tiến đến tam đại thế lực đều có cao thủ xuất động. Sương mù lâm trận pháp có thể vây khốn giống nhau tiên nhân, lại là vây khốn không được cao thủ. Tiên Đan Lâu chờ tam đại thế lực cùng hắn mà đan điện đều là cùng ngồi cùng ăn, thậm chí còn từ trước đến nay không sản với Tiên Đan Thành tranh đấu Luyện Tạo Tiên Minh mới là chân chính thế lực lớn. Luyện Tạo Tiên Minh Kim Quy Tiên Nhân mục đích thực minh xác chính là tiến đến âm thầm trợ giúp Dương Nghị Vân. Đặc biệt sẽ làm Dương Nghị Vân tao ngộ tính kế. Giờ phút này ở quỷ mẫu yêu thụ ở ngoài, với sương mù lâm bên cạnh, tam đại thế lực người nhưng đều đã ra tới, cũng thấy được như hải giống nhau quỷ mẫu yêu thụ ở đại động. Thế nhưng là quỷ mẫu yêu thụ, ha ha, cái này Đông Nhan lão quỷ, trách không được muốn ở sương mù lâm bày ra trận pháp, nguyên lai là không nghĩ làm người phát hiện nơi này có quỷ mẫu yêu thụ tồn tại, bất quá hắn là tính, nho nhỏ sương mù lâm còn vây không được lão phu. Tiên Đan Lâu đại kiếm sư nheo lại mắt nói. Giả Hoa Sen lại là lần đầu tiên nghe được quỷ mẫu yêu thụ, nhịn không được hỏi, kiếm ra ra cái gì là quỷ mẫu yêu thụ, Đông Nhan lão quỷ cùng Dương Nghị Vân kia tiểu tử đều đi vào, chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy khổng lồ thụ ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, sợ là khó đối phó đi. Ha ha, không sao, này quỷ mẫu yêu thụ đích xác khó chơi, nhưng cũng không phải không có biện pháp, bực này yêu thụ đã là tu luyện thành công yêu linh, vạn tái năm tháng giả thực đáng sợ, bất quá lại có bảo bối trong người. Yêu thụ có 9 đóa hoa, hoa trung dựng dưỡng thiên địa tinh hoa, tên là quỷ mẫu hoa nước mắt, chính là luyện chế cao giai tiên đan chủ dược liệu liêu. Chúng ta lần này cũng coi như không đến không, bực này tiên dược nếu có thể được đến, chúng ta Tiên Đan Lâu có thể luyện chế tiên đan đã có thể nhiều, quan trọng nhất chính là quỷ mẫu yêu thụ thụ tâm, kia mới là thế gian tu luyện giả tha thiết ước mơ chí bảo tồn tại, luyện hóa hấp thu, diệu dụng không thể ngôn ngữ, công lực tu vi đại đại tăng lên a. Đi, chúng ta đi vào. Này chờ bảo bối đương phân một ly canh, ha ha ha. Đại kiếm sư dứt lời cười lớn mang theo Giả Hoa Sen bước vào quỷ mẫu thụ trong biển. Bên kia Mây Lửa Các nữ tử áo đỏ thứ năm phó các chủ cảnh sán đồng dạng từ sương mù lâm ra tới thấy được vô biên vô hạn quỷ mẫu thụ hải trầm ngâm nói, Đông Nhan xúc đồ rất lớn, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Dứt lời mang theo một đen một trắng hai cái bà lão đi vào quỷ mẫu thụ trong biển. Chờ hai đám người đều tiến vào quỷ mẫu thụ hải lúc sau. Luyện Tạo Tiên Minh Kim Quy Tiên Nhân mang theo mưa gió lôi điện tứ đại thị vệ xuất hiện. Không thể tưởng được thế nhưng là quỷ mẫu yêu thụ, xem ra Đông Nhan mưu đồ chính là quỷ mẫu thụ tâm A, đảo cũng hảo, bực này yêu linh chi vật, chúng ta Luyện Tạo Tiên Minh cũng đương cắm thượng một chân, đương nhiên đi vào lúc sau, mọi người đều nhớ kỹ, bảo toàn Dương Nghị Vân, cũng không thể làm kia tiểu tử đã chết, hắn phía sau luyện đan sư, đối chúng ta Luyện Tạo Tiên Minh tới nói trợ lực rất lớn. Kim Quy Tiên Nhân nói. Thuộc hạ minh bạch, bốn người cùng kêu lên trả lời. Lúc này quỷ mẫu thụ hải trong vòng, Dương Nghị Vân lấy thanh liên tiên hỏa mở đường, trực tiếp hướng về chỗ sâu trong hướng. Ước chừng ba cái canh giờ lúc sau, ba người trong tầm mắt lại là thấy được nhàn nhạt cam vàng ánh sáng. Ngay sau đó trong tầm mắt rộng mở thông suốt lên, lại là xuất hiện ở một mảnh đất trống bên trong. Ở chỗ này đã không có che trời màu lục đậm lá cây cành che đậy, tựa hồ một chút thấy được thiên nhật. Kỳ thật là thấy được quỷ mẫu yêu thụ tướng mạo sẵn có. Đều không phải là thấy được thiên nhật, mà là bốn phía tản ra cam vàng sắc vầng sáng, nhìn qua tựa hồ phía chân trời chiếu rọi quang mang. Ở phía chân trời phía trên, xuất hiện càng thêm nghiêm mật nhánh cây lá cây che đậy, tựa hồ hình thành một cái cây số đường kính phạm vi không gian. Bọn họ ba người thấy được một gốc cây cũng không tính nhiều thô tráng đại thụ, ước chừng đường kính ở 3 mét bộ dáng. Chủ thụ chính là cơ hồ trong suốt chi cam vàng sắc,
lại là có thể nhìn đến ở bên trong loại, có từng điều thô tráng không đồng nhất giống như mạch máu giống nhau tồn tại. Cái này làm cho Dương Nghị Vân phi thường giật mình. Này rõ ràng giống như là nhân thể mạch máu. Đích xác đây là một gốc cây thành tinh thụ yêu. Trăm trượng phía trên là vô số cành lan tràn đi ra ngoài, nhưng lại tương tự cự rủ giống nhau hình dạng căng ra, hình thành này một phương không gian. Nhìn kỹ đi, nơi này nhánh cây lá cây từ từ, cùng bên ngoài tựa hồ giống nhau, duy độc nhan sắc bất đồng, nơi này nhánh cây lá cây nhan sắc là cam vàng sắc, hơn nữa tản ra nhàn nhạt vầng sáng, chiếu sáng này một phương không gian. Đây là quỷ mẫu yêu thụ bản thể sao? Yến Xích Hà nhịn không được ra tiếng. Hẳn là được. Dương Nghị Vân nói. Như thế nào cảm giác cũng không có gì nguy hiểm đâu. Yến Xích Hà có chút nghi hoặc. Dương Nghị Vân mở miệng nói, cẩn thận một chút đi, càng là không có nguy hiểm, liền càng là càng lớn nguy hiểm tồn tại. Các ngươi xem mặt trên giờ phút này Tuyết Hương mở miệng, ngón tay đỉnh. Dương Nghị Vân cùng Yến Xích Hà ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy được ở từng viên dưa hấu lớn nhỏ đóa hoa, hình dạng như tiểu đèn lồng, đỏ như máu, liền cái thụ nội mạch máu một cái nhan sắc. Ngẩng đầu nhìn lại không nhiều không ít vừa lúc là 9 đóa hoa. Phân bố vị trí xem ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là không giống bình thường, nhìn kỹ đi cư nhiên là cửu cung sắp hàng. Quỷ mẫu yêu thụ mấy đóa hoa, sắp hàng thành cửu cung. Này tuyệt đối không giống bình thường. Mỗi một đóa huyết sắc hoa hồng, hình dạng như tiểu đèn lồng màu đỏ, đều không phải là hoa khai chi trạng. Ngược lại như là một đám trái cây. Kỳ thật Dương Nghị Vân biết đây là 9 đóa hoa. Hơn nữa theo hắn từ kỳ quân đan sách hiểu biết, quỷ mẫu yêu dễ cây bổn sẽ không kết ra trái cây, chỉ nở hoa, hoa nội chính là hấp thu thiên địa tinh hoa quỷ mẫu hoa nước mắt. Cuối cùng là tìm được rồi, hắc hắc, chủ nhân thủ hạ đi cấp chủ nhân mang tới. Yến Xích Hà nói chuyện chung, một cái bước xa mà ra, phi thân dựng lên, thẳng đến trong đó một đóa quỷ mẫu thụ hoa. Vốn dĩ đi, Dương Nghị Vân tưởng nói, trước đừng có gấp, nơi này quá bình tĩnh, này không đúng, nhìn kỹ hắn nói. Kết quả Yến Xích Hà nóng lòng muốn thử. Hảo đi, dù sao phải thử một chút sâu cạn. Cũng liền không ra tiếng, làm Yến Xích Hà đi thử thử. Nhưng là ngay sau đó, dị biến nổi lên. Chỉ gian Yến Xích Hà thân thể mới vừa bay lên, một cái ngón cái thô tráng dây mây liền trống rỗng xuất hiện, trực tiếp quất đánh ở trên người hắn. Ầm vang, răng rắc, a nha ta mẹ. Yến Xích Hà kêu thảm thiết, trực tiếp bị quất đánh bay xuống dưới. Chạm vào một chút tạp mặt đất, dừng ở Dương Nghị Vân trước người. Phốc! Yến Xích Hà há mồm liền phun ra một ngụm lão huyết tới. Dương Nghị Vân vội vàng đi nâng Yến Xích Hà, định nhãn vừa thấy, có một phen buông ra. Thứ lạp! Bởi vì Yến Xích Hà trên người mang điện. Ta sát, là âm lôi a. Ai nha? Yến Xích Hà bị Dương Nghị Vân ném xuống, có quăng ngã đau phát ra một thân kêu thảm thiết. Còn có độc lúc này Tuyết Hương đi qua nói chuyện. Dương Nghị Vân chạm qua Yến Xích Hà thân thể đôi tay, giờ phút này đều là một trận chết lặng, cũng may uy lực không lớn, hắn vận chuyển công pháp lúc sau hóa giải Yến Xích Hà trên người truyền đến âm lôi. Nghe được Tuyết Hương nói có độc, Dương Nghị Vân lại vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Yến Xích Hà giờ phút này sắc mặt đều biến thành cho đen sắc. Tức khắc hắn hít hà một hơi. Phía trước quất đánh Yến Xích Hà dây mây thực quỷ dị, hắn căn bản là không có nhìn ra là từ cái gì phương hướng quất đánh lại đây. Hoàn toàn giống như là trống rỗng xuất hiện một cây dây mây. Hiện tại xem khởi, ngẩng đầu phía trên, bốn phía nơi, không có bất luận cái gì dị tượng, nơi nào còn có thể nhìn đến vừa mới chịu đến Yến Xích Hà quỷ dị dây mây. Ai ai nha đau chết mất. Yến Xích Hà kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Tuyết Hương lại là đối với Yến Xích Hà đánh ra một đạo nhũ sắc ánh sáng, tiến vào trong thân thể hắn. Theo sau nói, đây là âm lôi chi độc, ta giúp ngươi áp chế. Bất quá yêu cầu mau chóng luyện hóa, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Đa tạ chủ mẫu đại nhân, Yến Xích Hà nói lời cảm tạ cường căng ngồi dậy, bắt đầu khoanh chân luyện hóa. Dương Nghị Vân còn lại là nhìn về phía Tuyết Hương hỏi, Tuyết Hương ngươi nhìn đến vừa rồi là chuyện như thế nào sao? Tuyết Hương lắc đầu nói, không thấy rõ, bất quá âm lôi ta lại nhận được, hẳn là quỷ mẫu yêu thụ sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, nơi này cực âm nơi, hấp thu âm sát, chuyển hóa thành âm lôi. Hơn nữa có chứa độc tính. Chúng ta tưởng được đến quỷ mẫu nụ hoa, đầu tiên nếu muốn biện pháp giải quyết âm lôi công kích, hoặc là nói kia chờ quỷ dị dây mây công kích. Đích xác như thế, bất quá ta nhìn, nơi này sợ là không đơn giản có dây mây tồn tại, quỷ mẫu yêu thụ là có tu luyện thành công sinh linh,
đến bây giờ chúng ta đều còn không có nhìn đến chủ thụ có động tĩnh. Theo lý thuyết không nên, kia chủ thân cây nhìn lại, nội có từng điều mạch máu tồn tại, này đã là cực cao tu vi sinh linh mới có thể xuất hiện đặc thù, hiện tại xem ra, này cây quỷ mẫu yêu thụ, cũng không phải là ngàn năm năm tháng tu luyện, sợ là vạn tái đều có, Vương Bát Đản Đông Nhan ở tính kế chúng ta. Dương Nghị Vân trầm giọng mắng Đông Nhan. Hắn cũng nghĩ đến cái gì? Chỉ sợ Đông Nhan cái kia lão tiểu tử, chính là cố ý làm chúng ta tiên tiến nhập nơi này, muốn cho chúng ta đi thu quỷ mẫu hoa nước mắt, đến lúc đó hắn sợ là sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ vậy chút, tức khắc có chủ ý, đối Tuyết Hương nói, chúng ta hiện tại cái gì đều không làm, liền ở chỗ này háo, Đông Nhan cái kia lão bất tử, muốn cho chúng ta liều sống liều chết thu quỷ mẫu hoa nước mắt, ta dám nói chờ chúng ta đều đến tinh bì lực tấn, hoặc là lưỡng bại câu thương, cũng hoặc là thu tới rồi quỷ mẫu hoa nước mắt thời điểm, hắn nhất định sẽ nhảy ra trích quả đào, nếu như thế vậy cố tình không cho hắn như nguyện, chúng ta liền ở chỗ này háo, xem ai háo đến quá ai. Tuyết Hương chung quy là đơn thuần, nghĩ tới phía trước bọn họ ba cái thấy được Đông Nhan cùng hắn hai gã thủ hạ bị nhánh cây vây khốn trường hợp, nhịn không được đối Dương Nghị Vân nói, bọn họ không phải bị nhốt ở sao? Sao có thể lại đây? Chúng ta mục đích nếu là quỷ mẫu hoa nước mắt, vậy thu, ta có thể thử xem đi. Dương Nghị Vân cười cười nói, người vẫn là thiệp thế chưa thâm, không hiểu cái gì kêu ngụy trang, Đông Nhan cái kia lão bất tử, đích xác phía trước là bị nhốt ở, chính là kia vô cùng có khả năng là cố ý ngụy trang mà thôi. Hắn nếu đều biết quỷ mẫu yêu thụ tồn tại, hơn nữa lúc trước cùng chúng ta thương lượng thời điểm, cũng đã nói qua, bọn họ tháo xuống quá quỷ mẫu hoa, chẳng qua nội loại hoa nước mắt không có bí pháp thu, sẽ ở nháy mắt bốc hơi. Cho nên mới yêu cầu cùng chúng ta hợp tác, hiện tại ngẫm lại, hắn tất nhiên là đối nơi này vô cùng hiểu biết, bên ngoài cây mây nhánh cây nghĩ đến là vây không được bọn họ sở dĩ như thế, chính là muốn cho chúng ta trước tiên tiến vào, chờ đến chúng ta đắc thủ lúc sau. Bọn họ sẽ nhảy ra trích quả đào, cho nên chúng ta mới không mắc lừa, liền tại đây chờ háo đi. Tuyết Hương nghe Dương Nghị Vân giải thích lúc sau, nga một tiếng nói, các ngươi nhân loại tâm tư cũng thật phức tạp. Dương Nghị Vân cười cười nói, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau nhất định không thể tin tưởng người. Bao gồm ngươi sao? Tuyết Hương nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân thẳng lăng lăng nói. Khụ khụ, Dương mẫu nhân tức khắc một trận ho khan. Như thế nào có thể bao gồm ta đâu? Chúng ta là bằng hữu, ngươi phải nhớ kỹ ta là trên thế giới này đối với ngươi tốt nhất người, ta giúp ngươi cùng nhau cấp côn bằng chứng độ nhập năng lượng, cũng là ta đem ngươi từ kia đáy hồ mang theo ra tới. Trên thế giới này ngươi không tin bất luận kẻ nào, nhưng là không thể tin tưởng ta, đã biết đi. Dương mẫu nhân đối thiên chân đơn thuần Tuyết Hương bắt đầu tẩy não. Nga, ta sâu trong nội tâm cũng cảm thấy ta phải tin tưởng ngươi, nhưng là loại cảm giác này không quá thoải mái. Tuyết Hương nghiêng đầu nói chuyện. Cái này làm cho Dương mẫu nhân sắc mặt đỏ lên, hắn biết Tuyết Hương sâu trong nội tâm phải tin tưởng chính mình, đây là bởi vì nàng dùng sinh mệnh chi thủy sau, nàng hết thảy sinh tử đều khống chế ở hắn trong tay, nói cách khác hắn chính là Tuyết Hương chủ nhân, cho nên từ linh hồn chỗ sâu trong bắt đầu, Tuyết Hương đều không thể phản bội hắn, tự nhiên phải tin tưởng hắn. Đối Tuyết Hương, Dương mẫu nhân không nghĩ dùng sinh mệnh chi thủy đi ước thúc, cho nên rất ít ở nàng trước mặt lần thứ hai nhắc tới sinh mệnh chi thủy. Cũng không có nói qua sinh mệnh chi thủy bổn ý. Chỉ là hy vọng cái này thiên chân đơn thuần nha đầu, đi theo hắn có thể có một cái tốt kết quả. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hai cái chú định là phân không khai, bởi vì côn bằng chứng hoàn toàn khống chế ở Dương Nghị Vân trong tay. Mà Tuyết Hương này côn long trời sinh chính là côn bằng người theo đuổi người thủ hộ. Đương nhiên đối với Tuyết Hương vấn đề này, Dương mẫu nhân lựa chọn xem nhẹ. Kế tiếp. Hai người liền ở Yến Xích Hà bên người cấp Yến Xích Hà hộ pháp, rời xa quỷ mẫu yêu thụ rất xa, này một phương cây số phạm vi bên cạnh. Dương Nghị Vân tổng cảm giác quỷ mẫu yêu thụ thân cây tương đương nguy hiểm, hắn tâm hồn cảm ứng có thể cảm ứng được này cổ nguy hiểm, dù sao không thể khoảng cách thân cận quá. Đến nỗi phía sau, bọn họ tiến vào nơi này lúc sau, đã sớm phát hiện đã không có đường lui, nơi này có kết giới tồn tại. Hoàn toàn là quỷ mẫu yêu thụ thân cây sinh ra tới cây số phạm vi kết giới cái chắn. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, dù sao cũng không nghĩ nhanh như vậy đi ra ngoài, như thế nào tích cũng muốn bắt được quỷ mẫu hoa nước mắt mới được. Chỉ là quỷ mẫu hoa liền ở trước mắt, hắn không nghĩ làm Đông Nhan cái kia lão bất tử trích quả đào. Hơn nữa kia quỷ dị dây mây có thể trống rỗng xuất hiện, lại mang theo âm lôi âm độc, bị quất đánh ở trên người, tuy rằng không chết được, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu.
hắn nhưng không nghĩ đương coi tiền như rác. Hiện tại hắn liền ôm cây đợi thỏ chờ Đông Nhan cùng hắn hai gã thủ hạ tiến vào, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Thời gian cứ như vậy một phút một giây quá khứ. Bên ngoài, mẫu ngẫu nhiên một cái âm u góc. Đông Nhan cùng hai cái thủ hạ liền ở quỷ mẫu yêu thụ kết giới ở ngoài. Chủ thượng như thế nào không có động tĩnh? Một người thủ hạ mở miệng nói chuyện. Đông Nhan cũng nhíu mày nói, không nên a, liền động tĩnh một tiếng âm lôi, lâu như vậy đều không có động tĩnh, tiểu tử này không phải là sợ hãi quỷ mẫu dây mây quất đánh, không làm đi. Nghĩ đến đây cũng là có khả năng, nơi này là quỷ mẫu yêu thụ kết giới, bảo hộ quỷ mẫu hoa chính là quỷ mẫu dây mây mang theo âm lôi âm độc, lại cũng không phải người bình thường có thể kháng hạ, kia Dương Nghị Vân hẳn là sợ. Một cái khác thủ hạ nói, chủ thượng nếu không thuộc hạ vào xem. Chờ một chút, này quỷ mẫu yêu thụ kết giới, đi vào dễ dàng ra tới khó, ngươi nếu là đi vào có chuyện gì, chúng ta thi cứu đều lão không kịp, đang đợi một cái tiểu chu thiên, nếu là bên trong còn không có động tĩnh, chúng ta ba cái cùng nhau đi vào, chờ đi vào lúc sau, lần này trực tiếp ra tay, chân áp Dương Nghị Vân, nếu kia tiểu tử không làm, trực tiếp chân áp lúc sau, lục soát hắn thần hồn, tự nhiên có thể được đến quỷ mẫu hoa nước mắt. Nếu không phải mở ra quỷ mẫu thụ tâm yêu cầu hoa nước mắt tưới, bổn tọa hà tất như vậy phiền toái, đã sớm xử lý kia tiểu tử, chờ lát nữa đi vào lúc sau, Dương Nghị Vân bên người cái kia yêu tiên ta tới đối phó, các ngươi hai cùng mau chóng bắt lấy Dương Nghị Vân, như thế như vậy. Đi làm. Đông Nhan công đạo hai gã thủ hạ. Hắn hai cái thủ hạ đều là thượng phẩm đại la tu vi, ở Đông Nhan trong lòng, đối phó một cái Dương Nghị Vân chọc chọc có thừa. Cứ việc Dương Nghị Vân bày ra tới thủ đoạn không tầm thường, nhưng chung quy là cái kim tiên mà thôi, liền tính là kim tiên đại viên mãn có thể như thế nào. Liền tính là kim tiên giống như gì, còn có thể nghịch thiên đến cùng hai cái thượng phẩm đại la tiên nhân là địch không thành. Đông Nhan tưởng chính là một chút cũng chưa sai, chính là hắn không hiểu biết Dương Nghị Vân. Một cái tiểu chu thiên thời gian thực mau qua đi, bên trong như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Quỷ mẫu yêu thụ kết giới tuy rằng nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng Đông Nhan ba người lại là biết bất luận kẻ nào đi động quỷ mẫu hoa, đều sẽ đã chịu quỷ mẫu dây mây công kích, đó là bảo hộ quỷ mẫu hoa lực lượng, hơn nữa mang theo âm lôi âm độc. Chỉ cần vừa động, liền có âm sấm vang khởi, bên ngoài nghe được. Nhưng lâu như vậy sau, như cũ không động tĩnh. Lúc này Đông Nhan chờ không được, trầm giọng nói, đi, đi vào, tốc chiến tốc thắng. Là... Ngay sau đó ba người bước vào cam vàng ánh sáng màu vựng bên trong biến mất không thấy. Mà nội loại Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương, Yến Xích Hà ba người ở đà tọa. Hắn quyết tâm chính là không đi động quỷ mẫu hoa, cùng Đông Nhan háo. Chờ Đông Nhan đã đến. Yến Xích Hà âm lôi âm độc đã sớm hóa giải, ba người ngồi ở cùng nhau đà tọa chờ. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương đồng thời mở hai mắt. Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm ngân quang lập lòe, đối với phía trước bỗng nhiên chém qua đi. Đông Nhan lão nhân chờ đã lâu, chảm. Tuyết Hương cũng ra tay khẽ kêu một tiếng một chưởng đánh đi ra ngoài. Chỉ có Yến Xích Hà tu vi so thấp, chờ hai người ra tay lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây. Ầm ầm ầm, kịch liệt không gian vặn vẹo cùng nặng nề tiếng vang triệt này một phương tiểu không gian. Đông Nhan cùng hai gã thủ hạ, vừa mới tiến vào kết giới. Tức khắc liền nghênh đón Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương công kích. Lúc này chính là bị dọa không nhẹ, bọn họ vốn dĩ mưu hoa đi vào lúc sau liền đối Dương Nghị Vân ba người triển khai công kích, không nghĩ tới nhân gia cũng là bực này trong lòng. Ôm cây đợi thỏ, ngược lại liền chờ bọn họ tiến vào, khởi xướng cường đại công kích. Quả thực là đột nhiên không kịp dự phòng. Hấp tấp dưới ứng đối, lại là kém cỏi. Một kích qua đi, Đông Dương ba người ăn không nhỏ mệt. Đông Nhan bị Tuyết Hương một chưởng đánh bay. Dương Nghị Vân nhất kiếm chém ra dùng tới toàn lực, nhất kiếm đem đằng trước một người Đông Nhan thủ hạ cánh tay chặt đứt, một khắc danh xem như tránh thoát một kiếp, có chục bánh xe biến tốc bạo lui đi ra ngoài. Gần một chút, khiến cho Đông Nhan ba người chật vật vô cùng. Nhưng lúc này Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương công kích cũng không có dừng lại, tiếp theo tới rồi. Trong sân biến hóa hoàn toàn vượt qua Đông Nhan đoán trước. Hoặc là nói Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương thực lực có điểm ra ngoài dự kiến. Dương Nghị Vân liền không nói, nhất kiếm chém qua tới, trực tiếp làm hắn một người thủ hạ chặt đứt một tay. Mà Tuyết Hương nhìn như không có gì uy lực một trường, cùng hắn đối đánh, lại là làm Đông Nhan trong lòng chấn động. Đồng dạng tu vi cảnh giới hạ, Tuyết Hương yêu nguyên lực so với hắn hồn hậu một mảng lớn.
cho nên hắn đông nhan hôi hổi bay ngược đi ra ngoài 7-8 mét. Nhìn Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương lần thứ hai ra tay, đông nhan vừa kinh vừa giận, đây là muốn hạ tử thủ a. Hừ, tiểu bối tìm chết. Đông nhan hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái đan dược bình, một viên màu đen đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay, nháy mắt niết bạo. Chỉ nghe chạm vào một chút, đông nhan lòng bàn tay màu đen đan dược liền hóa thành tới khói đen toát ra. Nhưng lại là bao vây ở hắn toàn thân. Dùng nguyên ma đan. Giờ phút này đông nhan giống lớn một tiếng. Hiển nhiên là đối hai cái thủ hạ nói. Lúc này Dương Nghị Vân cảm giác được có chút không thích hợp, hắn là lo lắng Tuyết Hương. Đối mặt đông nhan bực này lão bất tử, thiên chân đơn thuần Tuyết Hương hiển nhiên sợ là muốn có hại. Không khỏi lo lắng. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, xử lý đông nhan tiên nhân này hai cái thủ hạ, liền đi giúp Tuyết Hương. Bất quá đường hắn lần thứ hai xuất kích lúc sau, đông nhan hai gã thủ hạ lại là đã cùng đông nhan giống nhau đồng dạng lấy ra màu đen đan dược niết bạo. Giờ phút này này ba người toàn thân cư nhiên đều mạo màu đen tạp dòng khí. Dương Nghị Vân không có cảm nhận được bọn họ ba cái trên người có cái gì cường đại hơi thở phát ra, nhưng thật ra không biết bọn họ trên người quấn quanh màu đen chi khí là cái gì, không dám dựa thân cận quá, chỉ là đối với trước mắt hai người phát ra một kích. Nhưng lại bị hai người né tránh. Một khắc Tuyết Hương còn lại là trực tiếp công hướng đông nhan. Bất quá giờ phút này lão đông tây đông nhan lại là trực tiếp phi thân nhảy hướng về phía trước mà đi, mà mục tiêu chính thức trên đỉnh đầu một đóa quỷ mẫu hoa. Lại thấy đông nhan vung tay lên trực tiếp đem này một đóa quỷ mẫu hoa cấp hái được xuống dưới, nhưng làm Dương Nghị Vân quỷ dị một chút là, giờ phút này cư nhiên không có dây mây ra tới công kích đông nhan cái này lão bất tử. Không đạo lý a. Dương Nghị Vân trong lòng nghi hoặc hết sức. Trước mặt hắn hai cái đông nhan thủ hạ đồng dạng phi thân dựng lên, từng người trong tay tháo xuống quỷ mẫu hoa. Làm cho là quỷ dị, dây mây đồng dạng không có xuất hiện công kích này hai người. Đây là có chuyện gì? Dương Nghị Vân giờ phút này lòng tràn đầy nghi hoặc, liền tính là Tuyết Hương lại cũng đối một màn này cảm thấy khó hiểu. Bởi vì bọn họ phía trước rõ ràng nhìn đến quá, Yến Xích Hà đi trích quỷ mẫu hoa nước mắt thời điểm bị dây mây trống rỗng xuất hiện, cấp quất đánh ở trên người thảm thiết bộ dáng. Đương nhiên kia chờ trống rỗng xuất hiện dây mây, mặt trên là có âm lôi, bất quá dây mây mặt trên âm lôi là ở quất đánh ở trên người lúc sau mới có thể bùng nổ. Lúc này ngay cả ăn qua mệt Yến Xích Hà ở một bên cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn là ấn tượng sâu nhất. Đương đi tiếp xúc quỷ mẫu hoa thời điểm kia chờ dây mây sẽ trống rỗng xuất hiện công kích. Nhưng là hiện tại đâu? Đông nhan cùng hắn hai cái thủ hạ, không chỉ có không có bị dây mây công kích, căn bản liền không có xuất hiện quá. Trọng điểm là này ba người tất cả đều bắt được quỷ mẫu hoa. Đây mới là đối Dương Nghị Vân ba người đánh sâu vào lớn nhất. Khẳng định là không đúng chỗ nào. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm đông nhan nhìn thoáng qua, giờ khắc này hắn lại là thấy được đông nhan lão gia hỏa này khóe miệng lộ ra âm hiểm cười. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Làm nghĩ tới là chuyện như thế nào? Đông nhan cùng hắn hai cái thủ hạ, phía trước lấy ra nào đó màu đen đan dược. Theo sau không có dùng đan dược nhưng lại lựa chọn niết bạo đan dược. Ở lúc sau ba người trên người liền xuất hiện màu đen dòng khí bao vây ở trên người. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân cơ bản có thể xác định đông nhan cái này lão bất tử ba người niết bạo màu đen đan dược, đúng là màu đen đan dược mới không có người dây mây công kích bọn họ ba người. Lúc này Dương Nghị Vân là càng nghĩ càng không đúng. Như vậy nhẹ nhàng đông nhan cái này lão bất tử liền tháo xuống quỷ mẫu hoa, quá không bình thường. Muốn nói dây mây không có công kích đông nhan ba người là bởi vì màu đen đan dược, như vậy tháo xuống quỷ mẫu hoa này liền có chút không bình thường. Dương Nghị Vân nghĩ đến đông nhan cái này vương bát đản nhất định là có điều đồ, nhưng là giờ phút này Dương Nghị Vân không nghĩ ra được, bọn họ muốn làm cái gì. Nghĩ đến đây sau Dương Nghị Vân trong lòng cảnh giác lên, hơn nữa lớn tiếng đối Tuyết Hương nhắc nhở nói, Tuyết Hương tiểu tâm. Vừa dứt lời Dương Nghị Vân liền nhìn đến. Đông nhan lại là đem trong tay quỷ mẫu hoa ném Tuyết Hương. Lúc này đối với Tuyết Hương tới nói, cơ hồ là theo bản năng đi tiếp, cũng không có tránh né. Bởi vì từ lúc bắt đầu khởi, nàng liền biết Dương Nghị Vân muốn chính là quỷ mẫu hoa nước mắt, mà muốn lấy ra hoa nước mắt, cần thiết muốn bắt đến quỷ mẫu hoa. Cho nên Tuyết Hương ngược lại là trong lòng vui vẻ đi tiếp đông nhan ném qua tới quỷ mẫu hoa. Tuyết Hương không cần đi chạm vào. Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng. Tuy rằng hắn không biết đông nhan cái này lão bất tử vì cái gì muốn đem đổi tay quỷ mẫu hoa ném cho Tuyết Hương, không nghĩ ra trong đó có cái gì miêu nị,
nhưng hắn nghĩ đến nhất định có âm mưu, cho nên giống to. Nhưng Thiên Chân đơn thuần Tuyết Hương căn bản liền không có đi nghĩ nhiều, tùy tay một chảo liền đem Đông Nhan ném qua tới quỷ mẫu hoa lấy ở trong tay. Giờ phút này Dương Nghị Vân đối diện hai cái Đông Nhan thủ hạ, đồng dạng ném ra trong tay quỷ mẫu hoa. Một đóa là đối với hắn, một khác đóa còn lại là đối với Yến Xích Hà mà đi. Dương Nghị Vân tưởng đều tưởng chính là nhất kiếm. Phụt! Ngay sau đó quỷ mẫu hoa bị hắn nhất kiếm chém thành hai nửa. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được quỷ mẫu hoa trong vòng có trong suốt nói tích nháy mắt sái lạc ra tới, bốn phương tám hướng tan đi, nhưng lại ở trong nháy mắt bốc hơi biến mất không còn một mảnh. Bên trong suốt chất lỏng kỳ thật Dương Nghị Vân biết chính là hoa nước mắt, chính là quỷ mẫu hoa hấp thu thiên địa chi tinh khí ngưng tụ ra tới chất lỏng, giống giọt mưa càng quen biết nước mắt. Chỉ cần từ đóa hoa chung rời đi, liền sẽ ở nháy mắt bốc hơi rớt, cho nên yêu cầu đặc thù bí pháp thu. Hoặc là nói muốn từ đóa hoa chung chóc ra tới, chính xác biện pháp là không thể đánh nở hoa đóa, liền phải từ bên trong thu hoa nước mắt. Hơn nữa quỷ mẫu hoa ly thụ lúc sau ở bên trong hoa nước mắt cũng là nhất đối khả năng bảo tồn nửa canh giờ lúc sau đồng dạng sẽ bốc hơi rớt. Này đó đều là Dương Nghị Vân từ kỳ quân đan sách thượng hiểu biết đến. Tự nhiên biết hiện tại loại tình huống này. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ ra, Đông Nhan ba người đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ chính là tưởng lãng phí quỷ mẫu hoa nước mắt? Nếu là như thế này, lãng phí xong rồi, kết quả là hắn cũng không chiếm được a. Có âm mưu nhất định là như thế này. Nghe trong lúc nhất thời Yến Xích Hà cũng một quyền đánh bạo quỷ mẫu hoa. Đến nỗi Tuyết Hương trong tay quỷ mẫu hoa. Lại là nghe được Đông Nhan âm chắc chắc cười nói, bạo. Ngay sau đó Tuyết Hương trong tay quỷ mẫu hoa cũng bạo. Cái này ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Nhan. Giờ phút này Đông Nhan còn lại là ha 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 cười ha hả nói, Dương Nghị Vân tiểu bối có câu nói tặng cho ngươi, gừng càng già càng cay, hảo hảo hưởng thụ quỷ mẫu đằng lợi hại đi, ha ha ha. Đương nhiên tiểu tử ngươi nếu là nói cho lão phu thu quỷ mẫu hoa nước mắt bí pháp, lão phu có lẽ có thể cho các ngươi thiếu chịu điểm tội. Cùng bổn tọa đấu, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm. Vốn dĩ bổn tọa hy vọng ngươi ngoan ngoãn giao ra bí pháp liền suy xét làm quá ngươi, hiện tại xem ra không cho tiểu tử ngươi ăn chút đau khổ, không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết trên người của ngươi còn có khắc văn đạo phù, hiện tại bổn tọa hai dạng đều phải. Dương Nghị Vân nghe cái này lão bất tử nói chuyện, hắn biết cái này lão bất tử quả nhiên có hậu tay. Nghe hắn nói lời nói liền biết đã ngầm hạ ám chiêu. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, toàn bộ tiểu không gian lại là rất nhỏ run rẩy lên. Răng rắc, oanh, a, Yến Xích Hà lại là một thân kêu thảm thiết. Mà hắn cùng Tuyết Hương còn lại là đồng thời nhìn đối phương mở miệng, tiểu tâm. Lúc này, bọn họ cư nhiên thấy được ở đối phương từng người sau lưng xuất hiện dây mây. Rầm rầm, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương cơ hồ đồng thời phản kích. Bộc phát ra ầm vang thanh. Dương Nghị Vân đồ long kiếm trở tay chém tới. Va chạm ở dây mây thượng. Lại là giống như chạm tới rồi mềm thằng thượng, hung mãnh nhất kiếm căn bản liền không phát huy ra tác dụng, ngược lại chính hắn bị dây mây thượng truyền đến âm lôi cấp bổ một chút. Tuy rằng không có cảm thụ nói âm lôi có bao nhiêu đại lực độ, nhưng như cũ cánh tay ở tê dại run rẩy. Tức khắc cũng cảm thụ đại âm lôi theo cánh tay chui vào trong cơ thể. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa công luyện hóa âm lôi chi lực. Đương càn khôn nói nguyên vận chuyển lúc sau, Dương Nghị Vân tặng một hơi. Tuy rằng bực này âm lôi chi lực có độc có ảnh hưởng, nhưng ở hắn nhưng khống trong phạm vi. Ở đi xem Tuyết Hương, chi gian Tuyết Hương giữa mày có phủ văn lập lòe, tựa hồ cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, nhìn qua Tuyết Hương toàn thân bạch quang đại tác phẩm chung, toàn trường cũng có cường đại hơi thở tán phát mở ra. Ngay sau đó Tuyết Hương phát ra một tiếng thét dài, ngao. Lại là ở bạch quang đại tác phẩm chung. Tuyết Hương huyễn hóa ra bản thể. Tức khắc trăm mét dài hơn thân hình xuất hiện. Cường đại yêu khí phóng lên cao, khí thế như hồng. Mà nơi xa, Đông Nhan ba người còn lại là toàn thân như cũ tản ra màu đen dòng khí, tránh ở thật xa chỗ, quỷ dị dây mây không có đối bọn họ tạo thành chút nào thương tổn, hoặc là nói căn bản liền không có công kích bọn họ. Thấy như vậy một màn, Dương Nghị Vân có chút minh bạch. Đông Nhan cái này lão bất tử niết bạo màu đen đan dược hẳn là chính là tránh né bực này quỷ dị dây mây. Mà hắn cùng Tuyết Hương ba người đánh vỡ quỷ mẫu nụ hoa lại là nào đó dây mây công kích cơ hội, hiện tại hắn cùng Yến Xích Hà, Tuyết Hương ba người trở thành dây mây công kích đối tượng cái kia.
đây là Đông Nhan lợi dụng đối nơi này biết rõ cố ý đối bọn họ ba cái đảo hạ hố. Tới rồi nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân vốn dĩ cho rằng dây mây chính là lần này không có, một bước bước ra tới rồi Yến Xích Hà bên người, đi xem Yến Xích Hà, Tuyết Hương hóa ra bản thể lúc sau không hề nghi ngờ sẽ rất cường đại, hắn tạm thời không cần đi lo lắng, duy nhất lo lắng chính là Yến Xích Hà. Thứ này dù sao cũng là sơ phẩm kim tiên, đối với bực này quỷ dị đằng điều sức chống cự vẫn là kém rất nhiều, lại một lần bị đánh bại trên mặt đất. Dương Nghị Vân nghĩ vẫn là đem Yến Xích Hà thu vào càn khôn hồ không gian đi, nếu không kế tiếp còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Yến Xích Hà là hắn cái thứ nhất tiên giới người hầu hắn nhưng không hy vọng hiện tại liền quải rớt. Nhưng mà liền ở hắn vừa muốn xem Yến Xích Hà là lúc, đột nhiên tim đập nhanh hơn lên, cảm giác đỉnh đầu phía trên có dị động. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng liền đệ nhất lăn, nắm lấy Yến Xích Hà đem hắn đưa vào càn khôn hồ không gian, lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Dương Nghị Vân lại là cả người đại chấn, tại đây một khắc ra đầu đều tê dại lên. Bởi vì hắn thấy được rậm rạp dây mây lập lòe xuất hiện, mỗi một cái dây mây đều lập lòe không chừng hình thái, một hồi có thể nhìn đến, trong chốc lát nhìn không tới, nhưng ở một chút khác liền sẽ xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nhiều như vậy quỷ dị dây mây, trống rỗng xuất hiện. Mục tiêu tất cả đều là hắn cùng Tuyết Hương. Thực rõ ràng là có nhằm vào. Đông Nhan cùng hắn hai cái thủ hạ, toàn thân mạo hắc khí, chút nào không chịu dây mây ảnh hưởng. Dương Nghị Vân biết hắn cùng Tuyết Hương bị Đông Nhan cái này lão bất tử cấp âm. Còn hảo hắn giờ phút này đem Yến Xích Hà cấp thu vào càn khôn hồ không gian, hiện tại liền dư lại hắn cùng Tuyết Hương nhưng thật ra có thể toàn lực ứng đối kế tiếp trận chiến đấu này. Răng rắc lôi điện tiếng động. Vang vọng ở toàn bộ tiểu không gian. Quỷ dị dây mây lập lòe bất đồng phương vị xuất hiện, căn bản liền không thể nhìn đến có bao nhiêu điều dây mây. Dù sao hắn ngẩng đầu đi xem, ở hắn cùng Tuyết Hương bốn phía tất cả đều là âm lôi lập lòe dây mây. Giờ khắc này Dương Nghị Vân ra đầu tê dại, có chút không biết như thế nào ứng đối. Cho rằng tứ phía bốn phương tám hướng tất cả đều là. Dưới loại tình huống này, hắn có thể làm cũng chỉ là ở vào bản năng phản kích. Trong tay đồ long kiếm múa may xuất hiện, tận lực làm được toàn phương vị phản kích. Ầm ầm ầm, răng rắc sát, thật lớn va chạm cùng âm lôi tiếng động nổ vang dựng lên. Ở ngay lúc này Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được cảm giác vô lực. Bởi vì hắn phát hiện căn bản liền không có biện pháp làm được vô góc chết phòng ngự phản kích. Chủ yếu là trống rỗng xuất hiện dây mây quá nhiều. Hơn nữa phòng không thể phòng. Không chỉ có như thế hắn xuất kích lúc sau va chạm ở dây mây. Luôn là sẽ bị dây mây thượng âm lôi truyền lại trong người, trực tiếp chính là bị sét đánh. Sau quá còn lại là, hắn toàn thân chết lặng. Dưới loại tình huống này, Dương Nghị Vân vô cùng buồn bực. Quả thực là trêu chọc thượng U Linh giống nhau. Đối mặt bực này dây mây căn bản liền sử không thượng lực. Đây là một loại đánh không được mắng không được buồn bực. Hơn nữa có hại vẫn là chính mình. Chỉ cần âm lôi nhập thể còn chưa tính, cùng với còn có độc tính. Có thể làm người chết lặng. Thiếu một ít nhưng thật ra hảo thuyết, hắn vận chuyển công pháp đều có thể luyện hóa. Nhưng là nhiều nói, cũng có ảnh hưởng. Răng rắc sát. Trọng điểm là bực này quỷ dị dây mây công kích, quả thực vô cùng vô tận, không ngừng công kích dựng lên. Làm Dương Nghị Vân trong lúc nhất thời chật vật vô cùng. Răng rắc. Ngay sau đó Dương Nghị Vân một tiếng kêu rên, thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất. Sau lưng bị dây mây vững chắc quất đánh một kích. Hắn ngàn phòng vạn phòng không chịu nổi dây mây quỷ dị, công kích thời điểm trống rỗng xuất hiện, cũng tới rồi hiện tại thành rậm rạp công kích. Dương Nghị Vân quất đánh một kích, không ngoài ý muốn. Lúc này hắn là thiệt tình thực buồn bực. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trừ trừ miệng, đem tiên y triệu hoán ra tới. Hắn vẫn là có chút của cải. Cái này tiên y là từ kỳ quân đan động được đến, luyện hóa lúc sau liền ở trên người, bình thường đều là ở trong cơ thể dưỡng dưỡng. Phía trước nghĩ dùng thân thể ngăn cản, hiện tại không được. Tuy rằng bị dây mây quất đánh không muốn sống, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Có tiên y phòng ngự liền tính nơi trốn bị đánh tổng có thể dễ chịu điểm. Dụng tâm khiếu cảm ứng tránh né dây mây công kích. Liền ở hắn ăn một mệt lúc sau, trong tai nghe được Tuyết Hương truyền âm. Dương Nghị Vân rất muốn nói hắn vẫn luôn ở dụng tâm khiếu cảm ứng, nhưng lại coi chăng không thế nào dùng được, bởi vì dây mây công kích trống rỗng mà đến. Không chỗ không ở, căn bản liền không có biện pháp đi cảm ứng. Tưởng phản bác một câu Tuyết Hương, nhưng lại ở thời điểm này hắn thấy được Tuyết Hương bơi lội khổng lồ vô cùng thân hình xoay quanh tới rồi hắn đỉnh đầu phía trên.
tức khắc trăm mét dài hơn thân hình bơi lội xuống dưới, đem hắn bao vây ở bên trong. Giờ khắc này Dương Nghị Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, quỷ dị dây mây công kích không thấy. Hắn biết Tuyết Hương ngăn cách hết thảy hơi thở, đem hắn bảo hộ ở nàng khổng lồ vô cùng thân hình dưới. Như là một con rắn giống nhau xoay quanh xuống dưới, hình thành một cái mười mấy mét lớn nhỏ không gian, Dương Nghị Vân liền đang ở trong đó. Mà giờ phút này Tuyết Hương còn lại là nâng lên tới thật lớn đầu giống giật, toàn thân quang mang đại tác, đem bốn phương tám hướng dây mây công kích tất cả đều kháng xuống dưới. Một màn này làm Dương Nghị Vân thực cảm động, cũng lo lắng Tuyết Hương. Tuyết Hương ngươi không cần phải xen vào ta có thể kháng trụ. Dương Nghị Vân nhìn thấy Tuyết Hương bảo hộ chính mình, nhịn không được lớn tiếng mở miệng. Đối với hắn tới nói, một đại nam nhân phải bị một nữ nhân bảo hộ, đây là không thể tiếp thu. Tuy rằng Tuyết Hương là yêu tiên, kia cũng không thể tiếp thu. Dương Nghị Vân nghĩ chính mình đường đường nam nhi, như thế nào có thể làm một nữ nhân bảo hộ trong người khu dưới. Trong lòng không thoải mái, đại nam tử chủ nghĩa cũng tại đây một khắc bạo phát. Bất quá chờ hắn nói xong lúc sau, lại là nghe được Tuyết Hương đáp lại nói, này đó dây mây quất đánh đối ta vô dụng, ta có thể bảo hộ ngươi, nhưng luôn là như vậy đi xuống, không phải biện pháp, nơi xa Đông Nhan ba người còn ở như hổ rình mồi, bọn họ ba người ở một bên đối chúng ta tới nói chính là đại nguy hiểm. Ngươi hiện tại nhanh lên cảm thụ tâm hồn cảm ứng, ngươi xử lý giải tâm hồn cảm ứng còn xa xa không đủ. Người muốn cảm ứng được biết trước nông nỗi mới có thể ở này đó quỷ dị dây mây công kích hạ, ứng đối mặt khác sự. Nghe Tuyết Hương nói chuyện, Dương Nghị Vân bình tĩnh xuống dưới, cũng có chút hổ thẹn, tại đây loại hoảng loạn hoàn cảnh hạ, hắn cư nhiên còn không có một nữ nhân bình tĩnh, rối loạn một tấc vuông. Đích xác Tuyết Hương phân tích hoàn toàn chính xác. So sánh với quỷ dị dây mây, tránh ở nơi xa Đông Nhan ba người mới là đại nguy hiểm. Cho nên Tuyết Hương nói rất đúng. Đầu tiên hắn phải có thể ứng đối dây mây năng lực, mà cái này ứng đối năng lực chính là tâm hồn cảm ứng. Dựa theo Tuyết Hương ý tứ, hắn tâm hồn cảm ứng còn có đạt tới tùy tâm nông nỗi, cho nên làm hắn cẩn thận cảm thụ một chút tâm hồn. Dương Nghị Vân cũng biết chính mình ở vừa mới rối loạn một tấc vuông, tâm loạn, tự nhiên cái gì đều làm không tốt, đừng nói gì đến cảm ứng. Tuyết Hương tu vi so với hắn cao, tâm hồn cũng là sinh ra đã có sẵn thiên phú thần thông. Nàng tuy rằng ở thiệp trên đời không có gì kinh nghiệm, nhưng ở tu luyện chi đạo những việc này thượng, nhất định so với hắn kiến thức quảng. Cho nên Dương Nghị Vân nghe xong Tuyết Hương kiến nghị, hít sâu một hơi đứng ở tại chỗ nhắm lại hai mắt cẩn thận đi thể ngộ chính mình tâm hồn biến hóa. Hắn càng minh bạch, trước mắt cục diện đối hắn cùng Tuyết Hương tới nói phi thường bất lợi, nơi này trừ bỏ Đông Nhan ba người, vẫn là quỷ mẫu yêu thụ tồn tại nơi. Quỷ mẫu yêu thụ cho tới bây giờ. Còn không có chân chính có cái gì đại động tĩnh, điểm này phi thường không hợp lý. Yêm nói bọn họ làm ra lớn như vậy động tĩnh, quỷ mẫu yêu thụ đã sớm hẳn là có điều động tác, nhưng không có. Ngay cả quỷ dị xuất hiện dây mây, đều là lão bất tử Đông Nhan cố ý xúc động quỷ mẫu hoa lúc sau dẫn phát. Chân chính quỷ mẫu yêu thụ, nghĩ đến muốn so dây mây càng khủng bố, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, còn không có xuất hiện. Hiện tại cách thật xa nhìn lại. Chính là một gốc cây cơ hồ trong suốt nội có mạch máu cổ thụ. Nhìn thực quỷ dị, nhưng không động tĩnh. Này có lẽ là còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Bất quá có Đông Nhan cái này lão bất tử ở đây, Dương Nghị Vân thực lo lắng, kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì biến cố. Cho nên hắn hiện tại hàng đầu chính là trước ứng phó ở này đó dây mây chung như thế nào có thể có ứng đối phương pháp. Tuy rằng mặc vào tiên y, nhưng cũng chỉ có thể làm được phòng ngự. Cũng không thể ứng đối cuồn cuộn không ngừng công kích dây mây. Lúc này Tuyết Hương kiến nghị là vô cùng chính xác. Đương hắn nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào trong tim lúc sau, lúc ấy lần đầu tiên tìm Yến Xích Hà xác minh cái loại cảm giác này lại lần nữa xuất hiện. Vô biên trong bóng đêm, Dương Nghị Vân thấy được thật lớn vô cùng bạch quang thể. Hắn biết nếu là Tuyết Hương bản thể, như cũ cùng lần trước giống nhau, hắn có thể cảm giác đến phạm vi là trăm mét phạm vi. Trăm mét trong vòng. Dương Nghị Vân trừ bỏ cảm ứng được Tuyết Hương ở ngoài, còn phát hiện một cái bạch quang tồn tại. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cả người chấn động. Hắn biết này đó bạch quang điểm hẳn là chính là dây mây. Chẳng qua ở hắn cảm giác chung, này đó đều chỉ là quang điểm. Không có hình dạng. Nguyên nhân này Dương Nghị Vân rõ ràng đây là bởi vì hắn tâm hồn cảm giác mới là mới vừa mở ra, còn chưa đủ cường đại nguyên nhân, nếu không nên cảm ứng sẽ càng rõ ràng. Dựa theo Tuyết Hương cách nói, hắn tâm hồn còn có thể tại tiến thêm một bước.
đến nỗi như thế nào đi tiến bộ, phải nhờ vào chính hắn. Tâm hồn chi thiên phú, ở vào trái tim, trọng điểm vẫn là muốn từ trái tim vào tay. Từ lần trước đến một giọt thần ma điều tinh huyết sau, hắn liền phát hiện chính mình trái tim cùng trước kia có bất đồng, nhưng là cụ thể là địa phương nào bất đồng, hắn cũng không có thời gian đi chân chính quan sát quá, cũng không có đi thâm nhập hiểu biết. Giờ phút này xem như bị buộc tới rồi góc tường, không được cũng phải thượng đi xem. Hắn muốn nghiên cứu một chút, chính mình trái tim rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ. Tạm thời bên ngoài có tuyết hương bảo hộ, đảo cũng không có việc gì, Dương Nghị Vân tâm thần chìm vào trong tim lúc sau, cẩn thận đi hiểu được, trừ bỏ có thể ở vô biên hắc ám nhìn đến này đó điểm trắng ở ngoài, tựa hồ cũng không có gì khác biến hóa. Cùng lần đầu tiên xác minh thời điểm giống nhau như đúc, căn bản liền không biến hóa. Đây là có chuyện gì? Mặc kệ hắn từ bất luận cái gì góc độ đi xem, cẩn thận đi thể ngộ, đều không có cái gì biến hóa phát sinh. Dương Nghị Vân cảm thấy nhất định là địa phương nào không đúng. Chỉ là hắn một chốc một lát không nghĩ ra được, rốt cuộc là địa phương nào không đúng. Đương nhiên hắn cũng biết càng là lúc này liền càng là không thể sốt ruột, nếu không tại đây chờ vấn đề thượng căn bản là sẽ không có thu hoạch. Cẩn thận từ đầu tới đuôi đang ngẫm lại. Ngẫm lại tuyết hương đối hắn giảng thuật, tâm hồn cảm ứng là từ trái tim bắt đầu. Đó chính là nói trái tim là căn nguyên. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới, bực này năng lực, là ở ngày đó tu luyện thời điểm thần ma điều một giọt tinh huyết tiến vào hắn trái tim sau mới có tâm hồn bực này cảm giác năng lực. Trong giây lát nghĩ đến trái tim, máu thời điểm, Dương Nghị Vân trong óc ầm vang một chút. Rốt cuộc đã biết địa phương nào không đúng. Máu. Đối nhất định là máu. Nhân thể toàn thân cung huyết khởi nguyên chính là trái tim. Mà trái tim liên tiếp toàn thân các nơi mạch máu, tương đương là thân thể căn nguyên nơi. Ở trước kia tuy rằng cũng rèn luyện tu luyện, càng có tương ứng càn khôn tôi thể quyết, nhưng chỉ là cho rằng tôi thể tu luyện chính là cường hóa thân thể mà thôi. Đem thân thể rèn luyện đến kim cương bất hoại trình độ liền thân thể tu luyện. Đối với thân thể tu luyện từ nay về sau liền càng là không có đi chú ý, bởi vì hắn cảm thấy thân thể tu luyện đến cuối cùng, hoàn toàn không có là tác dụng. Vì cái gì Dương Nghị Vân sẽ có bực này ý tưởng đâu? Khi đó bởi vì, đệ nhất rèn luyện thân thể điều kiện thực gian nan, thực hà khắc, cái gì dùng nước lửa rèn luyện a, lôi điện rèn luyện từ từ. Muốn dựa ngoại giới rèn luyện tới rèn luyện thân thể, thả không phải tìm kiếm ngoại lực có thể hay không tìm được, lại còn có rất nguy hiểm, này cũng liền thôi, mấu chốt rèn luyện lúc sau không nhất định là có thể dùng được. Thân thể tu luyện rèn luyện đến cuối cùng, căn bản liền rất khó lại tiến thêm một bước. Ở một cái phương diện, hắn năm đó ở tu chân giới rèn luyện thân thể rất cường đại, nhưng thì tính sao đâu. Đương đụng tới pháp lực cường đại, thần thông cường đại cao thủ trước mặt, nhân gia thường thường một kích cường đại thiên phú thần thông là có thể oanh khai thân thể, có chút thậm chí căn bản là đương không dưới nhân gia thần thông pháp thuật. Liền kia hiện tại tới nói, hắn căn bản không dám dùng thân thể đi đương quỷ dị dây mây, bởi vì ngăn không được, cho nên hắn mặc vào tiên y. Đương nhiên đây là hắn trước kia ý tưởng cùng nhận chi, cho rằng tu luyện thân thể vô dụng, còn không bằng nghiên cứu một môn thần thông pháp thuật tới lợi hại. Rốt cuộc thân thể là nhằm vào cận chiến đấu. Ai không có chuyện gì, cùng tiên nhân quyết đấu cận chiến đấu đi. Ở nhân gia cường đại thần thông đạo thuật trước mặt, kim cương chi thân đều có thể cho người oanh kích thành cặn bã. Hơn nữa hắn sở kết thúc tu luyện giả, từ tu chân giới đến tiên giới. Tựa hồ căn bản liền không có một cái chuyên nghiệp tu luyện thân thể tồn tại. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân phát hiện tựa hồ chính mình đối thân thể tu luyện tiến vào một cái lầm khu. Bởi vì mặc kệ là như thế nào phương thức rèn luyện thân thể, cuối cùng căn nguyên đều không rời đi máu vận chuyển, cũng hoặc là trái tim cung ứng. Mà trái tim có thể xuất hiện tâm hồn cảm ứng bực này năng lực, đã nói lên ở thân thể phương diện đồng dạng có cường đại thiên phú thần thông tồn tại, đương nhiên nói thần thông khả năng không quá chuẩn xác. Nhưng chính là như thế. Trái tim quan trọng sao? Rất quan trọng. Có thể nói trái tim là thân thể căn bản. Cho nên Dương Nghị Vân giờ phút này như là thấy được ở thân thể thượng tựa hồ sắp mở ra một phiến tân đại môn, bất quá như thế nào đi mở ra, đây là một cái mơ hồ ý tưởng. Nhưng mà loại này ý niệm xuất hiện lúc sau, hắn trái tim liền nhanh hơn nhảy lên tần suất, này thuyết minh, hắn nghĩ đến kết quả này là chính xác. Người không biết trong lòng biết nói. Thân thể, máu, trái tim, thần thông. Này đó từ ngữ dần dần ở hắn trong óc hình thành, như là muốn liên tiếp lên. Chính là kém một chút cái gì. Tại hạ một khắc Dương Nghị Vân linh quang chợt lóe,
hắn nghĩ tới một cái từ ngữ công pháp. Rèn luyện thân thể công pháp. Tu luyện là yêu cầu công pháp, thân thể rèn luyện đồng dạng yêu cầu công pháp. Đây là một cái môi giới cơ hội. Cũng là một phen chìa khóa. Mở ra thân thể bí mật chìa khóa. Hắn có rèn luyện thịt xã công pháp, là lúc trước trong đầu đột nhiên toát ra tới, nhưng khi đó lão nhân nói qua, đó là càn khôn hổ ban cho hắn thân thể công pháp, càn khôn tôi thể quyết. Chẳng qua Dương Nghị Vân đã thật lâu không có đi tu luyện qua. Hơn nữa ở tu chân giới thời điểm, hắn đã đem thân thể rèn luyện tới rồi lưu ly chi cảnh, đạt tới lúc ấy rèn luyện độ cao. Hiện tại tới rồi tiên giới lúc sau, thực rõ ràng tu chân giới sử dụng rèn luyện công pháp đã không thích hợp hiện tại sử dụng. Giờ phút này hắn đã phi thăng thành tiên. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân nghĩ tới càn khôn chi linh. Càn khôn ra tới, ta yêu cầu rèn luyện thân thể công phu. Dương Nghị Vân nghĩ đến lúc sau lập tức câu thông càn khôn chi linh. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra không ngu ngốc, ta còn tưởng rằng ngươi không để bụng thân thể rèn luyện đâu. Càn khôn chi linh tựa hồ biết Dương Nghị Vân trong lòng suy nghĩ cái gì. Thành tiên lúc sau khả năng tiếp tục tu luyện thân thể. Ngươi đối tu luyện thân thể hiểu biết nhiều ít, có hay không ở tiên giới cái này giai đoạn tu luyện thân thể công pháp? Dương Nghị Vân một hơi hỏi ba cái vấn đề. Tiểu tử ngươi cái gì cấp? Một đám trả lời ngươi. Càn khôn chi linh lười biếng nói chuyện. Vô nghĩa, ngươi không biết hiện tại ngoại giới tình huống như thế nào sao? Ta cần thiết nghiên cứu thấu tâm hồn vận dụng, hiểu biết liền cái gì nói thẳng. Dương Nghị Vân không có cùng càn khôn linh khách khí. Thiết, yên tâm bảo hộ người tiểu côn long thực lực không tồi, tạm thời sẽ không có việc gì. Càn khôn chi linh nói thầm một câu, nhưng cũng biết Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương vị trí hoàn cảnh, nói tiếp, công pháp cùng ngươi tu luyện càn khôn tạo hóa công giống nhau, đều là thăng cấp bản. Tự nhiên là càng vì toàn diện rèn luyện công pháp, hiện tại liền cho ngươi tiểu tử. Đối với thân thể tu luyện gì đó, ngươi hỏi ta một cái pháp khí chi linh không phải là hỏi không sao. Tuy rằng đối với các ngươi nhân tộc thân thể không hiểu, nhưng là ta nhớ rõ sáng tạo ta lão chủ nhân nói qua một đoạn về thân thể nói chuyện phiếm, cụ thể là nói cái gì, thời gian lâu lắm ta nhớ không rõ, bất quá có một câu ta nhớ rất rõ ràng. Nhớ rõ lão chủ nhân nói qua, nhân loại thân thể chính là một cái đại bảo khố. Trái tim cùng pháp lực tu luyện ra tới nói nguyên giống nhau, thậm chí có thể nói càng thần bí, nếu có thể có thành tựu, chút nào sẽ không so pháp lực tu luyện kém. Cho nên tiểu tử ngươi chú ý thân thể tu luyện cái này phương hướng là không sai, đến nỗi mặt khác ta liền không thể giúp ngươi cái gì, thân thể công pháp cho ngươi, chính mình đi nghiên cứu đi. Tuy càn khôn hồ dứt lời Dương Nghị Vân trong óc nghiêm nhiều chỗ một ít tin tức, cẩn thận quan khán một chút, đúng là càn khôn tôi thể quyết công pháp, so với trước kia càng thêm đơn giản. Lại là càng huyền diệu. Như cũ là ở tu chân giai đoạn tu luyện quá cơ sở thượng có thể tu luyện, cái này làm cho Dương Nghị Vân hoài nghi có phải hay không càn khôn chi linh đã sớm chuẩn bị tốt. Dù sao với hắn mà nói là chuyện tốt, không có trước kia phân chia như vậy phức tạp, càng thêm thuần túy, chính là một đoạn rèn luyện công pháp, nhưng lại có thể nghĩ càng huyền ảo. Bất quá với hắn mà nói vậy là đủ rồi, tạm thời có thể thúc giục công vận chuyển liền có thể. Đến nỗi mặt khác ngày sau lại đến là thời gian tới nghiên cứu. Hắn trước mắt yêu cầu chính là vận chuyển rèn luyện lộ tuyến, tới thấy rõ máu ở toàn thân vận chuyển tình huống, cuối cùng trở về trái tim tình huống sẽ là cái dạng gì. Nếu là trái tim cùng máu chi gian hình thành thật sự như chính mình phỏng đoán như vậy tâm hồn cảm ứng năng lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Mà trọng điểm là, hắn cũng đem mở ra một phiến thân thể tu luyện đại môn. Này đối với hắn ngày sau tu luyện chi lộ. Đem có trọng đại ý nghĩa. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân dựa theo càn khôn hồ chi linh truyền đến thăng cấp bản càn khôn tôi thể quyết bắt đầu vận chuyển tu luyện. Đương rèn luyện công pháp vận chuyển lúc sau, Dương Nghị Vân lại là trong lòng nhẹ di một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại tôi thể công pháp vận chuyển lúc sau, cùng trước kia ở tu chân giới thời điểm tu luyện rèn luyện công pháp đích xác có rất lớn bất đồng. Trước kia tôi thể thời điểm, luôn là sẽ cảm nhận được kỳ kinh bát mạch dòng khí lưu động dựng lên. Mà lúc này hắn dựa theo càn khôn chi linh thăng hoa vận chuyển tôi thể công pháp thời điểm, lại là cảm nhận được máu ở lưu động. Đương nhiên người chỉ cần là tồn tại, bất luận cái gì thời điểm máu đều là ở lưu động. Chẳng qua giờ phút này máu lưu động Dương Nghị Vân cảm nhận được lại là so trong kinh mạch dòng khí muốn trước thượng một bước. Kỳ kinh bát mạch vận chuyển dòng khí trọng điểm chính là tu luyện nội đan phương pháp lộ tuyến. Nhưng chỉ cần là công pháp vận chuyển, kinh mạch đầu tiên sẽ vận hành.
Giờ phút này Dương Nghị Vân cảm nhận được mạch máu trung máu lưu động so với bình thường dưới tình huống đều phải mau thượng rất nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu rèn luyện cùng nội đan tu luyện phương thức đi chính là bất đồng lộ tuyến. Như vậy có thể hay không càng thêm thuần túy một ít. Làm tôi thể cùng nội tu phương pháp các tu các. Tuy rằng trước kia tu luyện tôi thể thời điểm kinh mạch cũng ở vận hành, ổn định vững chắc không ra quá cái gì đường rẽ. Mà hiện tại, Dương Nghị Vân lại là đột phát kỳ tưởng, chuẩn bị nếm thử một chút, tôi thể công pháp vận chuyển thời điểm, liền ấn tìm máu lưu động tới tu luyện, đem kinh mạch này một cái hoàn toàn từ bỏ. Tới một lần thuần túy tôi thể tu luyện. Càn Khôn Chi Linh cũng nói qua nó lão chủ nhân, cũng chính là sáng tạo Càn Khôn Hồ Người, nói qua một câu, nhân tộc thân thể cũng là đại bảo khố, hơn nữa trái tim càng là cùng cấp với trong cơ thể nói nguyên giống nhau tồn tại. Này nói cách khác, trái tim vô cùng có khả năng trở thành đạo thứ hai nguyên, trở thành thân thể một đạo nói nguyên tồn tại. Nếu thật là nói vậy, Dương Nghị Vân rất khó ngẫm lại ngày sau chính mình tu luyện đại đạo, sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng nghĩ đến thực lực tất nhiên có thể đại đại tăng lên. Nói nguyên a, mỗi người chỉ có thể có một cái, nhưng một khi, một người trong cơ thể đồng thời có được hai cái nói nguyên đâu. Không cần tưởng đều đem sẽ có biến hóa long trời lở đất. Dương Nghị Vân cảm thấy này hành. Bởi vì nói nguyên cùng trái tim là hoàn toàn bất đồng chiêu số, hai người hư thật chi gian sẽ không có xung đột. Đến lúc đó, nội tu trong vòng có nói nguyên, thân thể trong vòng có trái tim. Hai cái hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống có lẽ sẽ ở trên người hắn ra đời. Hắn khát vọng có được cường đại vô cùng lực lượng. Giờ phút này cái này ý tưởng toát ra tới sau, ở Dương Nghị Vân nội tâm bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Hắn lập tức quyết định thử xem. Trong lòng vừa động hoàn toàn cắt đứt nội tu càn khôn công vận chuyển, kinh mạch dòng khí cũng biến mất. Mà dư lại đó là máu đơn độc vận chuyển. Dương Nghị Vân có thể thúc giục tôi thể công pháp. Hiện tại đi cảm thụ mạch máu giữa dòng động máu tốc độ, càng thêm rõ ràng lên. Nếu nói bình thường dưới tình huống nhân thể máu lưu động tốc độ là một thành nói, vừa mới lần đầu tiên thúc giục tôi thể công pháp sau máu lưu động tốc độ xem là tam thành. Đương nhiên nếu không phải hắn cố tình đi cảm thụ là có thể xem nhẹ bất kể. Mà tình huống hiện tại là, hắn đem kinh mạch vận chuyển hoàn toàn phong bế lúc sau, đơn thuần vận chuyển tôi thể công pháp lúc sau. Máu ở mạch máu giữa dòng động tốc độ một chút đạt tới 10 thành cực nhanh lưu động tốc độ. Cái này tốc độ Dương Nghị Vân đã rõ ràng cảm nhận được. Phi thường kỳ diệu cảm giác. Máu ở mạch máu lưu động, chảy xuôi vận chuyển ở toàn thân các nơi, có tê tê dại dại cảm giác, không có bất luận cái gì không phải tình huống xuất hiện, ngược lại làm Dương Nghị Vân cảm nhận được phi thường thoải mái. Hắn cẩn thận cảm thụ dưới sở hữu máu đều thông qua, mao tế mạch máu lưu động hội tụ ở động mạch chủ. Lúc sau tiến vào trái tim. Đường máu lưu chuyển tiến trái tim lúc sau, càng thêm kỳ diệu cảm giác xuất hiện. Chạm vào nhảy lên ngược lại là chậm lại, nhưng lại mỗi một chút nhảy lên càng thêm có lực lượng cảm xuất hiện. Dương Nghị Vân cảm giác máu lưu động tốc độ còn không có đạt tới chính mình thừa nhận cực hạn. Có lẽ còn có thể nếm thử ở đi mau một chút. Hắn muốn nhìn một chút chờ máu ở toàn thân mạch máu lưu động tốc độ đạt tới nhanh nhất thời điểm, cuối cùng trở lại trái tim thời điểm. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ sẽ có kinh hỉ chờ chính mình cũng nói không chừng. Giờ này khắc này Dương Nghị Vân vì chính mình cái này điên cuồng ý tưởng cảm thấy sợ hãi đồng thời lại cũng tràn ngập hưng phấn. Bởi vì một cái thường thức là hắn biết đến. Đó chính là nhân thể mạch máu kỳ thật là thực giòn mềm, chính là nói máu lưu động quá nhanh thời điểm, mạch máu sẽ bạo. Một khi toàn thân mạch máu bạo liệt, sẽ là cái gì hậu quả hắn biết rõ. Bất quá hắn nội tâm nói cho hắn, có lẽ cái này điên cuồng quyết định là cái không tồi lựa chọn. Bởi vì lý luận đi lên nói, tôi thể lộ tuyến bản thân liền không nên là dựa vào kinh mạch, mà là hẳn là lấy mạch máu máu là chủ. Nguyên động lực bùng nổ hẳn là trái tim mới đúng. Hơn nữa vừa mới máu ở mạch máu trung lưu động, cho hắn phi thường thoải mái cảm giác, một chút đều không có không khỏe xuất hiện. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân lần thứ hai thúc giục công. Dù sao hắn cảm giác được công pháp vận chuyển không có đạt tới cực hạn. Ngay sau đó lần thứ hai thúc giục lúc sau, máu lưu chuyển tốc độ lại lần nữa phiên bội. Đạt tới 20 lần. Toàn thân lưu động phản hồi trái tim, giờ phút này trái tim nhảy lên ở một lần thả chậm. Vẫn là không đủ. Dương Nghị Vân lại lần nữa thúc giục. Máu lưu chuyển 30 lần. 40 lần, 50 lần, 80 lần. Vẫn luôn đạt tới 90 lần thời điểm. Dương Nghị Vân rốt cuộc cảm nhận được khác thường tồn tại.
Giờ phút này hắn cảm nhận được toàn thân máu tương tự ở toàn thân mạch máu chung bay lên giống nhau, rốt cuộc một loại xưa nay chưa từng có lưu chuyển tốc độ. Mà hắn toàn thân cũng cảm nhận được bắt đầu nóng lên nóng lên lên. Lúc này đạt tới 90 lần tốc độ. Đương 90 lần tốc độ máu lưu chuyển phản hồi trái tim trong nháy mắt. Trái tim bỗng nhiên phát ra một tiếng làm hắn toàn thân đều nổ vang chấn động thanh âm, đông. Giống như là gõ vang lên cổ chung giống nhau thanh âm từ trái tim phát ra. Ngay sau đó Dương Nghị Vân sắc mặt liền đại biến. Mỗi một lần máu lưu chuyển trở lại trái tim, lúc sau sẽ lại lần nữa từ trái tim bộc phát ra hiện, chảy xuôi đi toàn thân mạch máu chung. Lúc này đây lưu chuyển đi ra lúc sau, Dương Nghị Vân cảm nhận được nóng bỏng lực độ cư nhiên tăng trưởng mấy chục lần. Cái loại cảm giác này giống như là máu ở mạch máu cháy giống nhau cảm giác, cũng như là máu hóa thành sôi trào nước sôi giống nhau. A! À, làm Dương Nghị Vân nhìn không được phát ra hét thảm một tiếng. Ở trong nháy mắt Dương Nghị Vân phát hiện trong cơ thể mạch máu có vết rách. Cái này phát hiện làm hắn sắc mặt đại biến, vội vàng đình chỉ tôi thể công pháp vận chuyển, hắn biết nếu là không ngừng xuống dưới, trong thân thể hắn mạch máu sẽ tại đây chờ nóng bỏng bay nhanh máu lưu chuyển dưới nổ mạnh. Bởi vì 90 lần huyết từ trái tim trung tuần hoàn mà ra sau, Dương Nghị Vân tựa hồ cảm nhận được, chính mình máu cùng trái tim giống như muốn phát sinh nào đó dị biến. Nhưng là lúc này, hắn không thể không dừng lại, nếu là toàn thân mạch máu nếu là nổ mạnh, đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất ở ảnh hưởng đến trái tim, làm trái tim nổ mạnh, kia hắn thân thể đã có thể thật xong đời. Đến lúc đó thân thể xong đời, hắn chỉ có thể đi thần hồn đoạt xá. Bực này tình huống cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhưng mà ngay sau đó bi kịch sự tình liền xuất hiện. Dương Mỗ Nhân đột nhiên phát hiện. Hắn cư nhiên dừng không được tới. Không có lại đi thúc giục tôi thể công pháp, đi thúc giục máu lưu chuyển, nhưng là... dừng không được tới. Xong rồi, lần này chơi quá độ. Bi kịch tiếng động ở Dương Mỗ Nhân nội tâm cuồng loạn. Nhưng là dừng không được tới chính là dừng không được tới. Không chỉ có như thế, càng bi kịch chính là, Dương Mỗ Nhân phát hiện máu lưu chuyển ở mạch máu nội tiếp tục ở bò lên tốc độ. 91, 92. Một đường tiêu lên tới 99 lần lưu chuyển tốc độ, cuối cùng đạt tới suốt 100 lần, thẳng đến trái tim mà đi. Ầm vang. Một tiếng nặng nề vang lên. Ngay sau đó răng rắc một tiếng. Thanh âm này là trong tim bên trong xuân ra tới. Dương Nghị Vân muốn khóc. Bởi vì hắn nội coi dưới rõ ràng thấy được trái tim thượng có tiểu vết rách. Má ơi, trái tim rốt cuộc không chịu nổi muốn bạo sao. Dương Mỗ Nhân khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng liền không như vậy lòng tham, đi bước một tới nếm thử. Cái này là thật bi kịch. Đau. Vô biên vô hạn đau. Từ trái tim truyền đến. Giờ phút này hắn xem như chính thức cảm nhận được cái gì là xuyên tim đau. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng trong cơ thể máu lưu động căn bản là không chịu hắn khống chế, mất khống chế. Muốn chết, muốn xong đời. Dương Nghị Vân ở trong lòng kêu rên. Bất quá tại hạ một khắc hắn lại tiếp theo lại là cả người đại chấn. Bởi vì hắn đột nhiên thấy được, trái tim thật là bạo liệt, hơn nữa có thực rõ ràng vết rách. Nhưng là từ vết rách chung hắn đột nhiên thấy được nhàn nhạt kim sắc chiếu rọi mà ra. Cũng là trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được chính mình trái tim thoát thay đổi. Lập tức thấy được bốn phía hết thảy biến hóa, có hoàn toàn bất đồng chỗ. Tựa hồ trong nháy mắt này hắn ý thức tiến vào trái tim bên trong, tới rồi một cái khác toàn thân thế giới. Lần đầu tiên cảm nhận được trái tim biến hóa là ở nuốt phục 9 viên Mỹ Kim Thật Đan thiếu chút nữa nổ tan xác dưới tình huống, là thần ma điều cho hắn một giọt bản mạng tinh huyết dung nhập trái tim bảo vệ một mạng không nói, còn phát hiện tâm hồn năng lực. Như là trong tim bên trong xuất hiện một con mắt giống nhau. Sau lại hỏi qua Tuyết Hương nói hắn có tâm hồn năng lực. Đến nỗi hiện tại Dương Nghị Vân cảm giác còn lại là, hoàn toàn nắm giữ này một con mắt. Có thể xem đến càng thêm rõ ràng, càng thêm xa xôi. Đương nhiên này chỉ là vẫn luôn cảm giác, đều không phải là thật sự trong tim bên trong mọc ra vẫn luôn đôi mắt. Thực huyền diệu cùng chân thật cảm giác. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được, cái loại này xuyên tim đau đớn cũng biến mất không thấy. Thay thế chính là vô cùng thoải mái cảm giác, trái tim bên trong ấm áp thoải mái. Ngay sau đó trái tim vỡ ra dấu vết thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó máu từ trái tim chung chảy trở về mà ra, hướng về toàn thân các nơi mà đi. Nơi đi qua,
Dương Nghị Vân cảm nhận được cơ bắp bên trong đã xảy ra biến dị, chất chứa lực lượng cường đại, hắn toàn thân mỗi một tấc cơ bắp bao gồm cốt cách đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là một lần hoàn toàn mới rèn luyện. Một lần cùng dĩ vãng không giống người thường tôi thể. Tại đây một khắc Dương Nghị Vân biết hắn suy đoán phương hướng là chính xác, hắn thành công. Thân thể tu luyện phương hướng quả nhiên này đây trái tim là chủ. Trái tim chính là thân thể căn nguyên. Mà máu quả nhiên là môi giới. Máu ở toàn thân mạch máu lưu chuyển tốc độ nhanh chậm sẽ kích thích trái tim người này thể lớn nhất bảo khố. Chính như cùng Càn Khôn Chi Linh lời nói như vậy, trái tim có thể là người thứ hai thể nói nguyên. Máu lực lượng thoát biến sẽ trong tim hoàn thành rèn luyện phát sinh biến hóa. Hiện tại xuất hiện tình huống đúng là như thế. Đường máu lưu chuyển tốc độ đạt tới 100 lần thời điểm, lúc này đã đột phá trái tim cực hạn, ở cường đại đánh sâu vào kích thích dưới, trái tim tất nhiên sẽ phát triển hóa, mở ra cái này bảo khố chi môn. Như thế là máu đã xảy ra biến hóa, chữa trị bạo liệt dấu vết, lại lần nữa trở lại toàn thân máu, sở thấm thấu sẽ là toàn thân mỗi một tấc cơ bắp cùng cốt cách. Làm cơ bắp cùng cốt cách tiếp thu máu lễ rửa tội, phát sinh rèn luyện biến chất. Dương Nghị Vân cảm nhận được toàn thân chất chứa cường đại lực lượng, đến từ máu đến từ trái tim biến hóa. Cảm thụ rất cường liệt. Hắn biết chính mình trời xui đất khiến đi ra một cái đại đạo. Đương nhiên lúc này, nhất rõ ràng chính là trái tim chi biến. Hắn có thể cảm nhận được, cũng là một loại từ nội tâm bên trong phát ra biến hóa. Nói không nên lời, nhưng lại chân thật tồn tại biến hóa. Hắn có Tuyết Hương nói cái loại này biết trước năng lực. Chính là địch nhân muốn công kích hắn, hắn có thể trước một bước biết địch nhân từ địa phương nào xuống tay biết trước năng lực. Liền kia hiện tại tới nói, đứng ở Tuyết Hương thân thể cao lớn bảo hộ dưới, lại là có thể cảm nhận được, xuất hiện ở Tuyết Hương bốn phía những cái đó trống rỗng mà đến dây mây công kích. Dương Nghị Vân phát hiện giờ phút này xuất hiện trái tim cảm giác năng lực, chính là vì đối phương bực này sẽ trống rỗng xuất hiện dây mây mà chuẩn bị. Hắn hiện tại căn bản liền không cần có thể đi nhắm mắt lại đi cảm thụ, là có thể cảm nhận được địa phương nào sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Hết thảy đều là từ trái tim dựng lên. Loại này kỳ diệu cảm giác hắn thực hưởng thụ. Người trái tim đứng ở trong cơ thể, huyền phù đổi chiều. Giống như là một cái toàn phương vị vô góc chết theo dõi giống nhau. Hắn đứng ở Tuyết Hương thân hình bảo hộ dưới, đều có thể cảm nhận được, bốn phía đã phát sinh hết thảy biến hóa. Cái gì phương vị có biến hóa, hắn là có thể cảm thụ trái tim đối ứng cái kia phương vị sẽ nhảy lên, nội loại sẽ có một cổ máu chi lực hội tụ ở địa phương nào, đây là một loại tâm chỉ dẫn. Toàn thân sử dụng không xong lực lượng, trái tim biết trước năng lực. Hết thảy đầy đủ hết. Ngay sau đó Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt. Tuyết Hương vất vả, phóng ta đi ra ngoài đi. Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng. Hắn hiện tại sau khi ra ngoài, có thể có cũng đủ tin tưởng tránh né này đó không ngừng trống rỗng xuất hiện dây mây công kích. Hơn nữa hạng nhất phía trên còn dư lại 6 đóa quỷ mẫu hoa, mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn bắt được tay một ít. Không thể lại làm đông nhan lãng phí. Lão bất tử ở một bên xem diễn thời gian cũng đủ dài, Dương Nghị Vân cảm thấy cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Kỳ thật đối Dương Nghị Vân chính mình cảm thụ tới nói thời gian trôi qua rất dài một đoạn thời gian, tính lên cũng không có bao lâu. Tu luyện chi đạo huyền diệu liền ở chỗ này, có đôi khi cảm giác thời gian trôi qua trong chốc lát, kỳ thật đã thời gian rất lâu trôi đi. Có đôi khi ở đương sự cảm thấy tu luyện rất dài, ngoại giới còn lại là không bao lâu. Khoảnh khắc chi gian một tấc vuông trong vòng. Tuyết Hương người nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, thân hình vừa động tránh ra một đạo khe hở ra tới. Cùng thời gian nơi xa trăm mét ở ngoài, Đông Nhan cùng hai gã thủ hạ đều ở nhìn chăm chú vào Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương. Chủ thượng muốn hay không chúng ta ra tay, không nghĩ tới này nhiệt xúc bản thể như thế cường hãn, bị như vậy nhiều quỷ mẫu dây mây công kích, thế nhưng thoạt nhìn không có việc gì, Dương Nghị Vân kia tiểu tử bị nàng bảo hộ tại thân hạ, cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, như vậy đi xuống, chúng ta tưởng bắt lấy hắn, đạt được thu quỷ mẫu hoa nước mắt bí pháp sợ là không dễ dàng. Một người thủ hạ nhìn giữa sân đề nghị. Đúng vậy chủ thượng, nhìn dáng vẻ không cho bọn họ thêm chút lửa là không được. Cái thứ hai nói. Đông Nhan nghe hai gã thủ hạ giảng thuật, không khỏi gật đầu nói, cái này yêu tiên bản thể đích xác cường hãn, đích xác dựa theo tình huống hiện tại, các nàng rất khó chịu thương. Chúng ta trên người nguyên ma đan có thể không chịu quỷ mẫu dây mây công kích, nhưng thời gian cũng là hữu hạn, tưởng nhất lao vĩnh giật, xem ra là không có khả năng. Như vậy lần này các ngươi hai cái đi kiềm chế cái kia yêu nghiệt,
bổn tọa tự mình đi bắt lấy Dương Nghị Vân, một hai phải làm hắn giao ra bí pháp tới không thể, nếu không rất khó mở ra quỷ mẫu chi môn, được đến quỷ mẫu chi tâm. Là, thuộc hạ minh bạch. Nhưng mà liền ở ba người vừa muốn động thủ thời điểm, lại là nhìn đến Tuyết Hương thân thể cao lớn di động lên, ngay sau đó Dương Nghị Vân lại từ bên trong ra tới. Đông Nhan lão tặc diễn xem đủ rồi, cũng nên làm ngươi nếm thử bị quất đánh tư vị. Dương Nghị Vân một cái lắc mình từ Tuyết Hương thân thể cao lớn hạ bay vọt dựng lên, thẳng đến Đông Nhan ba người, lớn tiếng mắng. Thân hình lập lòe chi gian, Dương Nghị Vân luôn là có thể cảm nhận được, địa phương nào sẽ có trống rỗng xuất hiện dây mây công kích, tâm hồn biết trước năng lực hoàn toàn phát huy ra tới. Hơn nửa giờ phút này hắn phát hiện chính mình thân thể có thể nhu có thể cương. Có thể lấy không thể tưởng tượng vặn vẹo tới tránh thoát dây mây công kích. Trong nháy mắt liền vọt tới Đông Nhan ba người 10 mét trong vòng. Không tốt, tiểu tử này tựa hồ nắm giữ nào đó thủ đoạn có thể tránh đi quỷ mẫu dây mây. Đại gia tránh ra Đông Nhan thấy được Dương Nghị Vân chấp động chi gian thế nhưng giống như có thể biết trước địa phương nào sẽ xuất hiện dây mây công kích. Do đó trước đó tránh né, tức khắc liền có một cổ dự cảm bất hảo sinh ra, giống to làm hai cái thủ hạ tránh né. Muốn tránh, xong rồi. Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, trong tay khắc văn đạo phù xuất hiện, thúc giục lúc sau, nhẹ giọng mà nói, không gian. Vèo một chút, Dương Nghị Vân biến mất tại chỗ. Lúc này Đông Nhan ba người phân tán tránh né. Dương Nghị Vân lại là đem mục tiêu đặt ở phía trước bị hắn chặt đứt một tay người nọ trên người. Có khắc văn đạo phù lực lượng tồn tại, 10 mét trong vòng hắn mượn dùng không gian lực lượng, chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên chỉ cần có lực lượng chém giết địch nhân, bất luận cái gì góc độ đều có thể. Tuy rằng Đông Nhan bên này thủ hạ là thượng phẩm đại la, nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói giết hắn không khó. Oanh! A! À. Dương Nghị Vân trực tiếp xuất hiện tại đây người sau lưng, một quyền nện ở hắn trên đầu. Không gian chi lực cường đại ở chỗ vô thanh vô tức, đối phương căn bản không có biện pháp phát hiện hắn công kích sẽ từ địa phương nào xuất hiện. Càng khủng bố một quyền nện ở Đông Nhan tên này thủ hạ trên đầu, những người khác cũng thấy Dương Nghị Vân một cái nắm tay. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết nhớ tới, Đông Nhan tên này thủ hạ đầu bạo liệt, hơn nữa Dương Nghị Vân nắm tay lực lượng to lớn vượt quá chính hắn tưởng tượng, thuận thế liên quan thân thể đều một quyền oanh thành thịt nát. Trong nháy mắt chém giết Đông Nhan một người thủ hạ. Đây là Dương Nghị Vân ở không có đối dây mây cố kỵ lúc sau, thân thể được đến một lần rèn luyện sau, đạt được trái tim cảm giác chi lực hiệu quả. Một màn này làm trốn tượng bên kia dư quang nhìn thấy Đông Nhan cũng là hít hà một hơi. Hắn biết Dương Nghị Vân bực này tốc độ hắn là vô pháp tránh né. Trong giây lát thấy được Dương Nghị Vân trong tay khắc văn đạo phù. Đông Nhan biết Dương Nghị Vân vận dụng khắc văn đạo phù lực lượng chém giết thủ hạ của hắn. Nhưng lại không biết Dương Nghị Vân sử dụng chính là không gian lực lượng, không biết khắc văn đạo phù là không gian chi phù, dù sao Đông Nhan đôi mắt đỏ. Đương nhiên đều không phải là hắn đau lòng chính mình thủ hạ bị giết, mà là thấy được Dương Nghị Vân trong tay khắc văn đạo phù đỏ mắt. Lão bất tử lúc này cái thứ nhất ý tưởng là cướp đoạt Dương Nghị Vân trong tay khắc văn đạo phù. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, một quyền rất một người thượng phẩm đại la đầu, điểm này cũng không ngạc nhiên. Làm hắn cảm nhận được kinh hỉ chính là, hắn giờ phút này thân thể bày ra tới đủ loại bất đồng chỗ. Máu tôi thể chi lộ, trái tim khởi nguyên lúc sau. Cho hắn mở ra tân đại môn, đây mới là nhiên hắn kinh hỉ. Ngây người lúc sau Dương Nghị Vân né tránh dây mây công kích, nhếch miệng một chút nheo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua Đông Nhan cùng hắn một khác danh thủ hạ. Bỗng nhiên trong tay khắc văn đạo phù lần thứ hai sáng ngời, Dương Nghị Vân biến mất tại chỗ. Lúc này đây hắn ra tay thẳng đến Đông Nhan, trong tay mang lên thanh liên tiên hỏa. Chớp động chi gian chắn Đông Nhan trước người. Hai người đối diện lúc sau. Dương Nghị Vân dẫn đầu ra tay, lão bất tử chịu chết đi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lần thứ hai biến mất tại chỗ. Mà Đông Nhan còn lại là trong tay quang mãn lập lòe xuất hiện một viên đan dược niết bạo, khoảnh khắc nùng liệt màu đỏ xương khói khuếch tán mở ra, hình thành 20 mét phạm vi một phương lĩnh vực. Đây là hắn cất chứa đến hy hữu đan dược, niết bạo lúc sau, mặc kệ địch nhân tốc độ có bao nhiêu mau, đều phải ở hắn đan dược hóa khai phạm vi không chỗ nào che giấu. Chẳng qua Đông Nhan lại là không có cảm nhận được Dương Nghị Vân công kích mà đến. Nhưng là bên tai đột nhiên nghe được một cái khác thủ hạ kêu thảm thiết. A, à, Dương Nghị Vân ngươi tìm chết. Lúc này Đông Nhan mới phát hiện, Dương Nghị Vân căn bản không phải đối phó hắn, mà là cố ý mê hoặc thủ hạ của hắn thả lỏng cảnh giác, trực tiếp đi đối hắn dưới tay.
xảo trá tiểu tử a. Đông Nhan ở hắn đan dược lĩnh vực khí mắng, nhưng đã chậm. Cái thứ hai thủ hạ bị Dương Nghị Vân một quyền xuyên thấu nói nguyên. Thân tử đạo tiêu. Đích xác Dương Nghị Vân lần thứ hai xuất kích hô to muốn sát Đông Nhan, kỳ thật chính là mê hoặc một cái khác Đông Nhan thủ hạ mà thôi. Dù sao cũng là thượng phẩm đại la, chính diện đi chém giết Dương Nghị Vân biết đối chính mình tới nói vẫn là rất có khó khăn. Cũng chỉ có mượn dùng khắc văn đạo phù không gian chi lực, hơn nữa thanh liên tiên hỏa xuất kỳ bất ý mới là nhanh nhất kết thúc phương thức. Hắn ở một lần thành công. Ý tưởng rất đơn giản, trước đem Đông Nhan hai cái thủ hạ xử lý, đệ nhất đả kích hắn sĩ khí, đệ nhị dư lại một cái Đông Nhan, hắn sẽ cùng Tuyết Hương liên hợp lại, xử lý hắn cái này lão bất tử. Ý tưởng thực hảo, hết thảy cũng coi như thuận lợi, nhưng mà có đôi khi thường thường sự kiện phát triển tổng hội xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Liền ở Dương Nghị Vân chém giết Đông Nhan hai gã thủ hạ phải đối phó Đông Nhan thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Dương Nghị Vân lần này xem tiểu tử ngươi hướng nào chạy. Nghe được thanh âm có chút quen tai, Dương Nghị Vân quay đầu nhìn lại, lại đúng là 500 năm trước bị hắn dọa chạy Giả Hoa Sen. Lúc này lại thấy Giả Hoa Sen bên người là một người đầu bạc lão giả, cách thật xa Dương Nghị Vân nhìn lại tên này lão giả tựa hồ cho hắn một loại bộc lộ mũi nhọn cảm giác, giống như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm. Lúc sau còn có hai gã thượng phẩm đại la đi theo các nàng phía sau. Không cần hỏi Dương Nghị Vân đều biết tên này lão giả hẳn là tiên đan lâu cao thủ. Dương Nghị Vân mắng một tiếng âm hồn không tan, lại cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Giả Hoa Sen sẽ tìm kiếm đến nơi đây. Những người này đều là tiên đan thành chân chính cường đại thế lực, muốn tìm hắn cũng dễ dàng. Hiện tại xem ra vô cùng có khả năng là một đường đi theo tới đây. Hoặc là chính là Đông Nhan cái này lão bất tử cố ý lộ ra hắn hành tung. Bất quá giờ phút này xem Đông Nhan lão gia hỏa thấy được Giả Hoa Sen cùng lão giả sắc mặt, nhưng thật ra không nghĩ hắn lộ ra chính mình hành tung. Dù sao này những lão bất tử tất nhiên đều là có năng lực có thủ đoạn tìm kiếm đến chính mình, Dương Nghị Vân cũng không có gì ngoài ý muốn. Nheo lại mắt thấy Giả Hoa Sen nói, muốn chạy trốn cũng không phải là ta, là ngươi đi, ha ha. Không mặn không nhạt chào phúng Giả Hoa Sen, ý tứ lại nói, lần trước chính là ngươi đào tẩu. Ngươi đừng đắc ý, lần này ta kiếm ra ra tự mình rời núi, thức thời giao ra khắc văn đạo phù, cho ngươi tiểu tử lưu cái tất cả đều là, nếu không cô nãi nãi lần này cần đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giả Hoa Sen vô cùng kiêu ngạo, nhìn Dương Nghị Vân thời điểm cũng nghiến răng nghiến lợi. Dương Nghị Vân cười lạnh, nữ nhân này quả nhiên không phải người lương thiện, giết người đánh cướp ở trong mắt nàng thoạt nhìn lơ lỏng bình thường. Đối Giả Hoa Sen Dương Nghị Vân hoàn toàn không phát ở trong mắt. Bởi vì hắn hiện tại muốn sát Giả Hoa Sen có thể nháy mắt hạ gục nàng. Dương Nghị Vân trọng điểm đặt ở Giả Hoa Sen bên người lão giả trên người, ở Giả Hoa Sen trong miệng xưng cái này lão giả vì kiếm ra ra. Giờ phút này tên này lão giả cũng ở đánh giá hắn. Dương Nghị Vân bị tên này lão giả nhìn chằm chằm xem, cả người đều cảm giác không thoải mái. Từ cái này lão giả trên người Dương Nghị Vân cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Nói chuyện chung Giả Hoa Sen cùng lão giả một hàng bước vào dây mây công kích trong phạm vi. Oanh! Lại thấy lão giả trên người phát ra ầm vang một tiếng. Tức khắc cường đại vô cùng hơi thở bùng nổ, tạo ra một cái kết giới màn hào quang, hoàn toàn đem dây mây công kích ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng Dương Nghị Vân lại là trong lòng chấn động, hắn cảm thụ cường đại kiếm khí. Quả nhiên phía trước cảm giác không có sai, cái này lão giả là cái kiếm đạo cao thủ. Ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung lão giả trên người bùng nổ mà ra màn hào quang hoàn toàn là kiếm khí hình thành. Có thể đem kiếm khí dùng vận đến như thế tùy tâm sở dục hạng người Dương Nghị Vân đây là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng cho hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ dựa vào toàn thân phát ra mà ra kiếm khí liền chặn dây mây công kích, cấp Giả Hoa Sen cùng hai cái thủ hạ bao phủ ở bên trong, đủ để thuyết minh người này cường đại. Trọng điểm là không thấy được hắn xuất kiếm, trên người lại có thể tản mát ra kiếm khí. Đây là kiếm đạo tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới thể hiện. Người như kiếm, kiếm là người. Dương Nghị Vân có chút tâm hồn cảm ứng lúc sau, vẫn luôn ở trốn tránh, bị không dây mây công kích, hắn biết chính mình không có biện pháp làm được cái này lão giả như thế cường đại kiếm khí hình thành một cái phòng ngự cháo. Cảm nhận được nguy hiểm, Dương Nghị Vân chấp động chi gian tới rồi Tuyết Hương bên người. Giờ phút này Tuyết Hương toàn thân quang mang chợt lóe đỉnh đầu một sừng một trận quang mang chói mắt phát ra. Lại cũng là một cái phòng ngự kết giới hình thành, ngay sau đó nàng cũng hóa thành người đứng ở Dương Nghị Vân bên người.
Nhìn đến Tuyết Hương khởi động phòng ngự màn hào quang, Dương Nghị Vân nửa ngày vô ngữ. Nhà đầu này có bổn sự này, vì cái gì không còn sớm điểm thi triển ra tới đâu? Ngươi, chúng ta không còn sớm điểm lộng như vậy một cái phòng ngự cháo ra tới. Dương Nghị Vân buồn bực nói. Ta cũng là nhìn đến người kia thi triển ra phòng ngự cháo sau mới nghĩ đến Tuyết Hương nghiêm túc nói. Dương Nghị Vân một trận nghẹn lời, hắn nhưng thật ra quên mất Tuyết Hương nhà đầu này bản thân liền không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá, hiện tại sở làm, cũng là học tập. Không thể trách nàng. Xem sơn đi phía trước nàng hoàn toàn dùng bản thể kháng hạ lâu như vậy dây mây công kích, cũng không có thương đến cái gì. Điểm này cũng có thể nhìn ra Tuyết Hương kỳ thật cũng phi thường cường hãn. Hảo đi, vấn đề này lật qua đi, dù sao hiện tại có Tuyết Hương cái này màn hào quang tồn tại, ít nhất không cần đi tránh né dây mây công kích. Lúc này, trong sân tình huống trở thành ba chân thế chân và cục diện. Đông Nhan cái này lão bất tử đang ở hắn niết bạo đan dược sương mù chung không chịu dây mây công kích. Giả hoa sen một phương có cái kia lợi kiếm giống nhau lão giả kiếm khí tồn tại, cũng không đã chịu ảnh hưởng. Hắn cùng Tuyết Hương đứng ở bên kia, hiện tại cũng không có việc gì. Liền lúc này không ngừng trống rỗng từ đỉnh đầu xuất hiện dây mây biến mất không thấy. Giữa sân rốt cuộc thanh tĩnh. Dương Nghị Vân nghĩ đến có lẽ là bởi vì bọn họ tam phương đều ngăn cách hơi thở, dây mây bởi vậy mất đi mục tiêu. Dù sao giữa sân an tĩnh xuống dưới, đây là chuyện tốt. Bất quá Dương Nghị Vân biết kế tiếp, hắn cùng Tuyết Hương khả năng muốn đối mặt càng vì nghiêm túc tình cảnh. Bởi vì Đông Nhan cùng giả hoa sen một phương đều là thù địch. Đối với Đông Nhan cái này lão bất tử hắn còn không thế nào sợ, duy nhất lo lắng chính là giả hoa sen bên người lão giả, thực rõ ràng người này là cái kiếm tiên, hơn nữa ở kiếm đạo tạo nghệ thượng đã đạt tới phi thường cao cảnh giới, nhìn không thấu chút nào, cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Tuyết Hương ngươi có thể cảm thụ giả hoa sen bên người cái kia lão giả là cái gì cấp bậc sao? Dương Nghị Vân nhỏ giọng hỏi Tuyết Hương. Cùng ta không sai biệt nhiều, hắn rất mạnh, đây là Tuyết Hương phi thường nghiêm túc trả lời. Ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai lại là trong lòng cả kinh. Tuyết Hương đều vô cùng nghiêm túc, đó chính là thật sự cường hãn. Là cái nguy hiểm nhân vật. Hiện tại Dương Nghị Vân nhất sợ hãi chính là, Đông Nhan cùng giả hoa sen liên thủ. Đến lúc đó hắn cùng Tuyết Hương nhất định sẽ chịu khổ. Lúc này lại là sợ cái gì tới cái gì. Chỉ nghe Đông Nhan nhìn lão giả cười ha ha nói, nguyên lai là giả lâu chủ bên người đại kiếm tiên Hàn Dương huynh, cái gì phong đem ngươi lão huynh cấp thổi tới, Hàn Dương huynh biệt lai vô dạng, thượng trăm năm không thấy, lão huynh tu vi lại tăng nhiều một bước, sợ là muốn chính đạo hỗn nguyên đi. Đông Nhan đạo hữu biệt lai vô dạng, người cũng không kém, khoảng cách hỗn nguyên một bước xa lão giả cười nói lời nói. Cùng Hàn Dương huynh kiếm tiên chi đạo so sánh với, tiểu đệ còn kém xa, bất quá kế tiếp tiểu đệ có cái đề nghị, chúng ta hai bên liên thủ bắt lấy tiểu tử này, quỷ mẫu yêu thụ chi bảo cùng chung như thế nào. Đông Nhan chuyện vừa chuyển nói. Nhưng là những lời này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là trong lòng đại chấn. Sợ cái gì tới cái gì, hai bên quả nhiên muốn liên thủ. Đối với giả hoa sen tới nói, nàng mục tiêu thực minh xác chính là Dương Nghị Vân. Lúc này Đông Nhan đưa ra tạm thời liên thủ bắt lấy Dương Nghị Vân đề nghị nàng là động tâm. Đại gia mục tiêu giống nhau. Bất quá giả hoa sen cũng biết Đông Nhan là ma đan điện điện lão chi nhất, bực này cáo giả ai biết có cái gì tâm địa gian dảo. Cho nên nhỏ giọng hỏi bên người đại kiếm sư nói, kiếm gia gia ngươi thấy thế nào? So sánh với Đông Nhan cái này cáo giả, Dương Nghị Vân cùng hắn bên người cái kia yêu tiên lão phu ngược lại càng thêm quỷ dị. Như thế tạm thời cùng Đông Nhan hợp tác cũng chưa chắc không thể. Đại kiếm sư nói ra chính mình suy nghĩ. Hảo chúng ta đây trước cùng Đông Nhan liên hợp, bắt lấy Dương Nghị Vân lại nói, tiểu tử này trên người có loại tốc độ cùng ngọn lửa vô cùng quỷ dị, tốc độ hẳn là mượn dùng khắc văn đạo phù, mà ngọn lửa nếu là ta không cảm thụ sai, hẳn là nào đó cường đại thiên hỏa, cùng Đông Nhan tạm thời hợp tác cũng là tốt. Giả hoa sen phân tích nói. Không tồi, tiểu hoa sen trưởng thành, kiếm gia gia thực vui mừng. Buông tay đi làm, hôm nay kiếm gia gia cho ngươi làm hậu thuẫn. Cảm ơn kiếm gia gia. Giả hoa sen được đến đại kiếm sư nói chuyện, cười cười sau, nhìn về phía Đông Nhan nói, Đông Nhan tiền bối như thế rất tốt. Hảo hảo hảo, hoa sen hiền chất không hổ là Diệp lão cháu gái, ha ha, một khi đã như vậy chúng ta trước bắt lấy Dương Nghị Vân tiểu tử này, mặt khác mặt sau lại nói. Đông Nhan cười lớn nói chuyện, nhưng hai tròng mắt chung lại là ở lập lòe tinh quang. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương đứng ở một bên nghe Đông Nhan cùng Giả Hoa Sen một phương không kiêng nể gì tại đàm luận liên thủ đối phó hắn cùng Tuyết Hương, tức khắc bị khí cười. Lão Đông Tây các ngươi thật đúng là để mắt khí tiểu gia chẳng qua là kim thiên đại viên mãn tu vi, các ngươi đường đường đại la đỉnh cư nhiên còn cần liên thủ, ha ha ha. Cũng hảo truyền ra đi tiểu gia ta cũng kiêu ngạo tư bản. Dương Nghị Vân một bên cười mắng, một bên lại là thần kinh kinh bôn cùng Tuyết Hương giao lưu, nói cho Tuyết Hương muốn chém giết, lần này cần đối mặt mới là chân chính đại khó khăn. Giả Hoa Sen bên người đại kiếm sư cùng Đông Nhan lão quỷ đều là đại la đại viên mãn. Còn có Giả Hoa Sen bên người hai cái thủ hạ thượng phẩm đại la. Hắn bên người chỉ có Tuyết Hương. Mà Tuyết Hương mới là đại la đại viên mãn, tuy rằng cường hãn, nhưng Dương Nghị Vân không xác định Tuyết Hương có thể hay không ứng phó đến xuống dưới. Đến nỗi hắn sao? Kim tiên đại viên mãn, cùng đại la chi gian kém chính là một cái suốt đại cảnh giới. Này đối với tầm thường tu sĩ tới nói, là không thể nghịch chênh lệch. Bất quá với hắn mà nói đều không phải là không thể. Bởi vì hắn đáy hảo, từ tu chân chi sơ chính là thập toàn thập mỹ nội đan đáy. Liên tính phi thăng tiên giới lúc sau, hắn cơ sở như cũ so rất nhiều người cường. Lần này càng là tu luyện thành tâm hồn, sờ soạng ra một cái thân thể tu luyện chi lộ, mở ra trái tim này tòa bảo khố chi môn, thân thể thượng một cái bậc thang. Gia tăng có thanh liên tiên hỏa, khắc văn đạo phù, còn có ý thức trong biển hoa sen đen tồn tại, Dương Nghị Vân thủ đoạn tất cả đều thi triển ra tới kia chính là một chút đều sẽ không kém. Dương mẫu nhân trên người đòn sát thủ thiệt tình không ít. Hắn bản thân nói nguyên liền phải so người khác cường đại, tu luyện công pháp cũng là độc nhất vô nhị. Người khác tu tiên đạo, hắn tu vi là thần đạo. Có thể nói từ căn bản thượng, cũng đã đem mặt khác người kéo ra một đại đoạn khoảng cách, căn bản là không hề một cái cấp bậc thượng. Dương mẫu nhân bẩm sinh ưu thế cường đại vô cùng, đền bù hắn ở tu vi cảnh giới thượng cùng những người này chênh lệch, thậm chí còn có thể nói, hắn nếu là đem toàn bộ tiềm lực khai phá ra tới, không sợ chút nào những người này. Trên người có bao nhiêu đại tiềm lực, kỳ thật chính hắn cũng không biết. Chỉ biết chính mình tu vi cảnh giới, là có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng cũng không biết có thể có bao nhiêu cường, có thể hay không cùng này đó đại la cấp bậc đứng đầu lão bất tử chém giết. Bất quá lúc này, Dương Nghị Vân biết hắn không có lựa chọn, có thể hay không cũng đều muốn cắn răng thượng. Kỳ thật trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút khẩn trương, đặc biệt Giả Hoa Sen bên người đại kiếm sư, cho hắn áp lực thực sự không nhỏ. Nhưng cũng chỉ có thể buông tay một bác. Tại đây một phương tiểu không gian, đã không có đường lui để lại cho hắn cùng Tuyết Hương. Hàn Dương huynh kia tiểu tử giao cho ta. Mỗ một khắc Đông Nhan ra tiếng, lại là hô lên một câu sau, thân hình chợt lóe thẳng đến Dương Nghị Vân. Cái này lão bất tử nói thực minh xác, hắn tới đối phó Dương Nghị Vân, mà Tuyết Hương cái này cường đại yêu tiên làm đại kiếm sư Hàn Dương đi đối phó. Đối này đại kiếm sư Hàn Dương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giả Hoa Sen lại là nhỏ giọng mắng, kiếm ra ra cái này Đông Nhan lão quỷ quá không biết xấu hổ, Dương Nghị Vân tu vi mới rất cao, cái kia nha đầu chính là cường đại yêu tiên, hắn nhưng thật ra sẽ chiếm tiện nghi. Đại kiếm sư Hàn Dương ha hả cười đối Giả Hoa Sen nói, Liên Nhi không thể so buồn bực, ai chiếm tiện nghi ai có hại, hiện tại còn không nhất định. Giả Hoa Sen thực hiểu biết vị này kiếm ra ra, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ cho rằng Dương Nghị Vân mới là lớn nhất nguy hiểm, nhịn không được hỏi. Kiếm ra ra ý của ngươi là Dương Nghị Vân cùng hắn bên người yêu tiên so sánh với, ngược lại là Dương Nghị Vân khó chơi. Ha ha, dựa theo ngươi phía trước lời nói, Dương Nghị Vân kia tiểu tử 500 năm trước chỉ là một cái chân tiên mà thôi, mà hiện tại cũng đã là kim tiên đại viên mãn, nhìn dáng vẻ của hắn tùy thời đều có thể bước vào đại la chi cảnh, bực này tu luyện phương thức, toàn bộ tiên giới đều sợ là tìm không ra mấy cái tới, tiểu ngũ trăm năm điểm này thời gian đặt ở tiên giới mới là 50 thiên mà thôi. Như thế khủng bố tu luyện tốc độ, có thể nói yêu nghiệt cũng không quá, hơn nữa xem Dương Nghị Vân kia tiểu tử lão phu trừ bỏ có thể cảm thụ hắn tu vi ở ngoài, mặt khác chút nào nhìn không thấu, ngược lại cho ta một loại nguy hiểm cảm giác. Đông Nhan cái kia lão gia hỏa cho rằng chọn một cái mềm quả hồng, lần này sợ là cắn một khối tinh cương thạch, ha ha, người thả ở một bên xem kịch vui, ta đi gặp tên kia yêu tiên, hiện tại thoạt nhìn đều không đơn giản a. Đại kiếm sư Hàn Dương cảm thán. Một cái lập lòe mà đi. Kỳ thật nói chuyện công phu cũng không có dài hơn, cơ hồ cùng Đông Nhan một trước một sau ra tay. Đông Nhan chọn lựa Dương Nghị Vân, đối thủ của hắn tự nhiên chính là Tuyết Thơm. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, đối mặt Đông Nhan công kích mà đến,
Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Hắn biết chính mình ưu khuyết, đối mặt Đông Nhan lão gia hỏa này, hắn muốn thi triển ra hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn mới được, cùng hắn chính diện đối kháng đó là không được, có hại sẽ chỉ là chính hắn. Đương nhìn đến Đông Nhan công kích mà đến, Dương Nghị Vân lúc này ngược lại nhắm lại hai mắt. Lúc này hắn muốn thế nhưng khả năng dùng chính mình ưu thế đi cùng Đông Nhan chu toàn. Mà cái thứ nhất ưu thế chính là tâm hồn cảm ứng. Hiện tại tâm hồn đã có một lần thăng cấp, có thể cảm ứng biết trước đến nguy hiểm công kích tồn tại. Lúc này nhắm mắt là vì càng tốt ứng đối cảm ứng Đông Nhan công kích. Có thể làm tâm chuyên tâm trầm tĩnh xuống dưới. Dù sao đối với hắn tới nói có tâm hồn biến hóa lúc sau, bốn phía 360 độ vô góc chết đều là có thể cảm ứng được, cùng mở to mắt đi xem không có gì khác nhau. Như thế ngược lại càng chuyên chú. Bất quá hắn tâm hồn cảm ứng cũng là có nhược điểm, phạm vi như cũ còn từ trăm mét trong vòng. Vượt qua trăm mét phạm vi, liền cảm ứng không đến. Nhưng hiện tại đối Dương Nghị Vân lão nói cũng đủ. Hắn chỉ cần có thể đối phó Đông Nhan cái này lão bất tử liền thành, đến nỗi Tuyết Hương bên kia Dương Nghị Vân biết hiện tại lo lắng cũng vô dụng, hắn giúp không được gì, chỉ có thể tin tưởng Tuyết Hương thực lực, có thể cùng cái kia đại kiếm sư đối kháng. Đại kiếm sư cường đại, nhưng Tuyết Hương cũng không yếu. Lúc này Dương Nghị Vân cảm nhận được, Đông Nhan thân hình bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Thay thế chính là một cổ nồng đậm bụi đất hướng về hắn cuốn tịch mà đến. Dương Nghị Vân đề cao cảnh giác, hắn phía trước gặp qua Đông Nhan cái này lão bất tử, trong tay tổng hội xuất hiện đan dược, lại không phải dùng ngược lại là niết bạo đan dược, đến lúc đó sẽ tản mát ra đủ loại nhan sắc xương khói. Tuy rằng không biết này đó xương khói có cái gì nguy hiểm, nhưng Dương Nghị Vân biết đây là Đông Nhan cái này lão bất tử thi triển ra tới thủ đoạn, mượn dùng đan dược công kích người thủ đoạn. Bực này thủ đoạn nhưng thật ra mới mẻ. Lại cũng làm hắn căng thẳng thần kinh, bởi vì là chưa thấy qua công kích thủ đoạn, là vị trí tổng hội là nguy hiểm. Còn không biết cái này lão bất tử, kế tiếp có cái dạng nào thủ đoạn muốn tới đối phó chính mình. Dù sao Dương Nghị Vân giờ phút này nhắm lại hai mắt lúc sau, dụng tâm khiếu cảm ứng đồng dạng đem bốn phía biến hóa quan sát tới rồi. Thậm chí so với mắt thường càng thêm chuẩn xác. Tại tâm khiếu cảm ứng dưới, Dương Nghị Vân cảm thụ nùng liệt sương mù cuốn tịch mà đến. Trái tim cũng nhảy lên dựng lên. Ngay lập tức chi gian hắn đã bị này đó sương mù cấp bao vây lên. Lúc này tương đương hắn xuất hiện ở nồng đậm sương mù chung, diện tích rất lớn. Bất quá có một chút nhiên hắn kỳ quái chính là, hắn có thể cảm nhận được sương mù, lại là đối Đông Nhan mất đi mục tiêu. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thực rõ ràng này đó sương mù là Đông Nhan lấy đan dược làm ra tới, tràn ngập quỷ dị. Lão bất tử chính mình nhất định giấu ở này đó nồng đậm đan dược sương mù chung, nhưng hắn cư nhiên cảm thụ không đến tồn tại. Nhưng Dương Nghị Vân lại cũng không sợ hãi, hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, dụng tâm đi cảm thụ, tin tưởng tổng hội cảm nhận được Đông Nhan sẽ từ cái gì phương vị công kích chính mình. Mỗi một khắc, Dương Nghị Vân trong lòng chấn động. Lại là cảm nhận được phía trước có dị động, không cần suy nghĩ chính là một quyền oanh kích qua đi, mang theo thanh liên tiên hỏa, chỉ cần làm đánh trúng đối phương, nhất định sẽ không làm lão gia hỏa dễ chịu. Nhưng mà đương hắn một quyền oanh kích qua đi lúc sau, lại là trong lòng cú sốc. Đánh hụt, một quyền chỉ là mà đi, cái gì cũng chưa đánh trúng. Hừ, oanh, liền vào giờ phút này hắn sau lưng hừ lạnh vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi. Trở tay một trường. Bất quá. Đối phương so với hắn càng mau. Phốc. Một búng máu dịch nhổ ra, Dương Nghị Vân bị sau lưng một kích, ghé vào trên mặt đất. Hắn muốn lợi dụng tâm hồn cảm ứng năng lực ứng đối Đông Nhan cái này lão bất tử, lại là không nghĩ tới ở đối phương quỷ dị đan dược sương mù chung, nhân gia cũng chiếm cứ ưu thế, ở hắn trước người hư hoảng một kích, trở tay liền ở hắn sau lưng tới một chút. Ăn một mệt. Dương Nghị Vân bỗng nhiên đứng dậy. Bên trái lại một lần cảm thụ nguy hiểm. Giống giận trở lên đánh ra một quyền. Oanh! Toàn lực một toàn dưới bộc phát ra toàn thân lực lượng. Nơi xa một tiếng kêu rên. Này một kích Dương Nghị Vân biết đánh tới Đông Nhan. Mà đang ở đan dược sương mù chung Đông Nhan cũng đích xác trong lòng kinh thịt nhảy. Nếu không phải ở hắn đan dược sương mù hình thành đặc thù trong lĩnh vực, cuối cùng thời điểm thu một chút, hắn sẽ vững chắc ai thượng Dương Nghị Vân một quyền. Đông Nhan lão quỷ xảo trá. Hắn tu đan đạo, lợi hại thủ đoạn cũng là đan đạo, có thể sử dụng đan dược hình thành các loại đối chính mình có lợi ưu thế. Liền tỷ như hiện tại hắn niết bạo đan dược sương mù, với hắn mà nói có thể mê hoặc địch nhân hai mắt,
ngăn cách hơi thở tiên thức từ từ tác dụng. Còn có lợi hại hơn là độc. Mà đan tay đông nhan chi danh không phải nói không. Phía trước chính là lợi dụng đan dược sương mù ngăn cách bọn họ tự thân hết thảy hơi thở, tháo xuống quỷ mẫu hoa dẫn ra quỷ mẫu dây mây công kích Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương. Lúc này đối phó Dương Nghị Vân đông nhan có rất nhiều ma đan thủ đoạn. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, Dương Nghị Vân ở hắn đan trong vòng cư nhiên có thể cảm giác đến hắn công kích, tuy rằng lần đầu tiên điều động đan sương mù mê hoặc Dương Nghị Vân, cho Dương Nghị Vân sau lưng một kích. Nhưng là lần thứ hai hắn ra tay lại là bị Dương Nghị Vân sớm liền phát hiện phản kích, nếu không phải ở chính mình đan sương mù trong vòng hắn cảm giác nhạy bén nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh né một chút, này một quyền khả năng tụ tập trung yếu hại. Hiện tại lại là bả vai ăn Dương Nghị Vân một kích. Tức khắc làm đông nhan kêu lên một tiếng, đã chịu thương tổn. Bởi vì Dương Nghị Vân trên nắm tay mang theo thanh liên tiên hỏa. Đáng giận tiểu tử đông nhan tránh ở đan sương mù trung tâm mắng. Bả vai sơn tư tư bốc khói, hắn lại là trong lúc nhất thời vô pháp tắt quỷ dị ngọn lửa. Nguyên bản phía trước đông nhan liền kiến thức quá Dương Nghị Vân trên người xanh sẫm ngọn lửa, đã sớm ở phòng bị, cho nên mới ở ngay từ đầu làm ra đan sương mù, không cùng Dương Nghị Vân chính diện đối kháng. Không nghĩ tới vẫn là bị tiểu tử này cấp phản kích một chút. Bá đạo thanh liên tiên hỏa ở đông nhan bả vai bất diệt không thôi, cái này làm cho đông nhan hít hà một hơi, thân là luyện đan sư. Tự nhiên đối ngọn lửa thực khắc sâu trong lòng, cũng hiểu biết tiên giới các loại tiên hỏa. Lúc này đông nhan bỗng nhiên nhớ tới tiên giới tiên hỏa bảng hành, đệ tam thanh liên tiên hỏa. Cùng giờ phút này trên người hắn bực này tiên hỏa quả thực giống nhau như đúc. Thanh liên tiên hỏa. Đông nhan thất thanh mà ra. Mỗi một cái luyện đan sư đối ngọn lửa đều là vô cùng si mê, tiên giới tiên hỏa bảng thượng tiên hỏa, liền tính là không chiếm được kia cũng là muốn đi tìm hiểu cùng hy vọng được đến. Đối với mỗi một loại tiên hỏa ghi lại có thể nói đều phi thường hiểu biết. Lúc này đông nhan một chút liền nhận ra đốt cháy ở chính mình trên vai bất diệt không thôi chính là tiên hỏa bảng thượng đại danh đỉnh đỉnh xếp hạng đệ tam thanh liên tiên hỏa. Nhận ra thanh liên tiên hỏa, cũng làm hắn nhớ tới một sự kiện tới. Vạn năm nhiều trước, thanh liên tiên hỏa chính là xuất hiện quá. Ở ngay lúc đó luyện đan giới khiến cho không nhỏ oanh động. Một cái kêu kỳ quân luyện đan sư. Tung hoành luyện đan giới một đoạn thời gian. Năm đó chính là kỳ quân tiên nhân trên người có tiên hỏa, thanh liên tiên hỏa. Tiện sát hơn phân nửa luyện tạo giới. Đều tưởng được đến thanh liên tiên hỏa. Ai biết cuối cùng kỳ quân tiên nhân không thể hiểu được biến mất. Không đủ lúc sau có nghe đồn, kỳ quân tiên nhân là bị hắn sư đệ cấp mưu hại. Vì chính là thanh liên tiên hỏa cùng kỳ quân đan phương. Lúc ấy nghe đồn có rất nhiều. Dù sao đối kỳ quân tiên nhân thanh liên tiên hỏa cùng đan phương rất nhiều người đều rèn luyện ba thước. Nhưng, thường thường thiên tài hạng người ở tiên giới chết non rất nhiều rất nhiều. Kỳ quân tiên nhân dù sao là biến mất. Rất lớn nghe đồn là bị hắn sư đệ hãm hại, vì cướp lấy thanh liên tiên hỏa cùng đan phương. Mà kỳ quân tiên nhân sư đệ, chính là hiện tại tiên đan lâu giả diệp, giả hoa sen ra ra. Bất quá rất nhiều người đều suy đoán giả diệp năm đó căn bản là không có được đến kỳ quân tiên nhân thanh liên tiên hỏa. Thậm chí còn nhiều năm như vậy, giả diệp vẫn luôn đều không có từ bỏ đối kỳ quân tiên nhân tìm kiếm. Hiện tại thanh liên tiên hỏa lại là xuất hiện ở Dương Nghị Vân tiểu tử này trên người. Trong nháy mắt đông nhan liền liên tưởng đến kỳ quân tiên nhân. Chẳng lẽ Dương Nghị Vân tiểu tử này chính là kỳ quân tiên nhân truyền nhân? Cũng hoặc là đạt được kỳ quân tiên nhân truyền thừa tiên hỏa cùng đan phương. Người khác không biết nội tình, tiên đan thành mấy thế lực lớn lại là biết năm đó giả diệp nghe nói là bị thương nặng kỳ quân tiên nhân sinh tử không rõ biến mất. Nói cách khác kỳ quân tiên nhân mang theo thanh liên tiên hỏa cùng hắn sáng tạo ra tới nghịch thiên đan phương biến mất. Đây cũng là nhiều năm như vậy tới tiên đan lâu vẫn luôn đang tìm kiếm kỳ quân nguyên nhân. Hiện tại thoạt nhìn. Cái này Dương Nghị Vân tựa hồ được đến kỳ quân tiên nhân truyền thừa a. Đông nhan sở dĩ như vậy tưởng, là bởi vì hắn biết thanh liên tiên hỏa không phải cải trắng, bực này thế gian cường đại ngọn lửa, có thể xuất hiện một loại liền rất không tồi, tuyệt đối sẽ không có đệ nhị đóa thanh liên tiên hỏa. Cho nên nhất định là Dương Nghị Vân đi rồi cứ chó vận đạt được kỳ quân tiên nhân truyền thừa. Nghĩ đến đây, đông nhan hai tròng mắt đại sáng lên tới. Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải sợ hãi thanh liên tiên hỏa. Mà là như thế nào từ Dương Nghị Vân trên người cướp đoạt thanh liên tiên hỏa. Còn có nếu như Dương Nghị Vân thật sự được đến kỳ quân tiên nhân đan đạo truyền thừa, như vậy năm đó truyền ồn ào huyên náo đan phương cũng liền ở Dương Nghị Vân trong tay.
như thế đối Đông Nhan tới nói dụ hoặc là chí mạng. Đương nhiên cái này tiền đề là Dương Nghị Vân trong mắt hắn chỉ là cái kim tiên, Đông Nhan còn lại là Đại La Đỉnh, có thể có 10 phần nắm chắc bắt lấy Dương Nghị Vân. Như vậy tưởng tượng, Dương Nghị Vân trên người bảo bối đã có thể nhiều. Khắc văn đạo phù, thanh liên tiên hỏa, kỳ quân đan phương, còn có thu quỷ mẫu hoa nước mắt bí pháp. Đương nhiên hiện tại nghĩ đến tiểu tử này trên người hẳn là không ngừng có này đó bảo bối, có lẽ còn có mặt khác bảo bối. Không đem tiểu tử này bắt lấy, kia thật đúng là thẹn với chính mình. Nghĩ đến đây sau Đông Nhan cắn răng lấy ra một viên kim sắc đan dược, đối với chính mình trên vai thanh liên tiên hỏa chụp đi xuống. T. Đau đớn làm hít hà một hơi. Cũng có chút thịt đau. Thịt đau chính là hắn lãng phí một viên tiên đan. Này viên tiên đan cũng không phải là chính hắn luyện chế, mà là từ đấu giá hội thượng tiêu phí 10 vạn hạ phẩm tiên thạch bán đấu giá đoạt được, chính là cao giai chữa khỏi đan dược, xuất từ tiên vương cấp bậc luyện đan sư lúc sau. Thanh liên tiên hỏa quá mức bá đạo, cũng chỉ có thể hạ vốn gốc tới trị liệu. Cũng may một viên đan dược đi xuống, trên vai thanh liên tiên hỏa cuối cùng tắt, thương thế cũng có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này giấu ở đan sương mù trung Đông Nhan hai tròng mắt như là lang giống nhau theo dõi Dương Nghị Vân. Chuẩn bị nhanh chóng xuống tay, hắn biết nếu như bị đại kiếm sư Hàn Dương nhìn ra Dương Nghị Vân trên người chính là thanh liên tiên hỏa, đến lúc đó hắn cũng đừng tưởng được đến. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân còn lại là ở đối Đông Nhan oanh ra một quyền sau, thở hổn hển si cảnh giác cảm giác lão gia hỏa này phương vị nơi. Phía trước hắn cũng ở Đông Nhan thượng thủ ăn một mệt, lại là biết lão gia hỏa này cũng không tốt đối phó, ở này đó nồng đậm đan sương mù chung. Nghĩ đến lão gia hỏa này cùng hắn giống nhau sẽ chiếm cứ một ít cảm giác ưu thế, có thể thu hoạch chính mình phương vị, lại hoặc là nói hắn có thể nhìn đến hắn, mà hắn nhìn không tới đối phương. Đây là Dương Nghị Vân buồn bực một chút. Nếu là nói như vậy, hắn tâm hồn cảm giác năng lực, liền sẽ đại suy giảm. Đối mặt dù sao cũng là đại la đại viên mãn lão bất tử, Dương Nghị Vân nội tâm vẫn là cảm nhận được áp lực. Mà đúng lúc này trong đầu lại là truyền đến Càn Khôn Chi Linh nói chuyện thanh. Tiểu tử vì cái gì không cần Càn Khôn chi mắt. Tiểu tử ngươi tâm hồn cảm giác cố nhiên có thể biết trước một ít nguy cơ, nhưng lại không phải vạn năng, đặc biệt là tại đây chờ hoàn cảnh hạ, nhưng dựa vào cảm giác ngươi là chiếm không đến tiện nghi. Càn Khôn chi mắt là thế gian độc nhất vô nhị thần thông thiên phú, trước kia tiểu tử ngươi tu vi nhược, vận dụng thượng cố hết sức, nhưng là hiện tại nhưng thử xem, tại đây chờ sương mù bên trong, phối hợp ngươi tâm hồn cảm giác, đem có thể phát huy ra đại tác dụng. Dương Nghị Vân nghe được Càn Khôn Chi Linh nói chuyện, bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn thật là quên mất này một vụ. Càn Khôn Chi mắt mở ra là ở tu chân giới mở ra, là nhớ rõ lại một lần Càn Khôn Hồ thăng cấp lúc sau hắn đạt được thần thông. Đích xác như Càn Khôn Chi Linh lời nói, hắn trước kia tu vi trung quy nhược một ít, cũng không có quá đem cửa này thiên phú thần thông đương hồi sự. Mà hiện tại lại bất đồng, hắn đã là kim tiên đại viên mãn tu vi, lúc này sử dụng Càn Khôn Chi mắt. Hơn nữa tâm hồn cảm giác, hai người lẫn nhau phối hợp dưới, có lẽ thật sự sẽ có không tưởng được kỳ hiệu. Đến lúc đó Càn Khôn chi mắt đi xem, tâm hồn đi cảm giác Đông Nhan xuất kích nguy hiểm, như thế hắn có thể chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động giữa mày nơi kim quang lập lòe, đệ tam con mắt Càn Khôn chi mắt mở ra. Trong nháy mắt hắn xem thấu trong sương mù hết thảy, tìm được rồi Đông Nhan cái này lão bất tử nơi. Liền ở hắn phía trước mười mấy mét ở ngoài. Đương hắn quá khứ thời điểm, Đông Nhan bỗng nhiên nhìn lại đây. Dương Nghị Vân vội vàng rời đi hai mắt, bất động thần sắc nhìn về phía nơi khác, hắn còn không hy vọng Đông Nhan biết hắn đã có thể ở trong sương mù nhìn đến chuyện của hắn. Đối loại này lão bất tử hạ ám chiêu mới sảng. Đích xác ở vừa rồi trong nháy mắt Đông Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện Dương Nghị Vân đang xem hắn, tức khắc trong lòng cả kinh. Hắn ưu thế chính là ở hắn đan sương mù trong vòng, hắn có thể nhìn đến Dương Nghị Vân, mà Dương Nghị Vân lại là nhìn không tới hắn, nếu là Dương Nghị Vân có thể nhìn đến hắn, hắn ưu thế liền mất đi. Cũng may Dương Nghị Vân cũng chỉ là trong nháy mắt liền quay đầu đi, tựa hồ đều không phải là thật sự nhìn đến hắn, mà chỉ là hướng tới hắn nơi phương hướng nhìn này liếc mắt một cái mà thôi. Cái này làm cho Đông Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng cũng nói thầm, Dương Nghị Vân không có khả năng nhìn đến hắn. Ở hắn đan sương mù bên trong, chỉ có hắn có thể nhìn thấu người khác. Kế tiếp Đông Nhan trong tay một phen lại là một cái đan dược nơi tay, bỗng nhiên niết bạo, tức khắc hóa thành tới màu đỏ sương mù thực mau khuếch tán mở ra.